Đây là sự sỉ nhục to lớn đối với ông ta. Hai gã cao thủ nhà họ Quan đứng sau lưng ông ta đang nhìn chằm chằm Dương Thanh. Ông muốn bồi thường cái gì? Dương Thanh lạnh lùng hỏi. Khách khứa đang có mặt đều sợ chết khiếp, nghe Quan Hồng Vĩ nói mới biết Dương Thanh suýt giết chết con gái ông ta. Thế nên nhà họ Quan mới dẫn người tới phá rối đám cưới của Mã Siêu. Thế này chẳng khác gì Mã Siêu bị tai bay vạ gió. Được thôi, mày đã hỏi tao muốn bồi thường gì thì nghe cho rõ đây. Rất đơn giản, chỉ cần mày chết, thù oán giữa mày với nhà họ Quan sẽ được xóa bỏ. Quan Hồng Vĩ cười híp mắt nói, phải rồi, nghe nói mày cũng có một đứa con gái nhỉ. Mày suýt giết chết con tao, thế tao cũng thử suýt giết con gái mày xem thế nào nhé. Dứt lời, ông ta còn híp mắt nhìn Tiêu Tiêu ngồi cạnh Dương Thanh. Tần Thanh Tâm vô thức ôm chặt con gái, gương mặt xinh đẹp tràn đầy hoảng sợ. Ngay sau đó, một luồng sát khí hung ác tỏa ra từ người Dương Thanh. Dường như cả sảnh tiệc cũng bị nhấn chìm trong lửa giận của anh. Quan Hồng Vĩ đối mặt với Dương Thanh, cảm giác được áp lực mãnh liệt đè nén khiến ông ta lùi lại một bước theo bản năng, vẻ tức tối trên mặt càng nồng đậm. Dương Thanh nhìn chằm chằm Quan Hồng Vĩ, nhưng muốn tôi quỳ xuống xin tha là điều không thể. Chỉ cần các người lập tức rời đi, tôi sẽ bảo người mang hợp đồng tới. Nghe Dương Thanh nói vậy, tất cả đều vô cùng kinh hãi. Nhưng anh ta vẫn không muốn Dương Thanh vì mình mà mạo hiểm như vậy. Dương Thanh cười tự giễu nói, tôi vốn muốn lấy thân phận anh trai của cậu tổ chức cho cậu một đám cưới hoàn hảo, nào ngờ cuối cùng nó lại bị hủy hoại vì tôi. Xin lỗi người anh em. Nghe thấy thế, hai mắt Mã Siêu lập tức ướt nhòe. Dương Thanh mỉm cười nhìn Mã Siêu rồi nhìn sang Ngải Lâm, áy náy nói, xin lỗi chị. Ngải Lâm biết nhà họ Quan đến gây sự không thể trách anh được. Cô ấy lắc đầu nói, chị không trách cậu, không cần tự trách. Phải đấy anh Thanh, em và Ngải Lâm không trách anh đâu. Mã Siêu cũng vội vàng lên tiếng, anh đừng làm chuyện khờ khạo. Tập đoàn Nhạn Thanh là thứ duy nhất bác gái để lại cho anh, không thể để nó bị tổn hại. Muốn bồi thường cứ cho họ tập đoàn Tân Thảo là được. Dương Thanh lắc đầu. Đối phương đã nhắc tới tập đoàn Nhạn Thanh, đương nhiên phải biết rõ tầm quan trọng của nó với anh. Sao các tập đoàn khác có thể thay thế được? Tình anh em thật sâu nặng. Quan Hân cười chào phúng nói. Anh không biết hôm nay chúng tôi tới đây đều nhờ người anh tốt của anh ban tặng sao? Cô ta châm chọc nhìn Mã Siêu. Cô câm miệng đi. Người ngoài không thể chia rẽ tôi và anh Thanh. Mã Siêu cả giận nói, tôi khuyên các người tốt nhất hãy nghe lời anh Thanh lập tức rời đi. Nếu không các người sẽ phải trả giá đắt vì chuyện ngày hôm nay. Thật đáng tiếc. Quan Hân lắc đầu cười nói, bị người anh tốt liên lụy đến cả đám cưới cũng bị phá, thế mà anh vẫn không trách móc anh ta. Xem ra trong lòng anh, người anh này còn quan trọng hơn cả vợ cậu. Quan Hân vẫn tiếp tục châm ngòi ly gián. Nếu cô muốn châm ngòi, tôi khuyên cô dừng được rồi đấy. Mã Siêu chưa lên tiếng, Ngải Lâm đã bước tới nắm tay anh ta, nhìn Quan Hân nói, cô không biết Dương Thanh là ai, cũng sẽ không hiểu được quan hệ của hai vợ chồng chúng tôi và cậu ấy. Kể cả Dương Thanh có địa vị cao hơn tôi trong lòng chồng tôi cũng sẽ không giận. Nhưng nếu tôi biết Mã Siêu coi trọng tôi hơn Dương Thanh, tôi sẽ tức giận. Nghe Ngải Lâm nói vậy, Mã Siêu vô cùng cảm động. Dương Thanh là anh em kề vai sống chết với anh ta, Ngải Lâm là người con gái anh ta yêu nhất đời này. Cả hai đều có địa vị rất cao trong lòng anh ta, thậm chí còn cao hơn chính bản thân anh ta. Nếu bắt anh ta phải lựa chọn giữa hai người họ, anh ta thà chết đi còn hơn. Anh ta hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Ngải Lâm. Dương Thanh cũng rất cảm động. Nhưng Ngải Lâm và Mã Siêu càng không trách anh lại càng thấy áy náy. Các người có muốn một nửa cổ phần của tập đoàn Nhạn Thanh không? Dương Thanh nhìn hai bố con Quan Hồng Vĩ và Quan Hân hỏi lại lần nữa. Muốn cổ phần, nhưng mày cũng phải quỳ xuống xin tha. Quan Hồng Vĩ lạnh giọng nói, con tao đường đường là con cháu của vương tộc, sao có thể để mày trà đạp tôn nghiêm của nó? Mày nhất định phải quỳ xuống xin nó tha thứ. Dương Thanh ngày càng giận dữ, không thể. Không quỳ xuống xin tha cũng được. Quan Hân bỗng cười híp mắt nói, thế này đi. Chúng ta đổi cách khác. Vừa nãy anh cũng thấy Mã Siêu coi trọng anh như thế nào. Bây giờ để chúng tôi thử xem cậu ta quan trọng với anh đến mức nào nhé. Dương Thanh bỗng có dự cảm chẳng lành. Ả đàn bà này thực sự quá ác độc, liên tục nghĩ ra trò mới để hành hạ người khác. Tuy anh biết cô ta không thể gây ảnh hưởng đến quan hệ của mình và Mã Siêu. Mã Siêu nổi giận quát, câm miệng ngay cho tôi. Ngải Lâm cũng cực kỳ giận dữ, đưa mắt nhìn Mã Siêu. Trong lòng em, anh đã là chồng em rồi. Đám cưới chỉ là hình thức,
hay là chúng ta kết thúc luôn bây giờ? Dù sao hôm nay cũng không còn tâm trạng. Dù có tiếp tục chị cũng không có cảm giác gì, chẳng bằng tổ chức lại. Đương nhiên Dương Thanh biết bọn họ chỉ không muốn gây áp lực cho mình. Hai người đừng khuyên tôi nữa. Tôi tự biết phải làm gì. Dương Thanh kiên quyết nói. Bây giờ các người đi được chưa? Xảy ra chuyện gì thế chủ tịch, cậu muốn chuyển nhượng cổ phần của tập đoàn Nhạn Thanh sao? Lạc Bân cắn răng hỏi. Ông ta coi tập đoàn Nhạn Thanh là nhà, nhưng chỉ khi Dương Thanh là chủ tịch, nơi đây mới là bến đỗ của ông ta. Đột nhiên nghe tin Dương Thanh muốn chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của tập đoàn cho người ngoài, ông ta vô cùng thất vọng. Dương Thanh nhìn Lạc Bân nói, xin lỗi, e là sau này tôi không còn quan hệ gì với tập đoàn Nhạn Thanh nữa. Dứt lời, anh cầm bút ký tên lên hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Không ai ngờ tới Dương Thanh thực sự ký vào hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, lại còn là toàn bộ cổ phần của anh. Tức là sau khi hợp đồng này được ký kết, giữa Dương Thanh và tập đoàn Nhạn Thanh không còn quan hệ gì nữa. Khối tài sản này gần 1000 tỷ đấy. Vậy mà khi ký hợp đồng, trông Dương Thanh rất bình thản, không hề tiếc nuối. Anh Thanh, Mã Siêu bước tới nắm lấy cánh tay Dương Thanh, đỏ bừng hai mắt, cắn răng nói, hy sinh nhiều như vậy chỉ để đám cưới của chúng em được tiếp tục không đáng đâu. Ngải Lâm cũng vội nói, nếu cậu làm như vậy, sau này chị và Mã Siêu phải làm thế nào? Thà bảo vệ đám cưới của bọn chị, ép cậu phải dâng cả tập đoàn Nhạn Thanh cho người khác sao? Tần Thanh Tâm cũng nắm chặt tay anh, nghẹn ngào nói, chồng ơi, anh đừng kích động. Tập đoàn Nhạn Thanh là sản nghiệp mẹ cậu để lại cho cậu, cậu không thể để mất nó. Nếu cậu làm vậy, nếu mẹ cậu dưới suối vàng biết được sẽ rất thất vọng. Đám cưới chỉ là hình thức, cùng lắm thì tổ chức lại. Mấy người thân với Dương Thanh đều nhao nhao lên tiếng khuyên nhủ. Bọn họ biết rõ ý nghĩa của tập đoàn Nhạn Thanh với Dương Thanh. Dương Thanh bình tĩnh nhìn bọn họ, nở nụ cười tùy ý nói, chỉ cần có thể bảo vệ người thân và bạn bè của tôi là đủ rồi. Được rồi, tôi biết ý tốt của mọi người. Tôi đã hạ quyết tâm, mọi người đừng khuyên tôi nữa. Dứt lời, anh đưa hợp đồng đã ký xong cho Quan Hân, lạnh giọng nói, hiện giờ tập đoàn Nhạn Thanh đã thuộc về nhà họ Quan. Các người đi được chưa? Quan Hân không hề có ý định cướp đoạt tập đoàn Nhạn Thanh, chỉ muốn ép Dương Thanh ra tay đánh người. Nào ngờ anh thực sự đồng ý chuyển nhượng nó cho nhà họ Quan. Cô ta bỗng có cảm giác đâm lao phải theo lao. Bọn họ đã nhận tập đoàn Nhạn Thanh, không còn lý do khiêu khích Dương Thanh nữa. Nhưng nếu cứ rời đi như vậy, cô ta rất không cam lòng. Cô ta là người phụ nữ tài giỏi nhất gia tộc, thích cảm giác khống chế mọi thứ trong tay. Thế nhưng hiện giờ, cô ta không hề có cảm giác đó. Dứt lời, cô ta giật lấy hợp đồng trong tay Dương Thanh, sảng khoái ký tên lên đó. Từ hôm nay, tập đoàn Nhạn Thanh đã thuộc về nhà họ Quan. Quan Hân đắc ý nói, khinh miệt nhìn Dương Thanh, tôi cứ tưởng anh lợi hại thế nào, xem ra tôi đã đánh giá anh quá cao. Anh chỉ là một thằng hèn, đến cả thứ duy nhất mẹ ruột để lại cũng bị anh bán đi. Trong mắt Dương Thanh lóe lên một tia lạnh lẽo, Mã Siêu cũng giận dữ lườm Quan Hân, chỉ muốn xông lên cào xé cô ta. Chúng ta đi thôi. Quan Hân quay lưng dẫn người rời đi. Sau đó, tất cả lại khôi phục bình thường. Lạc Bân nhìn Dương Thanh bằng ánh mắt phức tạp, đang định lên tiếng lại bị Dương Thanh chen ngang. Ông thực sự nghĩ bọn họ đoạt được cổ phần của tập đoàn Nhạn Thanh là có thể nắm giữ toàn bộ tập đoàn sao? Nghe vậy, hai mắt Lạc Bân sáng bừng, mừng rỡ nói, ý của chủ tịch là. Em là Tuyết phải không? Mã Siêu run rẩy hỏi. Anh trai. Mễ Tuyết không thể khống chế được cảm xúc của mình nữa, hô lên một tiếng rồi chạy vọt tới chỗ Mã Siêu. Tiếng gọi anh trai của Mễ Tuyết đã giải thích cho nghi hoặc của mọi người. Vừa rồi còn có người tưởng Mễ Tuyết là bạn gái cũ của Mã Siêu, tới đây để phá rối. Mễ Tuyết xông thẳng lên sân khấu, nhào vào lòng Mã Siêu bật khóc nức nở, 12 năm rồi, cuối cùng em cũng được gặp lại anh. Mãi đến khi Mễ Tuyết nhào vào ngực mình, Mã Siêu mới tin tưởng cô gái trước mắt chính là người em gái thất lạc nhiều năm, người thân duy nhất trên đời này của mình. Ha 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 ha! Mã Siêu sung sướng cười phá lên, kích động nói, anh tìm được em rồi, cuối cùng Mã Siêu anh cũng tìm lại được em gái rồi. Dù đang cười nhưng lòng đau như cắt. Anh ta không thể tưởng tượng nổi, biến cố 12 năm trước đã khiến Mễ Tuyết bị đả kích lớn thế nào. Cũng không dám nghĩ tới mấy năm nay cô ta sống ra sao. Thấy Mã Siêu kích động ôm chầm Mễ Tuyết quay vòng vòng, Ngải Lâm cũng rưng rưng nước mắt. Khi còn ở biên giới phía Bắc, cô ấy đã nghe Mã Siêu kể mình còn một cô em gái. Suốt những năm qua, cô ấy cũng nhờ người tìm kiếm Mễ Tuyết khắp nơi.
cô ấy biết rõ cô em gái này vô cùng quan trọng với Mã Siêu. Tuyết, em mau tới chào chị dâu đi. Sau khi bình tĩnh lại, Mã Siêu thả Mễ Tuyết xuống, kéo tới trước mặt Ngải Lâm. Ngải Lâm vẫn đang rơi nước mắt, nhìn Mễ Tuyết chủ động nói, chào em, chị là Ngải Lâm, chị dâu của em. Chào chị ạ. Mễ Tuyết ngoan ngoãn nói, chị dâu thật xinh đẹp. Đây là lời khen từ tận đáy lòng của Mễ Tuyết. Trước khi tới đây, cô ta còn đang tò mò không biết anh trai sẽ lấy người như thế nào làm vợ, bây giờ xem ra người chị dâu này rất xứng đôi với anh trai. Em đi theo anh nào. Mã Siêu lại kéo Mễ Tuyết đi gặp Dương Thanh, kích động nói, anh ấy là anh của anh, sau này cũng là anh của em, mau gọi anh cả đi. Mễ Tuyết cảm kích nhìn Dương Thanh, cảm ơn anh Thanh. Dương Thanh khẽ mỉm cười, anh còn tưởng em không đến. Anh rất vui em vì đã đến đấy. Đến tận lúc này, Mã Siêu mới biết Dương Thanh quen Mễ Tuyết. Cô ấy là vợ anh, cũng là chị dâu của em. Dương Thanh dẫn Mễ Tuyết ngồi xuống bên cạnh Tần Thanh Tâm, tươi cười giới thiệu. Mễ Tuyết kinh ngạc nhìn Tần Thanh Tâm, không kìm được lên tiếng hỏi, chị dâu là tiên nữ giáng trần sao? Nếu không sao có thể xinh đẹp như vậy được? Ha ha! Tần Thanh Tâm phì cười, kéo tay Mễ Tuyết nói, chị không phải tiên nữ gì cả, chị là chị dâu của em, tên là Tần Thanh Tâm. Tần Thanh Tâm thấy sắc mặt chồng mình không tốt, lo lắng hỏi. Dù lát nữa xảy ra chuyện gì các em cũng đừng lo, có anh ở đây rồi. Dương Thanh vừa dứt lời, hơn chục gã áo đen xông vào. Cầm đầu là một người đàn ông trung niên. Náo nhiệt quá nhỉ. Bây giờ đối phương lại chủ động mừng cưới 10 tỷ, còn ra sức lấy lòng khiến anh ta bỗng không biết phải làm sao, vô thức nhìn sang Dương Thanh. Bạch Khánh cứ như không biết Dương Thanh là ai, chỉ nhìn vào Mã Siêu. Thấy Dương Thanh gật đầu, Mã Siêu mới bắt tay Mã Siêu, sau đó lập tức từ chối, tôi xin nhận ý tốt của ông Bạch, nhưng 10 tỷ quá lớn, tôi không thể nhận được. Bạch Khánh đích thân tới đám cưới của Mã Siêu, còn tặng 10 tỷ làm tiền mừng đã đủ để khiến mọi người kinh hãi. Nhưng Mã Siêu từ chối lại càng khiến mọi người khiếp sợ. Đừng nói là 10 tỷ, dù chỉ là 100 triệu bọn họ cũng chưa từng nghe thấy. Có vẻ Bạch Khánh không hề bất ngờ, chỉ cười nói, xem ra cậu Mã không hoan nghênh tôi. Mã Siêu từ chối chỉ vì không muốn gây thêm phiền phức cho Dương Thanh. Hiện giờ người của năm vương tộc liên tiếp xuất hiện ở Yến Đô, mục tiêu của bọn họ đều là khống chế Yến Đô, từ đó chiếm đoạt đế thôn. Dương Thanh là người có khả năng trở thành vương của Yến Đô, tức là chỉ cần một vương tộc nào đó khống chế được Dương Thanh chẳng khác nào khống chế được cả Yến Đô. Nếu đã biết được chuyện này, trước khi biết được ý đồ thực sự của Bạch Khánh là gì, đương nhiên Mã Siêu sẽ không trở mặt với đối phương. Ông Bạch nói nghiêm trọng quá. Ông tới tham dự đám cưới của tôi là vinh hạnh của tôi. Nhưng 10 tỷ là một số tiền quá lớn, tôi sợ sau này không thể đáp lại món quà này của ông. Giọng điệu của Mã Siêu không kiêu ngạo cũng không tự ti, bình tĩnh nói, ông Bạch đích thân tới là món quà lớn nhất rồi. Đến cả Dương Thanh cũng không ngờ Mã Siêu có thể nói ra những lời như vậy. Bạch Khánh cười đáp, vậy thì tôi không ép buộc nữa. Dứt lời, ông ta đưa mắt ra hiệu cho vợ lấy ra một phong bì trong túi sách. Phong bì dày cộp, chắc hẳn phải có hơn 10.000. Vậy tôi tặng 99.999 đồng, chúc cậu Mã Siêu và cô Ngải Lâm bên nhau dài lâu, tân hôn vui vẻ. Bạch Khánh mỉm cười đưa phong bì cho Mã Siêu, trêu chọc nói, lần này cậu Mã không cảm thấy tiền mừng quá lớn, không trả nổi nữa đấy chứ. Lần này, Mã Siêu đồng ý nhận tiền mừng, cảm ơn ông Bạch, mời ông ngồi. Con mẹ nó, Mã Siêu đang định dẫn Bạch Khánh tới bàn của Dương Thanh. Lưu Kỳ từng tới làm loạn đột nhiên nổi giận hét lên, mẹ mày không coi tao ra gì hả? Ai cũng là khách quý của mày, mày coi tao là cái gì? Mày biết tao là ai không? Nói cho mày biết, tao là người được vương tộc họ Tiết giao đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc của tập đoàn Tân Thảo. Mày là chủ tịch thì đã sao? Mày có tin chỉ cần tao gọi một cú điện thoại, mày sẽ bị đuổi khỏi tập đoàn Tân Thảo không? Thái độ của Lưu Kỳ vô cùng hống hách, lôi điện thoại ra định gọi. Vương tộc họ Tiết. Bạch Khánh đang định ngồi vào chỗ nghe thấy thế, lập tức cau mày, cậu là người của vương tộc họ Tiết sao? Đây là chuyện lúc trước của tôi với cậu ta, anh đừng xen vào. Dù là với Bạch Khánh, Lưu Kỳ vẫn rất phách lối. Bốp! Bạch Khánh tát Lưu Kỳ một cái. Mặt hắn lập tức có một dấu bàn tay. Anh dám đánh tôi sao? Lưu Kỳ cả giận hỏi. Một con chó của vương tộc họ Tiết cũng dám hô to gọi nhỏ trước mặt tôi sao? Bạch Khánh lạnh giọng nói. Đừng nói là đánh cậu, dù có giết cậu, nhà họ Tiết cũng sẽ không trách tôi. Cậu tin không? Anh! Lưu Kỳ hoàn toàn nổi giận, vừa mới thốt lên một tiếng.
Đã thấy Bạch Khánh phất tay, hai gã vệ sĩ nhà họ Bạch lập tức đi tới. Đưa cậu ta đi, cho cậu ta biến thành chó chết luôn đi. Bạch Khánh dặn dò. Vâng. Hai gã vệ sĩ xông tới định dẫn Lưu Kỳ đi. Đánh chúng nó cho tao. Sao có thể như vậy được, tôi phải cảm ơn ông Bạch mới đúng. Mã Siêu lên tiếng, mời ông ngồi. Hai gã vệ sĩ nhà họ Bạch dẫn hắn ra khỏi khách sạn đang ngồi ngay bên cạnh. Lưu Kỳ chợt có dự cảm chẳng lành, đi xa khách sạn lắm rồi, kịch cũng đã diễn xong rồi, mấy người còn nghiêm túc như vậy làm gì? Câm miệng! Vệ sĩ nhà họ Bạch bỗng nhiên quát lớn. Con mẹ nó sao mày dám quát tao? Mày biết tao là ai không? Bạch Khánh là anh rể của tao. Mày có tin tao bảo anh rể tao đập chết mày không? Lưu Kỳ hống hách uy hiếp. Gã vệ sĩ vừa quát tháo Lưu Kỳ chợt cười lạnh một tiếng. Chính anh rể của mày bảo bọn tao tiễn mày lên đường đấy. Nghe vệ sĩ nhà họ Bạch nói vậy, Lưu Kỳ sợ ngây người. Hắn đột nhiên nhớ ra hôm qua lúc bị đuổi khỏi tập đoàn Tân Thảo, hắn đi tìm Bạch Khánh nhờ trả thù, Bạch Khánh nói muốn giao cho hắn một nhiệm vụ quan trọng. Khi đó hắn đã cảm thấy ánh mắt của Bạch Khánh tràn đầy sát khí. Cả lúc vừa rồi ở khách sạn Đế Đô, lúc Bạch Khánh nói muốn khiến hắn biến thành chó chết, hắn cũng có dự cảm chẳng lành. Bây giờ nghĩ lại tất cả, Lưu Kỳ chỉ thấy sống lưng lạnh toát. Thì ra Bạch Khánh nói tương kết tự kế, cả nhiệm vụ quan trọng giao cho hắn chính là lấy mạng hắn. Không, không thể như vậy được. Chị gái tao là vợ của anh ta. Sao anh ta có thể giết tao được? Chúng mày đang đùa tao đúng không? Sao anh rể của tao có thể giết tao được? Lưu Kỳ kích động gào thét ầm ĩ. Lúc này, xe đã đi vào bãi tha mã. Lưu Kỳ nhìn thấy cảnh vật ngoài cửa sổ, hai chân lập tức nhũn ra. Ông chủ bảo tao chuyển lời với mày, ông ấy nói mày sẽ không chết vô ích đâu. Vệ sĩ nhà họ Bạch đột nhiên rút súng ra, họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đầu Lưu Kỳ. Đừng, đừng mà, chắc chắn có hiểu nhầm gì đó, tao phải gọi điện thoại cho anh rể. Lưu Kỳ run rẩy lấy điện thoại. Đoàng, tiếng súng vang lên. Giữa trán Lưu Kỳ xuất hiện một lỗ máu, ngã lăn ra đất, chết không nhắm mắt. Cùng lúc đó, Bạch Khánh đang ở trong khách sạn Đế Đô nhận được một tin nhắn. Ông ta nhìn lướt qua, vẻ mặt bình thản cất điện thoại đi. Sao thế anh? Vợ của Bạch Khánh lên tiếng hỏi, vẻ mặt tươi cười dịu dàng. Vừa nãy trông thấy Lưu Kỳ bị đánh, tuy bà ta rất đau lòng, thế nhưng Bạch Khánh đã nói chỉ cần Lưu Kỳ hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này sẽ cho hắn gia nhập vương tộc họ Bạch, còn tìm cho hắn một người vợ là dòng chính nhà họ Bạch. Hiện giờ, bà ta không hề hay biết đứa em trai duy nhất của mình đã chết. Bạch Khánh cười đáp, tin nhắn rác của tổng đài thôi. Trong mắt ông ta lóe lên sát khí rồi nhanh chóng biến mất nhưng vẫn bị Dương Thanh bắt gặp. Dương Thanh rất ngạc nhiên, rõ ràng vừa rồi Bạch Khánh sinh ra sát khí với vợ mình. Cả lúc Bạch Khánh tát Lưu Kỳ trước mặt mọi người, trong mắt vợ của ông ta có chút không đành lòng. Đương nhiên, Dương Thanh cũng chỉ thấy hiếu kỳ mà thôi, rét anh không hứng thú với chuyện riêng của vương tộc họ Bạch. Bấy giờ, đám cưới cũng kết thúc. Mã Siêu đã mời rượu xong, khách khứa cũng ra về gần hết. Được rồi. Chúng tôi cũng phải về đây. Bạch Khánh liếc nhìn đồng hồ, đứng dậy cười nói. Trước khi đi, ông ta còn hiền từ nhìn Tiêu Tiêu nói, ông Bạch phải đi rồi. Trước khi đi, ông tặng cháu một món quà nhỏ nhé. Dứt lời, Bạch Khánh gỡ một con búp bê nhỏ trên chìa khóa xe ra. Vừa rồi Bạch Khánh để chìa khóa xe trên bàn ăn. Thỉnh thoảng Tiêu Tiêu lại liếc nhìn con búp bê nhỏ đó, rõ ràng rất thích. Bây giờ nghe Bạch Khánh nói muốn tặng búp bê cho mình. Gương mặt nhỏ nhắn của Tiêu Tiêu tràn đầy kích động, nhưng vẫn e ngại liếc nhìn Tần Thanh Tâm. Cảm ơn ý tốt của ông, nhưng mà không cần đâu. Tần Thanh Tâm vội vàng nói. Bạch Khánh cười bảo, chỉ là một con búp bê thôi mà, không đáng bao nhiêu tiền. Cô bé này thích nó như vậy, tôi tặng cho cô bé là được. Tiêu Tiêu, con mau cảm ơn ông Bạch đi. Tần Thanh Tâm không biết nói gì, đành phải đồng ý. Tiêu Tiêu nhận được quà, vui vẻ nhìn Bạch Khánh, nũng nịu nói. Cảm ơn ông Bạch. Không cần khách sáo, Tiêu Tiêu ngoan lắm. Nói rồi, Bạch Khánh dịu dàng nhéo má Tiêu Tiêu, vẻ mặt cưng chiều. Thấy Bạch Khánh và vợ hiền hòa như vậy, cô gái thiện lương này thực sự tưởng bọn họ quý Tiêu Tiêu. Dương Thanh lập tức im lặng. Tần Thanh Tâm tưởng anh giận, cuống quýt hỏi, có phải anh biết chuyện gì rồi không? Mã Siêu lắc đầu, em không quen biết người của vương tộc họ Bạch, hôm nay cũng là lần đầu tiên gặp Bạch Khánh. Sau khi xác nhận Mã Siêu không có quan hệ gì với vương tộc họ Bạch, Dương Thanh mới dám chắc hôm nay Bạch Khánh tìm tới đám cưới của Mã Siêu là vì mình. Ít nhất Mã Siêu cũng đã tìm lại được cô em gái thất lạc nhiều năm, sau này không còn cô đơn một mình nữa.
Đúng lúc này, một tin tức động trời truyền khắp Yến Đô. Lưu Kỳ của vương tộc họ Tiết chết thảm ở bãi Tha Ma, toàn bộ mũi dùi đều đang chĩa vào vương tộc họ Bạch. Lúc biết tin này, Dương Thanh đã rời khỏi khách sạn Đế Đô. Trong một văn phòng trên tầng cao nhất của một tòa nhà mang phong cách Chiêu Châu của thành Cửu Châu ở Yến Đô. Dương Thanh đang đứng trước cửa sổ khổng lồ, Lạc Bân đứng sau đang báo cáo tin tức Lưu Kỳ chết ở bãi Tha Ma. Chủ tịch nghĩ cái chết của Lưu Kỳ có thực sự do Bạch Khánh gây ra như lời đồn không? Sau khi báo cáo, Lạc Bân nghi hoặc hỏi. Dương Thanh lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng, chuyện này rất kỳ lạ. Tạm thời vẫn chưa thể kết luận rốt cuộc Lưu Kỳ có phải người của nhà họ Tiết hay không. Dù anh ta có phải là người của nhà họ Tiết hay không thì tại sao lại phải đối đầu với chúng ta? Còn nữa, Bạch Khánh cũng rất không đơn giản. Ông ta là dòng chính vương tộc nhưng lại khiêm tốn hòa nhã, không hề kiêu ngạo đã rất bất thường. Tôi thấy Bạch Khánh không mời mà tới, còn mừng cưới 10 tỷ, sau đó lại cho người đưa Lưu Kỳ đi ngay trước mặt bao người cũng không bình thường. Nghe Dương Thanh nói vậy, Lạc Bân cũng nghi ngờ. Liệu Lưu Kỳ có phải người của Tiết Nguyên Cát không? Lạc Bân đột nhiên lên tiếng, Tiết Nguyên Cát vẫn luôn muốn dùng thủ đoạn hèn hạ ép cậu đi vào khuôn khổ. Kết quả chưa kịp thành công đã bị nhà họ Tiết triệu tập về. Đến cả em trai cùng cha khác mẹ mà ông ta cũng giết được, chứng tỏ ông ta vô cùng ngoan độc. Tôi nghĩ lần này ông ta bị vương tộc họ Tiết triệu tập về chắc chắn sẽ phải trả giá rất lớn. Thế nên mới âm thầm sai Lưu Kỳ đối phó cậu chăng? Dương Thanh nghe thế thế lại càng thấy mờ mịt. Anh cảm thấy Lưu Kỳ chính là nhân vật mấu chốt, nhưng vẫn không nghĩ ra tại sao một kẻ không phải dòng chính vương tộc lại trở thành quân cờ lớn như vậy. Cũng có thể. Dương Thanh nói, Tiết Vương phái người tới chủ động tuyên bố sau này người nhà họ Tiết sẽ không nhúng tay vào cuộc chiến ở Yến Đô, thậm chí còn tặng tập đoàn Tân Thảo trị giá hơn 50 tỷ để bồi thường cho chúng ta. Tiết Vương không nên phái một kẻ vô dụng như Lưu Kỳ tới đối phó tôi. Bạch Khánh chủ động lấy lòng nhưng không chịu để lộ mục đích thực sự. Còn ra tay với Lưu Kỳ, có vẻ cũng không nhằm vào chúng ta. Sao tôi lại thấy Lưu Kỳ giống quân cờ của Bạch Khánh hơn nhỉ? Lạc Bân sững sờ, lập tức lắc đầu, chắc là không phải đâu. Lưu Kỳ làm ở tập đoàn Tân Thảo nhiều năm như vậy, có thể phát triển như hiện giờ cũng không kỳ quái. Sao vương tộc họ Bạch có thể cài cắm một người vô danh như cậu ta vào tập đoàn Tân Thảo được? Đương nhiên, tất cả đều chỉ là suy đoán của chúng ta. Còn sự thật không đáng để tôi quan tâm. Dương Thanh bình thản nói, sau đó lại hỏi, chuyện tôi bảo ông làm đến đâu rồi? Chủ tịch yên tâm, mọi chuyện đều được sắp xếp thỏa đáng. Trụ sở chính của tập đoàn Nhạn Thanh đã được rời tới thành Cửu Châu. Còn trụ sở chính cũ bây giờ chỉ là trốn không người. Lúc đó chỉ cần anh ta ra tay, cao thủ ông nội sai tới bảo vệ chúng ta sẽ có lý do tiêu diệt anh ta. Đúng lúc này, một luật sư trung niên đeo kính gọng vàng hớt hải chạy vào, hoảng loạn kêu lên. Hợp đồng có vấn đề. Nụ cười trên mặt Quan Hân lập tức cứng đờ, không biết tại sao lại cảm thấy hốt hoảng. Luật sư gật đầu, vội vàng bước tới, lấy hợp đồng ra, chỉ vào dòng chữ tập đoàn Nhạn Thành, cô Quan, cô nhìn đây. Là tập đoàn Nhạn Thanh, có vấn đề gì sao? Mặc dù luật sư đã chỉ ra vấn đề nhưng Quan Hân vẫn không nhận ra vấn đề. Quan Hồng Vĩ cũng tỏ vẻ khó hiểu. Đây là chữ Thành chứ không phải chữ Thanh. Luật sư giải thích, cho đến giờ phút này. Hai bố con Quan Hồng Vĩ và Quan Hân mới chợt nhận ra. Vẻ mặt Quan Hân dữ tợn, cô ta nói, đồ khốn kiếp, anh lại dám chơi tôi. Không chỉ như vậy, công ty mà bọn họ chuyển nhượng cho cô Quan còn có món nợ 100 tỷ tệ nữa. Luật sư lại nói một cách thận trọng. Cái gì, 100 tỷ tệ? Quan Hân vô cùng tức giận, nói cách khác, tôi không những không có được tập đoàn Nhạn Thanh gần 1000 tỷ tệ, ngược lại còn gánh thêm món nợ 100 tỷ tệ sao? Luật sư gật đầu. Chính là như vậy. Dương Thanh, tôi muốn anh phải chết. Quan Hân giống lên. Cô ta chưa bao giờ có ý định cướp tập đoàn Nhạn Thanh mà chỉ là cố ý đưa quan tài tới đám cưới của Mã Siêu để chọc giận Dương Thanh thôi. Bởi vì vương tộc họ Quan đã bố trí sẵn những cao thủ hàng đầu của nhà họ Quan, nhưng những cao thủ này không thể xuất hiện khi họ không bị đe dọa tính mạng. Không chỉ nhà họ Quan mà một số dòng chính của các vương tộc lớn khác ở Yến Đô đều có cao thủ hàng đầu của họ âm thầm bảo vệ, hơn nữa còn đều là cao thủ vương cảnh. Đây cũng có thể coi là luật ngầm của các vương tộc lớn, một khi cao thủ vương cảnh nhúng tay vào tranh chấp ở Yến Đô thì sẽ tạo thành sự ảnh hưởng cực lớn. Thậm chí có thể thu hút cả hoàng tộc. Nếu hoàng tộc đến, vương tộc vẫn còn muốn tranh đoạt Yến Đô thì tỷ lệ chiến thắng sẽ thấp hơn nhiều. Vài ngày trước, vì Quan Duyệt mà Dương Thanh suýt giết chết Quan Hân, điều này khiến Quan Hân cảm thấy rất muốn giết chết Dương Thanh. Tuy nhiên,
cao thủ mà cô ta có thể điều khiển hoàn toàn không phải là đối thủ của Dương Thanh. Vì vậy, cô ta chỉ có thể trông cậy vào những cao thủ vương cảnh của nhà họ Quan. Nhưng không ngờ, Dương Thanh đã chuyển nhượng công khai 100% cổ phần của tập đoàn Nhãn Thanh cho cô ta. Trong tình cảnh bất đắc dĩ, cô ta mới phải rời khỏi đám cưới. Nhưng không ngờ Dương Thanh đã lừa cô ta, giao cho cô ta một công ty với khoản nợ 100 tỷ tệ. Bố, con muốn anh ta phải chết. Trong vòng hôm nay, anh ta nhất định phải chết. Nếu anh ta không chết thì khó có thể giải tỏa được mối hận trong lòng con. Quan Hân nói với đôi mắt đỏ hoe. Quan Hồng Vĩ vội nói, con đừng dối, trước tiên phải bình tĩnh, chúng ta cần nghĩ một kế sách vẹn toàn. Sau khi thuyết phục hồi lâu, tâm trạng của Quan Hân mới ổn định lại, nhưng vẻ tức giận trên mặt vẫn như cũ. Con biết đấy, thực lực của Dương Thanh rất mạnh. Ở Yến Đô, thực lực của cậu ta có thể coi là hàng đầu. Thấy tinh thần con gái đã ổn định lại, ông ta mới nói, nếu con muốn giết cậu ta, trừ khi cao thủ vương cảnh ra tay, nếu không sẽ không có hy vọng đâu. Chỉ khi tính mạng của chúng ta bị đe dọa thì những cao thủ vương cảnh mà ông nội con cử đến để bảo vệ chúng ta mới ra tay. Quan Hân nghiến răng nghiến lợi nói một cách chính xác là tính mạng của bố bị đe dọa, con là thân con gái còn chưa có tư cách này. Quan Hồng Vĩ nhướng mày, không phải con định để bố đi khiêu khích Dương Thanh, ép cậu ta ra tay đấy chứ. Dù rất muốn chút giận cho con gái, nhưng ông ta cũng không dám lấy tính mạng của mình ra để mạo hiểm. Tuy rằng có cao thủ vương cảnh bí mật bảo vệ, nhưng với thực lực của Dương Thanh, cao thủ vương cảnh muốn cứu ông ta trước khi Dương Thanh ra tay, e rằng không thể đảm bảo 100%. Quan Hồng Vĩ vẫn còn hơi lo ngại. Quan Hồng Vĩ đột nhiên trở nên nghiêm túc. Quan Hồng Vĩ đột nhiên hiểu ra, với tình cảm anh em giữa Dương Thanh và Mã Siêu, chắc chắn sẽ kích động ý nghĩ giết chóc của Dương Thanh. Chỉ cần Dương Thanh dám đến giết chúng ta thì cao thủ của vương tộc họ Quan sẽ ra mặt. Cao thủ vương cảnh ra tay, cho dù Dương Thanh có ba đầu sáu tay cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Quan Hân đôi mắt hơi híp lại, không chỉ như vậy, con còn muốn Dương Thanh và Mã Siêu trở mặt thành thù. Bọn họ quan hệ tốt như vậy, làm sao có thể trở mặt với nhau được chứ? Quan Hồng Vĩ nghi ngờ hỏi. Mặc dù ông ta là con cháu của vương tộc họ Quan, nhưng trong đám con cháu của nhà họ Quan, ông ta lại là người không có sức cạnh tranh nhất. Nếu không phải ông ta có cô con gái thông minh tháo vát như Quan Hân, e rằng từ lâu ông ta đã không đủ tư cách để tranh giành vị trí người thừa kế của vương tộc họ Quan rồi. Cho nên trước giờ trước mặt Quan Hân ông ta vẫn luôn vô cùng khiêm tốn, có chuyện gì cũng đều hỏi con gái. Ánh mắt Quan Hân lóe lên một sự nham hiểm, cô ta nói, bố nói xem, nếu như Mã Siêu tận mắt chứng kiến cô em gái ruột thịt mới nhận chết trước mặt mình thì liệu anh ta có còn liều mình bán mạng vì Dương Thanh như lúc trước nữa hay không? Anh ta không phải đồ ngốc, chắc chắn anh ta sẽ biết vì sao em gái mình chết, đó là do Dương Thanh người anh em tốt của anh ta chơi con nên con mới tìm đến anh ta để báo thù. Bố nói xem, em gái ruột của mình chết rồi, liệu anh ta có còn nghĩ đến tình cảm anh em từng có hay không? Quan Hân giải thích điều như vậy khiến Quan Hồng Vĩ như được mở mang, hóa ra là như vậy. Cao minh, chiêu này quả là cao minh. Dương Thanh không hề nghĩ rằng Quan Hân lại muốn giết mình đến như vậy, anh càng không ngờ được lại có người muốn động đến Mã Siêu. Mã Siêu lại càng không nghĩ tới những điều này. Tuy rằng anh ta là người anh em thân thiết nhất bên cạnh Dương Thanh và cũng là thanh kiếm sắc bén trong tay Dương Thanh. Có Dương Thanh ở đó, anh ta cực kỳ mờ nhạt. Dù vậy, vẫn có kẻ nhắm tới anh ta. Lúc này, Dương Thanh đã chuyển tới tầng cao nhất của trụ sở tập đoàn Nhãn Thanh ở thành Cửu Châu. Sau khi rời khỏi đám cưới của Mã Siêu, anh không có tâm tư làm việc, tâm trạng cứ bức bối một cách khó hiểu. Trong tay anh cũng không có nhiều việc, chỉ có vài bản tài liệu cần anh ký thôi. Anh chỉ cần xem qua một lượt, ký tên mình vào là xong. Dù chỉ với một công việc đơn giản như vậy nhưng anh vẫn không thể tĩnh tâm được, trong người cứ có dự cảm chẳng lành. Chủ tịch, cậu bị sao thế? Lạc Bân thấy Dương Thanh có gì đó không ổn, ông ta hơi lo lắng nói, có phải cậu cảm thấy trong người không khỏe không? Vừa rồi ông ta gõ cửa hồi lâu Dương Thanh mới mở cửa cho ông ta vào. Dương Thanh lắc đầu, tôi không sao, ông tìm tôi có chuyện gì à? Lạc Bân vội vàng lắc đầu nói, xin lỗi, vừa rồi tôi quên cuốn sổ ở chỗ cậu, giờ đang cần dùng. Sau khi lấy cuốn sổ, Lạc Bân thận trọng rời đi. Mãi sau khi rời khỏi phòng làm việc của Dương Thanh, Lạc Bân mới lắc đầu tự nhủ, chủ tịch có chuyện gì vậy nhỉ? Mình chưa bao giờ thấy cậu ấy lơ đễnh như vậy. Trong phòng làm việc, sau khi Dương Thanh ép mình đọc một số tài liệu, cảm thấy không có cách nào xem tiếp được nên anh quyết định không làm gì nữa mà đi tới cửa sổ ở bên cạnh. Từ vị trí của mình, anh có thể nhìn bao quát khung cảnh của thành Cửu Châu.
Ngày nay, hầu hết các tòa nhà ở thành Cửu Châu đã hoàn thành, chỉ có một số tòa nhà trước đó đã bị Tiết Nguyên Cát sai người phá hỏng đang được xây dựng lại. Rốt cuộc mình bị làm sao vậy nhỉ? Dương Thanh không có tâm trạng thưởng thức vẻ đẹp của thành Cửu Châu, anh tự lẩm bẩm. Cùng lúc đó, tại khách sạn Đế Đô, hầu hết tất cả các khách mời đã rời đi, khách sạn chỉ còn lại những người thân của nhà họ Ngải, cũng như một số người của các gia tộc có mối quan hệ tốt với nhà họ Ngải. Tuyết Hà, sau này em sống cùng với anh chị nhé. Trong khách sạn Đế Đô, Mã Siêu và Ngải Lâm đích thân tiễn Mễ Tuyết ra tận cửa, Ngải Lâm nắm lấy tay Mễ Tuyết và nói một cách trìu mến. Ngải Lâm không có anh chị em ruột, từ nhỏ cô ấy đã trưởng thành trong một gia tộc lớn, do sự đấu đá lẫn nhau trong gia tộc nên không có kiểu gọi là quan hệ tốt giữa anh chị em họ. Mễ Tuyết cười tủm tỉm, chị dâu, anh chị phải nhanh chóng sinh cho em một thằng cu tí, như thế anh chị sẽ không còn cô đơn nữa. Ngải Lâm đỏ mặt. Được rồi, cảm ơn chị dâu, giờ em đang sống rất tốt. Anh chị cứ yên tâm, không cần lo lắng cho em. Sau này chúng ta sẽ thường xuyên gặp mặt, cũng không khác gì ở cùng với nhau đâu mà. Mễ Tuyết cười rạng rỡ rồi quay lưng bỏ đi. Ngải Lâm nhẹ nhàng nắm lấy tay chồng, dịu dàng nói, đừng tự trách bản thân, em ấy đã tha thứ cho anh rồi. Sau này chúng ta sẽ đối xử tốt với em Tuyết gấp nhiều lần, cố gắng bù đắp cho em ấy. Tuy rằng không thể bù đắp được hết những cực khổ bao năm qua mà em ấy phải chịu, nhưng ít nhất cũng để tương lai em ấy được hạnh phúc, phải không? Sau khi nghe những lời vợ nói, Mã Siêu nắm tay Ngải Lâm thật chặt và nói với vẻ biết ơn, vợ à, cảm ơn em. Đây là lần đầu tiên Mã Siêu gọi Ngải Lâm là vợ, khi anh ta gọi từ này không hề cảm thấy ngượng ngùng mà ngược lại rất thuận miệng. Khuôn mặt thanh tú của Ngải Lâm hơi ửng hồng, cô ấy nắm lấy tay Mã Siêu nói, đi thôi. Tuy nhiên, khi cả hai vừa quay lại thì bất ngờ có tiếng động cơ gầm rú vang lên. Cặp đôi quay lại gần như cùng lúc và nhìn thấy một chiếc xe tải hạng nặng màu đỏ đang mất kiểm soát lao tới. Hướng mà chiếc xe tải hạng nặng lao tới là chiếc xe nhỏ màu đen mà Mễ Tuyết vừa vào trong. Không. Nhìn thấy chiếc xe tải nặng sắp đâm vào chiếc xe mà Mễ Tuyết đang ngồi, Mã Siêu trợn trừng hai mắt và hét lên một tiếng đau lòng. Ngải Lâm cũng mở to mắt, vẻ mặt hoảng hốt và tuyệt vọng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Rầm. Với một tiếng động lớn, chiếc xe tải hạng nặng tông trực diện vào chiếc ô tô con. Mã Siêu dương mắt đứng nhìn chiếc xe mà em gái mình đang ngồi lăn lộn vài vòng rồi nặng nề rơi xuống đất. Phụt. Lúc này Mã Siêu chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, anh ta phun ra một ngụm máu. Tuyết ơi! Toàn thân Mã Siêu run lên dữ dội, nước mắt tuôn ra như lũ lập tức trào ra khóe mắt, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Ngải Lâm cũng hoàn toàn choáng váng, hai chân cô ấy mềm nhũn và ngồi bệt xuống đất. Là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực y tế, cảnh tàn khốc nào mà Ngải Lâm chưa từng nhìn thấy kia chứ? Nhưng bây giờ, cô ấy đã tận mắt chứng kiến cảnh chiếc xe của Mễ Tuyết bị tông văng ra vài chục mét. Đối với Mã Siêu mà nói đây thực sự là một thảm họa. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, sau khi chiếc xe tải hạng nặng tông vào xe của Mễ Tuyết, nó không những không dừng lại mà còn tăng thêm mã lực lao về hướng chiếc ô tô con. Không, không, không. Mã Siêu gầm lên, cảm giác bầu trời sắp sụp đổ, anh ta chạy nhanh, toàn thân như hóa thành tia chớp, trực tiếp lao tới. Mã Siêu. Lúc này Ngải Lâm cũng kinh sợ gầm lên. Mã Siêu muốn chặn chiếc xe tải hạng nặng hàng chục tấn bằng cơ thể mình, như thế không phải muốn chết thì là gì đây? Lúc này trong đầu Mã Siêu chỉ có một suy nghĩ, dù có chết cũng không bao giờ để chiếc xe mà Mễ Tuyết đang ngồi bị tông lần thứ hai. Với cú va chạm vừa rồi, may ra người vẫn còn sống. Nhưng nếu bị tông lần nữa, đừng nói là Mễ Tuyết, cho dù là anh ta e rằng cũng sẽ chết. Anh ta đã không thể quan tâm được đến bất cứ điều gì nữa, lúc này anh ta chỉ muốn cố gắng hết sức mình. Tuy nhiên, anh ta đã nổ hết tốc lực mà vẫn không thể đuổi kịp chiếc xe tải hạng nặng cũng đang di chuyển hết tốc lực. 11 năm trước, anh ta đã từng hứa với Mễ Tuyết rằng anh ta sẽ không bao giờ rời xa em gái mình, nhưng anh ta vẫn để mất cô em gái của mình. 11 năm sau, anh em cuối cùng cũng nhận ra nhau, vừa mới gặp mặt, bản thân anh ta còn chưa kịp làm gì cho em gái, lẽ nào lại một lần nữa mất đi em gái của mình hay sao? Không, đừng mà, đừng mà. Thấy chiếc xe tải hạng nặng lại chuẩn bị tông vào chiếc xe con, Mã Siêu rú lên ầm ĩ. Rầm. Đột nhiên, một thanh sắt bay đi trên không với tốc độ cao. Xoẹt. Ngay sau đó, một tiếng lốp xe cọ sát mạnh vào mặt đất vang lên, một mùi cao su nồng nặc lập tức tràn ngập trong không khí. Trong sự ngỡ ngàng của Mã Siêu, bánh trước của xe tải nặng bị một thanh sắt kẹp chặt,
khoảnh khắc đầu xe tải nặng chuẩn bị va chạm với xe ô tô con thì phần đầu xe tải nghiêng mạnh sang một bên. Toàn bộ chiếc xe tải nặng hoàn toàn mất kiểm soát, vừa lúc tránh khỏi chiếc xe con. Rầm. Lại có một tiếng động lớn vang lên, chiếc xe tải hạng nặng lật nhào và đổ ra giữa đường. Mã Siêu nhìn khuôn mặt đã bị nhuộm đỏ bởi máu, run rẩy nói. Lúc này Ngải Lâm cũng chạy tới. Mau tránh ra, đừng có ngăn cản tôi. Cùng lúc đó trong một biệt thự sang trọng độc lập, Quan Hân và Quan Hồng Vĩ đều đang chờ tin vui, đúng lúc này, điện thoại di động của Quan Hân đột nhiên vang lên. Con nhỏ đó chết rồi phải không? Quan Hân nhấc điện thoại đã hỏi ngay. Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt cô ta đột nhiên cứng đờ, cậu nói cái gì? Cô ta chưa chết và đang được cấp cứu ư? Sao có thể như vậy được? Chiếc xe mà Mễ Tuyết lên đã được cải tạo. Tất cả các bộ phận đều đạt tiêu chuẩn quân sự, thậm chí còn có cả kính chống đạn. Mặc dù Mễ Tuyết bị thương rất nặng nhưng không chết ngay tại chỗ, cô ta lại được Ngải Lâm là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực y tế cứu, e rằng có thể cứu được tính mạng của cô gái đó. Người ở đầu dây bên kia cất tiếng. Khốn kiếp, không ngờ Dương Thanh đã sớm có chuẩn bị. Sắc mặt Quan Hân vô cùng khó coi, một người thông minh như cô ta lập tức nghĩ ngay đến việc chiếc xe đó chắc chắn là do Dương Thanh sắp đặt. Dựa trên hiểu biết của cô ta về Mễ Tuyết thì Mễ Tuyết chỉ là một cô gái bình thường. Làm sao có thể đi một chiếc xe cải tiến cấp quân sự? Tuy nhiên, Dương Thanh đã biết chuyện này do cô đứng phía sau chỉ thị. Cậu ta đang đi về phía cô rồi, cô Quan hãy cẩn thận. Bên kia lại nói. Nụ cười trên mặt Quan Hân khôi phục trở lại, chỉ là trong nụ cười ấy mang theo sát khí nồng đậm, tuy rằng kịch bản không xảy ra như tôi nghĩ, nhưng kết quả cũng giống như sự sắp đặt của tôi. Nếu như anh muốn tới tìm tôi thì tôi sẽ ở đây đợi anh. Đột nhiên Quan Hồng Vĩ nhíu mày lại. Hân à, chúng ta có nên báo cáo chuyện này với ông nội con không? Không biết tại sao, ông ta luôn có cảm giác bồn chồn. Quan Hân mỉm cười, bố, chắc là lần trước bố đi tìm Quan Nguyệt giúp con ra mặt đã bị Dương Thanh dọa sợ phải không? Chẳng qua anh ta chỉ là cao thủ có chút võ thuật mà thôi, con đã điều tra rõ ràng về anh ta rồi. Bố cho rằng một nhân vật nhỏ không có bất kỳ lai lịch như anh ta thì có thể gây nên sóng gió gì được chứ? Hơn nữa, nếu như bố báo cáo chuyện nhỏ như vậy với ông nội nhất định sẽ xem thường bố, sau này làm sao có thể sắp xếp công việc quan trọng cho bố được. Quan Hồng Vĩ gật đầu, cũng có lý, là bố đã không cân nhắc kỹ. Mặc dù Quan Hân đã nói như vậy, nhưng Quan Hồng Vĩ vẫn cảm thấy hơi lo. Quan Hân thấy bố mình lo lắng thì cười an ủi, bố yên tâm đi, con gái bố đã chuẩn bị xong mọi thứ, bây giờ chỉ chờ Dương Thanh chủ động đi chết thôi. Cùng lúc đó, Dương Thanh đang tự mình lái xe và đi về phía biệt thự nơi Quan Hân đang ở. Con Phê Tần giống như một tia chớp đen, không ngừng vụt qua giữa dòng xe cộ. Đầu óc anh chỉ toàn là hình ảnh toàn thân đầy máu của Mễ Tuyết, cơn tức giận làm anh gần như bùng nổ. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, anh tức giận đến vậy, bởi vì tức giận mà hai mắt anh trông đỏ như máu. Mễ Tuyết chỉ là một nhân vật nhỏ bé vô tội, nhưng lại bị anh làm liên lụy, trong lòng Dương Thanh vẫn còn hận, hận mình không thể bảo vệ được những người xung quanh. Anh thậm chí không dám nghĩ, nếu chuyện tương tự xảy ra với Tần Thanh Tâm và Tiêu Tiêu thì anh sẽ ra sao? Vốn dĩ phải mất đến 40 phút để lái xe, nhưng Dương Thanh chỉ mất 15 phút để đến biệt thự nơi Quan Hân ở. Rầm. Phê Tần đâm thẳng vào cánh cổng sắt của sân biệt thự rầm một tiếng, cánh cổng sắt trực tiếp bị hất tung lên không trung. Quan Hân và Quan Hồng Vĩ đang đợi Dương Thanh trong sân nhỏ của biệt thự, trong mắt họ tràn đầy sự thù hận khi thấy Dương Thanh xuất hiện. Quan Hân suýt bị Dương Thanh bẻ gãy cổ. Còn Quan Hồng Vĩ suýt bị Tiền Bưu giết chết. Có thể nói, một phần lớn lý do khiến hai bố con nhà này căm hận Dương Thanh đến vậy là vì suýt chết trong tay Dương Thanh. Khi Dương Thanh nhìn thấy hai người, anh cũng cảm thấy vô cùng căm phẫn. Khi kẻ thù gặp nhau, dường như có một mùi thuốc súng nồng nặc lan tỏa trong không khí. Là cô muốn giết chết Mễ Tuyết. Sau khi Dương Thanh xuống xe, ánh mắt sắc bén đột nhiên rơi trên người Quan Hân, giọng nói của anh vô cùng lạnh lùng. Bên cạnh Quan Hân và Quan Hồng Vĩ là những người bảo vệ của nhà họ Quan, ai nấy đều nhìn Dương Thanh chằm chằm. Không chỉ vậy, còn có cả hàng chục tay súng, họng súng đen ngòm nhằm vào đầu Dương Thanh. Bất luận như thế nào, Dương Thanh đều chỉ có con đường chết. Nhưng điều khiến Quan Hân thất vọng là từ gương mặt của Dương Thanh có thể thấy anh không hề sợ hãi, ngược lại chỉ có mùi sát khí nồng nặc. Quan Hân bị Dương Thanh nhìn chằm chằm, toàn thân cô ta không khỏi run lên. Khi nhận ra mình đã chuẩn bị tốt như vậy mà vẫn bị Dương Thanh làm cho sợ hãi, cô ta đột nhiên thẹn quá hóa giận, là tôi làm đấy, thì đã làm sao nào? Dương Thanh hít một hơi thật sâu,
cố gắng giữ cho cảm xúc của mình ổn định nhất có thể. Anh biết rất rõ một khi anh tức giận thì sẽ xảy ra những chuyện khủng khiếp như thế nào. Cô ấy chỉ là một cô gái vô tội, không có thù oán gì với cô, thậm chí còn không quen biết cô. Vậy mà cô lại đối xử với cô ấy như thế, sao con người cô lại có thể độc ác như vậy được chứ? Hai mắt Dương Thanh đỏ ngầu, anh nghiến răng nghiến lợi hỏi. Hừ, Quan Hân cười khẩy, cô ta có vô tội hay không thì liên quan gì đến tôi? Lẽ nào anh không hiểu tại sao tôi lại ra tay giết cô ta sao? Không đợi Dương Thanh phản ứng, Quan Hân duỗi ngón tay ra với Dương Thanh, tức giận nói, đều là do anh. Nếu anh ngoan ngoãn nghe lời tôi, làm một con chó của nhà họ Quan chúng tôi, có sự ủng hộ của vương tộc họ Quan, anh sẽ chính là vương của Yến Đô. Nhìn ra khắp Chiêu Châu, ngoài các vương tộc và hoàng tộc lớn ra thì chỉ anh là người có tiếng nói. Thế nhưng anh lại nhất mực không chịu, cứ nhất định phải chống đối với tôi. Không chỉ vậy, anh thậm chí còn suýt giết chết tôi và bố tôi. Nếu như giữa chúng ta đã có ân oán thì tại sao tôi lại phải cho anh một con đường sống chứ? Quan Hân như muốn phát điên lên, cô ta cười ha hả và nói, vậy nên, tôi muốn để anh sống không bằng chết thì chỉ có cách khiến người bên cạnh anh bị tổn thương, để họ biết được rằng anh chính là một sao chổi. Cảm giác đó rất lạ nhưng lại khiến họ lạnh sống lưng. Lúc này, tay cầm súng của hơn chục tay súng không ngừng run rẩy. Mặc dù Quan Hân cũng rất kinh ngạc, nhưng tất cả sợ hãi trong lòng đã sớm tiêu tan, ngược lại cô ta lại rất cao hứng. Khoảng sân nhỏ của ngôi biệt thự khổng lồ được bao phủ bởi một bầu không khí kỳ lạ. Ngoại trừ Quan Hồng Vĩ và Quan Hân, những người khác đều ngã xuống đất. Ngay sau đó, một vệt máu xuất hiện trên lông mày của mỗi tay súng và cận vệ, máu không ngừng chảy ra, và một mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập trong không khí. Quan Hồng Vĩ và Quan Hân hoàn toàn choáng váng. Ngay cả ánh mắt của Quan Hân lúc này cũng chứa đầy sự sợ hãi. Là thành viên của vương tộc họ Quan, họ đã từng gặp rất nhiều cao thủ hàng đầu, thậm chí là cao thủ vương cảnh họ cũng đã gặp không ít. Nhưng họ chưa bao giờ thấy một thủ đoạn nào đáng sợ như vậy. Tránh được đạn thì cũng đã đành, mấu chốt là anh đã giết hơn chục tay súng và cận vệ gần như trong nháy mắt. Cho tới bây giờ, bọn họ cũng không biết Dương Thanh đang trốn ở đâu, cứ như là anh đã biến mất ở trong không khí rồi vậy. Nếu như Dương Thanh đã có thể giết hàng chục cao thủ trong chớp nhoáng, điều đó cũng có nghĩa là nếu Dương Thanh muốn giết họ, thì bây giờ họ đã trở thành xác chết rồi. Không biết từ khi nào, một ông lão mặc bộ đồ đường xuất hiện trước mặt Quan Hồng Vĩ và Quan Hân, ánh mắt lão ta đầy vẻ uy nghiêm chưa từng thấy. Chú Đức. Nhìn thấy ông lão xuất hiện, Quan Hồng Vĩ lên tiếng gọi. Chú Đức là một trong những cao thủ hàng đầu của gia tộc họ Quan, là cao thủ vương cảnh thực sự. Tuy nhiên, sự xuất hiện của chú Đức không hề làm giảm bớt nỗi sợ hãi trong lòng ông ta. Chú Đức cũng không quan tâm mà chỉ tập trung ánh mắt về một hướng và nói với vẻ vô cùng nghiêm nghị, người anh em là cao thủ vương cảnh nhưng lại ra tay độc ác với người bình thường như vậy, nghe chừng hơi quá đáng rồi đấy. Quá đáng. Một giọng nói vô cùng lạnh lùng đột nhiên vang lên, ngay sau đó, Dương Thanh từ trên cây cổ thụ cao ngất nhảy xuống như một bóng ma. Rầm. Khi chân anh đáp xuống, mặt đất như rung lên. Và nơi mà anh vừa đặt chân xuống đã hằn sâu một đôi dấu chân rồi. Với dấu chân là trung tâm, các vết nứt giống như mạng nhện tiếp tục lan rộng ra xung quanh cho đến khi chạm đến chân của Quan Hồng Vĩ và Quan Hân. Người của vương tộc họ Quan tùy tiện lạm sát người bình thường thì được, đến lượt tôi giết người nhà họ Quan thì lại thành quá đáng rồi sao? Dương Thanh nhìn chú Đức châm chọc nói. Lúc này, hai mắt anh đỏ rực, toàn thân toát ra sát khí đáng sợ bao phủ cả người phụ nữ độc ác Quan Hân này. Quan Hân lúc trước vô cùng hống hách, lúc này đang không ngừng run rẩy, cô ta bị sát khí của Dương Thanh bao trùm, thậm chí không thể nhúc nhích được bước chân của mình. Những gì Quan Hân đã làm đúng là quá đáng. Cũng may là không gây ra sự chết chóc. Chú Đức nói, hy vọng người anh em có thể nể mặt vương tộc họ Quan, tha cho họ một con đường sống. Quỳ xuống. Dương Thanh không thèm quan tâm đến chú Đức mà quát nạt. Hai người Quan Hân và Quan Hồng Vĩ đã bị bao phủ bởi sát khí, chỉ cảm thấy giọng nói của Dương Thanh giống như một tiếng sấm nổ bên tai. Phụp, phụp. Hai bố con lần lượt quỳ gối, cả người run lên bần bật. Giờ phút này, hai người bọn họ đâu còn vẻ kiêu căng hống hách của cái được gọi là con cháu vương tộc họ Quan nữa chứ. Chú Đức đột nhiên cau mày, chàng trai trẻ, cậu quá đáng rồi đấy. Hôm nay bọn họ nhất định phải chết. Dương Thanh tức giận nói. Vừa dứt lời, anh liền bước về phía hai người họ từng bước một. Nói sao thì chú Đức cũng là cao thủ vương cảnh của nhà họ Quan, cho dù là vương tử hay công chúa cũng đều phải đối đáp bằng lễ nghĩa. Z.
bây giờ lão ta lại bị một thanh niên hơn 20 tuổi liên tục quát tháo, điều này khiến lão ta dần cảm thấy giận dữ. Nếu cậu còn dám tiến lên bước nữa thì đừng trách già đây không khách sáo. Chú Đức bước tới đứng chắn trước mặt Quan Hồng Vĩ và Quan Hân. Cùng lúc đó, một luồng hào quang to lớn và mạnh mẽ tỏa ra từ trên người lão ta, lúc này Quan Hồng Vĩ và Quan Hân mới cảm thấy tốt hơn nhiều, hai người vội vàng đứng dậy. Khi họ nhìn Dương Thanh lần nữa, trên mặt hai người chỉ có sự kinh hãi, nhưng trên mặt Quan Hân vẫn mang chút phẫn nộ. Cô ta sợ Dương Thanh, nhưng so với việc sợ hãi, cô ta càng hy vọng có thể tự tay mình giết chết Dương Thanh. Ông Đức, tên khốn kiếp này căn bản không coi vương tộc họ Quan chúng ta ra gì. Anh ta đã giết bao nhiêu người của nhà họ Quan chúng ta. Giờ ngay cả cháu và bố cháu, anh ta cũng muốn giết luôn. Quan Hân nghiến răng nghiến lợi nói, nhất định phải giết anh ta, nếu không bao nhiêu người của chúng ta đều chết vô ích rồi. Câm miệng. Chú Đức cười lớn, vẻ mặt càng tức giận hơn, người thanh niên, ra đây thừa nhận là cậu rất mạnh, trong thế hệ trẻ, tôi chưa từng gặp một người nào mạnh như cậu. Cút. Dương Thanh tức giận hét lên, hôm nay tôi nhất định phải lấy mạng chó của họ. Dứt lời anh liền đạp chân lao về phía Quan Hân trong nháy mắt. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Chú Đức cũng rất tức giận, là một cao thủ vương cảnh của vương tộc họ Quan, lão ta đâu đã có khi nào phải thẽ thọt khúm núm như bây giờ. Lão ta giơ tay đập về phía đầu Dương Thanh. Hừ. Dương Thanh cười khẩy, anh cũng vùng nắm đấm ra. Rầm. Khi hai lòng bàn tay va vào nhau, một lực mạnh mẽ đột nhiên bật ra từ vị trí hai lòng bàn tay gặp nhau. Phụt. Trong giây tiếp theo, cơ thể của chú Đức bay lên trời, cả người lơ lửng trên không và phun ra một ngụm máu. Ngược lại, Dương Thanh không hề bị đánh lùi lại, anh không thèm nhìn chú Đức bị mình đánh bay mà giơ tay túm về phía Quan Hân đang đờ đẫn cả ra. Quan Hân đã sợ đến há hốc miệng, cao thủ vương cảnh siêu quần trong mắt cô ta lại không đỡ nổi một chiêu. Ngay cả cao thủ vương cảnh cũng không đỡ nổi một chiêu của Dương Thanh thì Dương Thanh này là cao thủ đạt cảnh giới nào. Quan Hồng Vĩ cũng kinh ngạc ngây người, đứng chôn chân tại chỗ, thân mình run lẩy bẩy, không dám cử động mạnh. Bộp! Dương Thanh tóm cổ Quan Hân, nhẹ nhàng siết lại, thân thể Quan Hân bị nhấc bổng lên. Một sức mạnh khủng bố đột ngột tản ra từ người Dương Thanh, khiến Quan Hân hoàn toàn nghẹt thở. Nhưng cơn đau trên thân thể vẫn thua xa nỗi sợ hãi trong nội tâm cô ta lúc này. Nếu không phải vì người anh em của tôi muốn tự tay giải quyết cô thì bây giờ cô đã là một cái xác rồi. Mắt Dương Thanh đã đỏ bừng, nhìn chằm chằm Quan Hân, giọng trầm trầm âm u như một ác quỷ đến từ địa ngục. Quan Hân lại như thấy được một tia hy vọng sống sót, nhưng cô ta còn chưa kịp vui mừng thì Dương Thanh đã nói tiếp, nếu cô đã thích làm người khác cảm nhận nỗi thống khổ vì ly biệt sinh tử với người thân thì hôm nay để tôi giúp cô được trải nghiệm cảm giác đó một lần. Huỵch! Dứt lời, Dương Thanh vung tay ném ra. Thân thể Quan Hân nặng nề va mạnh vào vách tường, hộc một ngụm máu tươi. Quan Hân bị ném vào tường, đầu choáng váng, cảm thấy xương cốt toàn thân đã rã rời. Cậu định làm gì? Cô ta còn chưa lấy lại tinh thần, chợt nghe thấy giọng bố mình run rẩy vang lên. Trong khoảnh khắc, cô ta bỗng hiểu ra, câu nói vừa rồi của Dương Thanh là có ý gì. Đừng làm thế, tôi cầu xin anh đừng làm thế. Nhận ra ý định của Dương Thanh, Quan Hân cuống cuồng cầu xin. Cơn đau thể xác cùng với nỗi sợ hãi trong lòng khiến cho cô ta có cảm giác sống không bằng chết. Quan hệ giữa cô ta và Quan Hồng Vĩ vô cùng gắn bó, có thể nói, cô ta có được địa vị ở trong vương tộc họ Quan như ngày hôm nay đều nhờ có Quan Hồng Vĩ giúp đỡ. Bằng không, cô ta chẳng là gì cả, có lẽ đã sớm bị vương tộc gả ra ngoài để tạo dựng quan hệ với gia tộc khác. Cậu đừng có lại đây, tôi chính là vương tử của vương tộc họ Quan đấy, bố tôi là Quan Vương, cậu không thể đụng đến tôi. Bằng không, bố tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Quan Hồng Vĩ vừa lùi lại vừa run rẩy đe dọa, con người ông ta ngập tràn nỗi sợ hãi. Là một vương tử của vương tộc họ Quan, đã bao giờ ông ta gặp phải chuyện như thế này? Từ trước đến nay ông ta luôn là người nắm sự sống chết của kẻ khác trong tay, nhìn người khác bị nỗi sợ bao phủ chẳng khác nào một con sâu cái kiến. Quan Hồng Vĩ chưa bao giờ rơi vào tình thế này, ông ta cảm thấy như mình chỉ đang gặp ác mộng mà thôi. Con hư tại bố. Dương Thanh bình thản nhìn về phía Quan Hồng Vĩ, nói, cô ta có ngày hôm nay đều nhờ ông ban tặng cả. Tôi vốn không định trở mặt với vương tộc họ Quan, nhưng các người lại không chịu buông tha tôi. Nếu như các người thuê sát thủ tới ám sát tôi, chưa chắc tôi đã muốn giết các người như lúc này. Kiếp sau hãy chọn một gia đình bình thường mà đầu thai, làm một người tốt đi. Khi nói những lời này, sắc mặt Dương Thanh cực kỳ bình thản,
giống như thể giữa anh và Quan Hồng Vĩ chẳng có thù hận gì, chỉ là bạn bè nói chuyện với nhau mà thôi. Nhưng chính sự bình thản đó lại làm Quan Hồng Vĩ dựng cả tóc gáy, nỗi sợ hãi bao phủ khiến ông ta tuyệt vọng. Dương Thanh, tôi sai rồi, tôi thực sự biết lỗi rồi, cầu xin cậu đừng giết tôi bảo đảm với cậu, chỉ cần cậu chịu buông tha tôi, từ nay về sau, vương tộc họ Quan không bao giờ đến gây hấn với cậu nữa. Quan Hồng Vĩ nói đến đó, hai đầu gối đã quỳ phịch xuống đất, tôi xin cậu cho tôi một con đường sống đi. Quan Hân cũng quỳ xuống theo, đúng, chúng tôi cam đoan với anh, từ nay về sau người của vương tộc họ Quan tuyệt đối sẽ không bao giờ gây phiền phức cho anh nữa. Dương Thanh khinh thường cười một tiếng, các người cho rằng, một vương tộc họ Quan có thể làm gì tôi chắc. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Quan Hồng Vĩ và Quan Hân lập tức cứng đờ. Khắp Chiêu Châu này, có bao nhiêu cao thủ già cả trăm tuổi, nhưng có được mấy người có thể lên tới vương cảnh đỉnh phong. Có thể nói, đây là cấp bậc mà vô số cao thủ hàng đầu tha thiết ước mơ đạt được, rất nhiều người phấn đấu trọn đời cũng không thể đạt tới cấp bậc này. Dương Thanh vẫn còn trẻ như vậy, có thể đoán được tiềm lực của anh khủng khiếp cỡ nào. Có lẽ, người này trong tương lai còn có thể đặt chân tới thần cảnh, một cảnh giới mà toàn bộ các cao thủ đều ước ao. Trở mặt với một người trẻ tuổi giàu tiềm năng như vậy, quả thật chính là hành vi đâm đầu vào chỗ chết. Ý ông muốn nói, vì ông ta là con trai quan vương nên tôi không thể giết ông ta. Sắc mặt chú Đức cứng nở cả ra, ông ta biết, Dương Thanh đã quyết tâm muốn lấy mạng Quan Hồng Vĩ và Quan Hân rồi. Nói vậy tức là cậu Thanh đây nhất định không thể buông tha bọn họ. Chú Đức đột nhiên hỏi, giọng bỗng điềm tĩnh hẳn đi. Đúng vậy thì thế nào? Dương Thanh hỏi ngược lại. Nếu đã vậy, tôi đây chỉ có thể liều mạng đánh với cậu một trận. Chú Đức hít sâu một hơi, khí thế toàn thân như đã biến hóa hẳn đi. Lão ta che trước mặt Quan Hồng Vĩ và Quan Hân, nhìn về phía Dương Thanh, sắc mặt cực kỳ căng thẳng. Tính tình người của vương tộc họ Quan thế nào, ông hẳn đã hiểu rất rõ, liều mạng vì hai kẻ bại hoại như thế, có đáng không? Dương Thanh đột nhiên hỏi. Dẫu sao chú Đức cũng là cao thủ vương cảnh, nếu cứ vậy giết mất thì đúng là hơi đáng tiếc. Có gì mà đáng hay không đáng, nếu tôi đã là người của vương tộc họ Quan thì bảo vệ người của vương tộc này chính là trách nhiệm của tôi. Chú Đức bình thản đáp. Quy thuận tôi thưởng cho ông một cơ hội. Dương Thanh vừa dứt lời, một hơi thở hùng hồn tản ra từ trên người anh, trong nháy mắt đã bao phủ cả chú Đức vào trong đó. Thời khắc này, ánh mắt chú Đức trở nên khiếp sợ cực độ, lão ta không dám tin, thốt lên. Cậu là cao thủ thần cảnh. Chú Đức còn tưởng rằng Dương Thanh là cao thủ vương cảnh đỉnh phong, chưa từng nghĩ tới chuyện anh là cao thủ thần cảnh. Mãi cho tới giây phút này, lão ta cảm nhận được một hơi thở mạnh mẽ không thể hình dung nổi đang toát ra từ Dương Thanh, kể cả quan vương cũng không có được hơi thở mạnh mẽ cỡ đó. Trước mặt Dương Thanh, lão ta chợt nảy sinh ý tưởng quỳ xuống quy phục. Đúng vậy, chỉ có cao thủ thần cảnh mới có thể phát ra hơi thở mạnh mẽ cỡ đó. Tới lúc này, chú Đức mới ý thức được, trước đây mình chủ động tấn công Dương Thanh là hành vi buồn cười cỡ nào. Có thể nói hành vi của lão ta khi đó chẳng khác nào châu chấu đá xe. Trước mặt một cao thủ mang thực lực khủng bố vượt qua cả vương cảnh thì một cao thủ vương cảnh nho nhỏ như lão ta có thể làm gì để ngăn cản người này. Xin lỗi, tôi xin từ chối. Lát sau, chú Đức bỗng lắc đầu, nội tâm đã bình tĩnh trở lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Dương Thanh, nói. Tôi là người của vương tộc họ Quan thì chết cũng phải làm ma của vương tộc họ Quan này, tính mạng của tôi là do quan vương ban cho, đời này tuyệt đối không thể quy phục người thứ hai. Nghe lão ta nói thế, sắc mặt Dương Thanh lộ vẻ cảm khái nhưng lòng lại vẫn không cam. Nếu đã vậy thì thôi. Dứt lời, Dương Thanh thong thả bước về phía Quan Hồng Vĩ. Hai bố con Quan Hồng Vĩ và Quan Hân đã sợ choáng váng cả người tự bao giờ. Thông qua cuộc đối thoại của Dương Thanh và chú Đức, bọn họ đã biết. Dương Thanh là một cao thủ thần cảnh. Đối với bọn họ, cao thủ vương cảnh đã là những nhân vật có thực lực khủng khiếp nhất rồi, thần cảnh trong suy nghĩ của bọn họ chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Mà lúc này, một cao thủ trong truyền thuyết đang muốn giết bọn họ lấy gì để ngăn cản đây? Cậu không thể giết ông ta. Chú Đức lại một lần nữa bước tới, che chở trước mặt Quan Hồng Vĩ. Dương Thanh nhíu mày, nói, nể tình ông chỉ biết nghe lệnh người khác mà làm việc nên tôi không làm khó dễ ông. Nhưng ông đừng nên được đằng chân lân đằng đầu. Chú Đức trầm giọng, xin được chịu chết. Chỉ bốn chữ đáp lại đã khiến Dương Thanh không khỏi kính nể ông già này. Đối với bất kỳ một vị cao thủ vương cảnh nào, nếu được cao thủ thần cảnh chỉ bảo cho đôi câu thì đều có thể thu được lợi ích không nhỏ. Vừa rồi, Dương Thanh chủ động đề nghị chú Đức quy phục mình chính là vì anh khâm phục tấm lòng chung của người này. Thật không ngờ,
lão ta lại có thể nhanh chóng cự tuyệt cám dỗ lớn như vậy. Biết rõ ngăn cản Dương Thanh chỉ có một con đường chết, nhưng ông ta vẫn tình nguyện xin chịu chết. Chú Đức, Quan Hồng Vĩ cũng sợ ngây ra, nhìn bóng dáng già nua chắn trước mặt mình kia, trong lòng cảm động không thôi. Giây phút này, cuối cùng ông ta cũng biết mình sai rồi. Sự hối hận dâng trào dữ dội trong lòng ông ta. Ông ta không nên dung túng Quan Hân, bằng không Quan Hân cũng không đến nỗi trở thành người như ngày nay. Dương Thanh nói rất đúng, con hư tại bố. Đây chính là sai lầm của ông ta. Xúc phạm đến một vị cao thủ thần cảnh, quả thực chẳng khác nào rước về cho vương tộc họ Quan một kẻ thù cực mạnh. Cao thủ thần cảnh, một người có thể địch cả một tộc. Chú Đức, chú đã làm cho cháu quá nhiều, chú đi đi thôi. Quan Hồng Vĩ bỗng lên tiếng. Chú Đức kiên định lắc đầu, tôi đã nhận lời với Quan Vương, trừ khi tôi chết, nếu không, không ai có thể giết cậu. Quan Hồng Vĩ cười cười tự giễu, biết không thể khuyên bảo chú Đức, ông ta bèn nhìn về phía Dương Thanh. Dương Thanh nhìn vào mắt ông ta, chợt cảm thấy thật kỳ quái, bởi trong mắt Quan Hồng Vĩ lúc này không có lấy một tia thù hận, chỉ còn lại đầy những khẩn cầu. Cậu Thanh, tôi vô cùng xin lỗi vì bố con tôi đã gây thương tổn cho cậu và bạn cậu. Quan Hồng Vĩ nói, lại đột ngột cúi đầu, xin lỗi. Dương Thanh không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn ông ta. Quan Hồng Vĩ và Quan Hân câu kết với nhau hại người, để trả thù anh mà không tiếc nhằm vào một cô gái yếu ớt vô tội như Mễ Tuyết. Hành vi này đã khiến bọn họ chỉ có một kết cục, đó là cái chết. Đến bây giờ, Dương Thanh vẫn chưa biết rốt cuộc có cứu được Mễ Tuyết hay không. Nhưng bất kể kết quả thế nào, khi Mễ Tuyết phải chịu thương tổn lớn như vậy, Dương Thanh cũng đã định ra cho hai bố con Quan Hồng Vĩ và Quan Hân một bản án cuối cùng, tử hình. Tôi biết, dù bây giờ tôi nói gì hoặc làm gì chăng nữa đều không thể bù đắp lại được những thương tổn đã gây ra cho bạn cậu. Bây giờ tôi cũng không có mong muốn gì, chỉ cầu mong cậu Thanh có thể cho vương tộc họ Quan chúng tôi một cơ hội. Sai là sai, đúng là đúng, tôi và con gái tôi đã phạm phải sai lầm, nhưng tôi mong cậu Thanh đây có thể nể mặt Quan Duyệt mà tha cho vương tộc họ Quan chúng tôi. Quan Hồng Vĩ khẩn khoản cầu xin, mặc dù vương tộc họ Quan còn có Quan Vương trấn thủ, nhưng một cao thủ thần cảnh hoàn toàn có dư năng lực phá vỡ toàn bộ vương tộc họ Quan này. Đây là chuyện cuối cùng ông ta có thể làm vì vương tộc họ Quan. Quan Duyệt là đệ tử của Dương Thanh, trước còn từng chắn đạn cho Dương Thanh. Quan Hồng Vĩ đã từng điều tra về Dương Thanh, biết anh là người trọng tình trọng nghĩa. Nể tình Quan Duyệt, có lẽ anh sẽ buông tha vương tộc họ Quan. Được, tôi đồng ý. Chỉ cần người của vương tộc họ Quan không cố tình gây hấn với tôi sẽ không ra tay với vương tộc họ Quan các ông. Dương Thanh gật đầu đồng ý. Anh chưa bao giờ muốn trở thành kẻ địch với bất kỳ gia tộc nào, cho tới ngày nay, mọi chuyện đều là bị người ta ép buộc bất đắc dĩ phải làm. Cảm ơn cậu Thanh. Quan Hồng Vĩ cảm kích nói. Đoàng. Một tiếng súng vang lên đinh tai. Quan Hân cảm nhận được ý muốn giết người trong mắt Dương Thanh, cô ta nhìn về phía Dương Thanh bằng đôi mắt đẫm lệ, tức tối rít gào. Tất cả là tại anh, nếu không phải tại anh, bố tôi sẽ không phải chết. Quan Hân phẫn nộ rít gào, dù biết Dương Thanh sẽ không bỏ qua cho mình nhưng sau khi Quan Hồng Vĩ tự sát, cô ta đã không còn sợ hãi điều gì nữa. Dương Thanh cau mày, lẽ nào đầu sỏ gây ra hết thảy những chuyện này không phải chính là cô hay sao? Nếu không phải cô lập kế ám sát một cô gái yếu ớt vô tội thì sao tôi lại phải đích thân đến đây? Cho nên, cô đã tự tay hại chết bố mình và một vị cao thủ hàng đầu của vương tộc họ Quan. Những lời Dương Thanh thốt ra sắc bén vô cùng, từng câu từng chữ hóa thành lưỡi dao nhọn, thọc sâu vào trái tim Quan Hân. Nhìn Quan Hồng Vĩ nằm lặng trong vũng máu, ánh mắt Quan Hân tràn đầy tuyệt vọng, cô ta nở nụ cười sầu thảm, anh nói đúng, tất cả đều là lỗi của tôi. Dứt lời, cô ta đứng dậy nhìn về phía Dương Thanh, ánh mắt ngập tràn thù hận. Bố tôi bị tôi liên lụy mà chết, nhưng anh mới chính là gã đao phủ giết chết ông ấy. Dù anh có mạnh đến đâu thì nếu đã dám xúc phạm tới vương tộc họ Quan này, ông nội tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Quan Hân nhìn Dương Thanh chằm chằm đầy oán hận, nghiến răng nghiến lợi nói, tôi sẽ ở dưới đó chờ anh, tôi tin rằng mình sẽ không phải chờ quá lâu đâu. Nói xong, Quan Hân vọt về phía cây cột đá gần đó. Ngay khoảnh khắc đầu cô ta gần đụng vào cột đá, thân thể Dương Thanh chợt hóa thành một vệt mờ, chớp mắt đã vọt tới đó. Buông ra ngay, anh buông ra ngay. Bị Dương Thanh ngăn cản lại. Quan Hân gào giống lên. Cái mạng này của cô, người anh em của tôi đã đặt trước rồi, cậu ấy còn chưa cho cô chết, sao cô có thể chết được? Dương Thanh châm chọc cười lạnh nói. Trước khi anh tới đây, Mã Siêu đã dặn anh phải giữ lại tính mạng Quan Hân, anh ta muốn tự mình báo thù rửa hận cho em gái. Những lời của Dương Thanh làm Quan Hân lạnh buốt cả người,
cô ta thật không ngờ, bản thân đường đường là con cháu dòng chính của vương tộc họ Quan mà lại bị dồn đến tình cảnh này. Ngay cả chết cũng không làm được. Bốp! Dương Thanh vung tay đập xuống gáy Quan Hân, cô ta trợn trắng mắt, ngất đi. Đúng lúc này, chuông điện thoại của Dương Thanh chợt reo vang, giọng Tiền Bưu bỗng vang lên, cậu Thanh, Quan Duyệt bị người ta cướp đi rồi. Ầm! Vừa nghe Tiền Bưu nói thế, một ngọn lửa hận bùng lên trong người Dương Thanh, hừng hực như muốn thiêu đốt cả bầu trời. Là ai? Dương Thanh hỏi. Quan Duyệt bị thương rất nặng, hôm qua bác sĩ còn nói, nếu vết thương này lại bị tổn hại thêm một lần, rất có thể sẽ tàn phế. Vì vậy, Dương Thanh mới bố trí Tiền Bưu tự mình trông coi Quan Duyệt ở bệnh viện, anh không ngờ, dù đã có Tiền Bưu bảo vệ lại vẫn có người cướp Quan Duyệt đi. Đối phương có 4 gã cao thủ, thực lực mỗi gã đều ngang ngửa tôi, gã cao thủ cầm đầu thậm chí còn vượt cả tôi. Tiền Bưu trầm giọng thuật lại, nghe hơi thở ông ta vẫn còn hỗn loạn lắm. Hiển nhiên, Tiền Bưu đã bị thương rồi. Được rồi, tôi biết. Dương Thanh hít sâu một hơi, cố gắng để bản thân tỉnh táo trở lại. Phải rồi, Mễ Tuyết hiện thế nào? Dương Thanh lại hỏi. Tiền Bưu đang ở bệnh viện, hẳn có biết tình trạng hiện tại của Mễ Tuyết. Vẫn còn đang cấp cứu, tình hình cụ thể thì không rõ, Mã Siêu vẫn đang đứng chờ ở cửa phòng cấp cứu. Tiền Bưu đáp. Được, giờ ông hãy tới dinh thự Vân Phong, nếu có bất cứ tình huống khác thường nào thì phải báo ngay cho tôi biết. Quan Duyệt đã bị người mang đi, đối phương còn có thể cử 4 gã cao thủ ngang ngửa Tiền Bưu tới cướp người, Dương Thanh dám chắc rằng, trừ người của vương tộc, không thế lực nào có thể làm được chuyện đó. Tốc độ của ảnh vệ rất nhanh, chỉ trong mấy phút, toàn bộ khu biệt thự đã khôi phục như trước, ngoại trừ mùi máu tươi nồng nặc trong không khí, không chỗ nào có thể nhìn ra, nơi đây vừa có hơn chục kẻ mất mạng. Dương Thanh đang trên đường tới bệnh viện. Nếu Quan Duyệt đã bị người ta cưỡng chế mang đi, đối phương còn có 4 gã cao thủ ngang cỡ Tiền Bưu thì muốn tìm được Quan Duyệt e rằng hơi khó. Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, cửa phòng cấp cứu mới mở ra, Mễ Tuyết được đẩy ra. Tuyết Tuyết! Mã Siêu lập tức vui vẻ xông tới. Khi người chết bị đẩy ra thì thi thể sẽ được phủ vải trắng, nhưng Mễ Tuyết không bị phủ vải, vậy có nghĩa là cô ta còn sống. Chỉ có điều, toàn thân Mễ Tuyết đều quấn kín băng vải, trông chẳng khác nào xác ướp. Chị Ngải, em Tuyết thế nào rồi? Dương Thanh để ý thấy sắc mặt Ngải Lâm có vẻ không ổn, nhất là khi nhìn về phía Mã Siêu, ánh mắt cô ấy đau xót vô cùng, điều này làm Dương Thanh bỗng có một dự cảm cực kỳ xấu. Mã Siêu vội nhìn sang phía Ngải Lâm, nói, nhất định đã cấp cứu rất thành công, Tuyết Tuyết đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, đúng không? Ngải Lâm không lên tiếng, nước mắt chợt chảy ra. Thấy Ngải Lâm rơi lệ, lòng Mã Siêu chợt nảy lên một tia bất an cực kỳ mãnh liệt. Rốt cuộc Tuyết Tuyết làm sao vậy? Em cứ yên tâm nói cho anh đi, bất kể kết quả thế nào, anh đều có thể chịu được. Mã Siêu run rẩy nói với Ngải Lâm. Tuyết Tuyết, em ấy có thể suốt đời không tỉnh dậy được nữa. Ngải Lâm rốt cuộc cũng nói ra. Cộp cộp cộp. Những lời này như một tiếng sét nổ vang trong đầu Mã Siêu, anh ta lảo đảo lùi lại 7-8 bước. Không, không thể nào, sao có thể như vậy được? Mã Siêu lắc đầu, nức nở, anh tìm con bé đã 12 năm, khó khăn lắm mới tìm được nó lại vừa gặp mặt anh có một lần, sao có thể vĩnh viễn không tỉnh dậy nữa chứ? Vợ à, em đang lừa anh thôi đúng không? Nhất định là em đang lừa anh, đúng không? Tâm trạng của Mã Siêu lúc này đang vô cùng kích động, anh ta đột nhiên chạy lên, nắm vai Ngải Lâm, run rẩy hỏi. Nước mắt Ngải Lâm đã rơi ướt mặt, thực ra quy trình cấp cứu đã kết thúc từ một tiếng trước, nhưng Ngải Lâm không muốn chấp nhận hiện thực. Cho nên, cô ấy cứ liên tục cấp cứu. Mãi đến khi cô ấy hoàn toàn kiệt sức, không còn có thể tiếp tục cấp cứu nữa thì mới đau lòng buông xuôi. Cô em chồng vừa mới quen biết này thật sự rất ngoan rất lễ phép. Cô ấy thật tâm muốn đón Mễ Tuyết về nhà mình, cùng chung sống với hai vợ chồng cô. Cô ấy muốn giúp Mã Siêu, cùng nhau chăm sóc Mễ Tuyết, bù đắp lại những tiếc nuối trong lòng Mã Siêu suốt mười mấy năm lạc mất em gái. Nhưng từ khi gặp mặt tới giờ chưa đầy nửa ngày lại đã xảy ra chuyện thương tâm này. Ngải Lâm thực sự rất đau lòng, đồng thời cũng rất thương xót chồng mình. Chồng à, em xin lỗi, em đã cố hết sức rồi, thật sự đấy, em cũng không còn cách nào nữa. Em thực sự không còn cách nào chạy chữa cho em Tuyết tốt hơn. Xin lỗi, thật lòng xin lỗi anh. Ngải Lâm khóc òa lên, cô ấy nắm chặt tay Mã Siêu nói, nhưng anh cứ yên tâm, sau này hàng ngày em sẽ tự tay chăm sóc em Tuyết. Một ngày em ấy chưa tỉnh thì em sẽ chăm sóc em ấy một ngày, một năm chưa tỉnh em sẽ chăm sóc một năm, cả đời Tuyết Tuyết không tỉnh dậy, em sẽ chăm sóc em ấy cả đời. Ngải Lâm vừa khóc vừa nói.
nhưng Mã Siêu đã thất hồn lạc phách, như một cái xác rỗng, ngây ra nhìn Mễ Tuyết nằm lặng im trên giường bệnh, toàn thân quấn kín băng trắng, không nghe thấy cô ấy nói gì. Chồng à, anh đừng làm em sợ có được không? Anh nói gì đi được không? Ngải Lâm ôm chặt lấy Mã Siêu, khóc lớn, em Tuyết chỉ tạm thời hôn mê thôi, không hẳn là cả đời sẽ không tỉnh dậy mà. Sau này chỉ cần chúng ta chăm sóc tốt cho em ấy, nhất định sẽ có ngày em ấy tỉnh lại, anh tin em đi có được không? Khi nghe nói Mễ Tuyết có khả năng sẽ không bao giờ tỉnh lại, Dương Thanh cũng choáng váng như bị sét đánh. Anh cảm thấy trái tim mình cũng đã vỡ nát, trong đầu chỉ toàn hình bóng cô nhân viên bất động sản Thiện Lương ngây thơ kia. Ngải Lâm là một chuyên gia y học nổi tiếng cả nước, ngay cả Ngải Lâm cũng không dám đảm bảo Mễ Tuyết có khả năng tỉnh lại, điều này cho thấy Mễ Tuyết bị thương nặng cỡ nào. Vậy có nghĩa là, hiện giờ Mễ Tuyết đã trở thành người thực vật rồi. Trong hiểu biết của Dương Thanh, người sống đời sống thực vật gần như đã chết. Mặc dù cũng có người thực vật tỉnh lại được nhưng số lượng cực kỳ ít. Bốp bốp bốp, Mã Siêu bỗng vươn tay ra sức tát vào mặt mình, từng cái cực kỳ vang dội. Tại anh cả, đều tại anh. Nếu không phải vì năm đó anh làm lạc mất Tuyết Tuyết thì sao đến nỗi con bé mất tích suốt 12 năm ròng. Nếu không phải tại anh khăng khăng muốn rời ngày hôn lễ tới hôm nay thì sao Tuyết Tuyết có thể bị người ta ám sát. Tuyết Tuyết, anh trai có lỗi với em, anh có lỗi với em lắm. Trái tim Mã Siêu đã hoàn toàn tan vỡ, anh ta gào khóc. Đàn ông không phải không biết khóc, chẳng qua là chưa tới ranh giới đau lòng mà thôi. Ai có thể ngờ được, một Mã Siêu cao lớn, mạnh mẽ kiên cường như thế, lại có thời điểm khóc thảm thương thế này. Phụt! Mã Siêu đau lòng đứt ruột, nóng vội quá mức, hộc ra một ngụm máu tươi rồi hôn mê ngã xuống. Chồng ơi! Ngải Lâm vội hô to, giữ chặt lấy anh ta. Mễ Tuyết bị đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, Mã Siêu cũng hộc máu hôn mê. Trong phòng bệnh, Dương Thanh nhìn Mã Siêu nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, lòng anh day dứt khó chịu lắm. Trong ký ức của anh, đây là lần đầu tiên Mã Siêu đau lòng đến thế. Trước đây, khi còn ở chiến trường biên giới phía Bắc, dù là chiến dịch cửu tử nhất sinh, anh ta cũng chưa từng lui bước. Có một lần, Mã Siêu một thân một mình thâm nhập vào vòng vây của quân địch. Anh ta xách đao, tung hoành ngang dọc, giết chết hơn mấy trăm tên địch, cho đến phút cuối cùng, bản thân bị trọng thương nhưng gương mặt vẫn tươi cười, chờ Dương Thanh tới cứu. Nhưng ngày hôm nay, chuyện của Mễ Tuyết lại khiến anh ta bị kích động mạnh đến thế. Vì chuyện em gái bị thương mà nóng ruột đến hộc máu, khiến thân thể bị thương nặng. Ngải Lâm ngồi bên giường bệnh, lặng lặng nắm tay Mã Siêu, mặt vẫn còn ướt lệ. Hôm nay là ngày vui của cô ấy, vốn cho rằng từ hôm nay trở đi, cô ấy đã có thể cùng Mã Siêu bên nhau hạnh phúc đến cuối đời. Cô ấy không thể ngờ rằng, ngay trong ngày quan trọng nhất này, Mễ Tuyết lại bị người ta ám sát, trọng thương. Nếu Mễ Tuyết thật sự không qua khỏi, sau này mỗi khi đến dịp kỷ niệm ngày kết hôn, chị e Mã Siêu đều sẽ chìm đắm trong đau thương ân hận. Chị Lâm, thật sự không còn biện pháp nào sao? Dương Thanh cố nén đau lòng, hỏi. Ngải Lâm lắc đầu, mắt đã đỏ lên, bản thân chị đã là chuyên gia trong lĩnh vực này rồi, vết thương của em Tuyết vô cùng nghiêm trọng, đã tạo thành thương tổn cực lớn cho não bộ. Chị không biết trên đời này liệu còn có những vị thần y ẩn giật hay chăng, cũng không biết thần y đó có thể giúp em Tuyết tỉnh lại không, nhưng theo như chị biết, vết thương của em Tuyết, không ai có thể chữa trị được. Dù có nhận lại nhau cũng có thể để bọn họ gặp lại trong một tình huống riêng tư hơn. Anh lấy điện thoại ra, bấm một dãy số đã phủ bụi từ lâu. Nếu không phải vì Mễ Tuyết, có lẽ cả đời anh cũng sẽ không gọi cho số điện thoại này. Giọng Dương Thanh còn mang theo đôi chút cầu khẩn. Chỉ lát sau, đầu bên kia truyền đến một giọng nói già nua, được. Tuy chỉ là một chữ nhưng lại khiến cho Dương Thanh có cảm giác chút được gánh nặng. Bất kể thế nào, bất hạnh mà Mễ Tuyết gặp phải hiện nay đều do anh mà ra. Ngay khi Dương Thanh chuẩn bị cúp điện thoại, giọng nói già nua kia bỗng vang lên một lần nữa, cậu không thử tính đến chuyện tiếp quản đế thôn sao? Dương Thanh bỗng sửng sốt, anh thật sự không ngờ, một người vốn dĩ trước nay không hỏi đến chuyện thế sự lại có lúc quan tâm đến thế tục như vậy. Trầm mặc hồi lâu, Dương Thanh mới lên tiếng, tạm thời không có tính toán này. Tầm ảnh hưởng của đế thôn vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu, nếu cậu có thể nắm được đế thôn trong tay thì chí ít cũng có thể bảo đảm sự an toàn của những người bên cạnh cậu. Người kia lại nói thêm, tôi chỉ tiện thể đề cập tới thôi, về phần lựa chọn thế nào, đều do cậu quyết định. Mặt khác, tôi sẽ sắp xếp cho một vị bác sĩ hàng đầu tới chỗ cậu, nhưng có chữa khỏi được cho cô gái kia không, tôi không thể bảo đảm. Dương Thanh trầm giọng, coi như tôi nợ ông một lần. Không cần khách sáo. Đối phương nói xong bèn cúp điện thoại. Không ai hay biết,
vì một cuộc điện thoại này, Dương Thanh đã phải trả một cái giá lớn thế nào. Dương Thanh không ở lại bệnh viện quá lâu, sau khi gọi điện thoại xong bèn rời khỏi đây luôn. Anh vừa mới lên xe thì chuông điện thoại đã đổ, Tiền Bưu gọi tới. Cậu Thanh, tôi đã tra ra được tung tích của Quan Duyệt, 3 giờ trước, cô ấy đã bị mang về Vương Thành Quan rồi. Tiền Bưu trầm giọng nói, nếu tôi đoán không lầm thì người cướp Quan Duyệt đi chính là người của vương tộc họ Quan. Trước đó Dương Thanh đã đoán ra chuyện này, anh chỉ còn thiếu bằng chứng mà thôi. Nay đã biết Quan Duyệt bị mang về Vương Thành Quan, anh gần như có thể chắc chắn, người cướp Quan Duyệt đi chính là người của vương tộc họ Quan. Được rồi, tôi đã biết. Dương Thanh nói, chỉ cần không phải do người khác mang Quan Duyệt đi, anh có thể yên tâm phần nào. Vương tộc họ Quan muốn cướp Quan Duyệt về, hẳn là để gả Quan Duyệt vào hàng tộc, lấy hôn nhân của cô ta để tạo quan hệ với hoàng tộc. Nếu đã thế, vương tộc họ Quan nhất định sẽ dốc hết sức để chữa trị cho Quan Duyệt. Vết thương của Quan Duyệt rất nặng, trong thời gian ngắn sắp tới, vương tộc họ Quan chắc chắn sẽ không ép cô ta lập gia đình. Cậu Thanh, hay là để tôi đến Vương Thành Quan thử xem có thể cứu Quan Duyệt ra không? Tiền Bưu đột nhiên hỏi. Dương Thanh từ chối ngay, nếu Quan Duyệt bị mang về Vương Thành Quan thì chắc chắn đang được bảo vệ trong vương tộc họ Quan, chỉ với thực lực của ông, e là chưa bước vào địa giới của vương tộc họ Quan đã bị bao vây rồi. Chuyện này cứ tạm gác ở đó trước đã, không cần nóng vội, tôi sẽ đích thân giải quyết. Trong thời gian này, ông hãy giúp tôi âm thầm bảo vệ người nhà tôi cẩn thận. Tiền Bưu vội đáp, vâng, thưa cậu. Sau khi cúp điện thoại, Dương Thanh khởi động xe, rời khỏi bệnh viện. Bố ơi! Vừa trở lại dinh thự Vân Phong, một tiếng gọi thánh thót vang lên, Tiêu Tiêu chạy ào tới, nhào vào lòng Dương Thanh. Tần Thanh Tâm và Tần Y đều lo lắng nhìn anh, ngay cả Tần Đại Dũng trông cũng rất lo lắng. Nhớ bố à! Dương Thanh cúi xuống bế con gái lên, cười hỏi. Tiêu Tiêu gật đầu, thơm một cái lên má Dương Thanh, ngọt ngào nói, bố ơi, bố đừng không vui như thế, Tiêu Tiêu sẽ luôn ở bên bố mà. Nghe Tiêu Tiêu nói thế, Dương Thanh bỗng cảm thấy sống mũi cay cay. Chuyện xảy ra trong khách sạn Yến Đô hôm nay đã truyền đi khắp chốn. Mã Siêu là anh em thân thiết của Dương Thanh, Mễ Tuyết lại là em gái ruột đã thất lạc nhiều năm của Mã Siêu, Tần Y từng cùng Dương Thanh đi mua nhà cho Mã Siêu, cũng đã gặp Mễ Tuyết một lần. Hiện tại Mễ Tuyết gặp tai nạn nghiêm trọng như vậy, đương nhiên Dương Thanh không thể vui nổi. Mọi người cứ yên tâm, anh không sao đâu. Dương Thanh cố gắng ổn định tâm trạng, mỉm cười nói với người thân. Nhưng mặc dù anh đang cười, nụ cười ấy lại hết sức miễn cưỡng, sắc mặt uể oải vô cùng. Tần Thanh Tâm nhìn anh mà đau lòng thương xót. Con thấy hơi đói, bố, có cơm tối chưa ạ? Dương Thanh cười hỏi. Bấy giờ Tần Đại Dũng mới lấy lại tinh thần, vội vàng gật đầu nói, có rồi, chỉ chờ mỗi mình con thôi, mấy đứa ra bàn trước đi, bố vào bếp dọn cơm cho. Người một nhà quây quần một chỗ. Tần Thanh Tâm và Tần Y bình thường vốn không ăn tối nhưng hôm nay cũng ngồi xuống cùng Dương Thanh dùng cơm. Mặc dù Dương Thanh đã cố gắng che giấu nỗi đau buồn trong lòng nhưng vẫn thật khó khăn. Người một nhà ngồi chung một chỗ trò chuyện vài câu vẫn chưa thể khiến Dương Thanh thả lỏng hơn, trái lại, áp lực trong anh càng lớn hơn nữa. Nơi này là lối ra vào dinh thự Vân Phong, có thể coi như là cổng lớn nhà Dương Thanh. Người kia xuất hiện ở đây, hiển nhiên không có ý tốt lành gì. Tôi là Quan Hồng Nghị. Quan Hồng Vĩ là em ruột của tôi. Người đàn ông trung niên mỉm cười nhìn về phía Dương Thanh, tôi tới tìm cậu là để đòi người. Dương Thanh hơi híp mắt, không ngờ đối phương lại là anh ruột của Quan Hồng Vĩ. Hôm qua Quan Hồng Vĩ và chú Đức mới tự sát, hôm nay Quan Hồng Nghị lại đích thân đến đòi người rồi. Quan Hồng Vĩ xếp thứ hai trong mấy đứa con trai của Quan Vương. Quan Hồng Nghị tự xưng là anh trai ruột của Quan Hồng Vĩ, nghĩ cũng biết thân phận của ông ta rồi. Con trai trưởng của Quan Vương, người thừa kế hợp pháp nhất của vương tộc họ Quan. Tìm tôi đòi người. Dương Thanh cười giễu, sợ là ông đến nhầm chỗ rồi. Cậu định tiếp tục giấu giếm sao? Quan Hồng Nghị dường như không bất ngờ với câu trả lời của Dương Thanh, trên mặt vẫn tươi cười rạng rỡ. Nếu tôi đã đến tìm cậu đương nhiên là có đủ bằng chứng chứng minh bọn họ đều đang ở trong tay cậu. Tôi biết cậu Thanh rất lợi hại, dễ dàng đàn áp cả cao thủ vương cảnh sơ kỳ, nhưng như vậy thì sao? Đâu phải tất cả bạn bè của cậu Thanh đều có thể dễ dàng đánh bại cao thủ vương cảnh sơ kỳ như cậu đúng không? Quan Hồng Nghị vừa dứt tiếng, một luồng sát khí bùng nổ từ trên người Dương Thanh. Bụp! Một giây sau, bóng dáng Dương Thanh đã lao tới trước mặt Quan Hồng Nghị, giơ tay tóm cổ đối phương. Lúc này hơi thở trên người Quan Hồng Nghị đột nhiên bộc phát, cũng là hơi thở của cao thủ vương cảnh sơ kỳ, cố gắng chống lại Dương Thanh.
Chỉ là khi ông ta dự định tránh thoát tay của Dương Thanh thì lại khiếp sợ phát hiện sức mạnh của Dương Thanh lại khủng bố như vậy, thậm chí với thực lực vương cảnh sơ kỳ của ông ta cũng không cách nào thoát được. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ giấu giếm việc gì. Bây giờ tôi có thể nói cho ông biết em trai của ông Quan Hồng Vĩ đã chết rồi. Ngoài Quan Hồng Vĩ ra còn có chú nước cao thủ vương cảnh của vương tộc Hị Quan cũng chết rồi. Người sống sót duy nhất chính là Quan Hân nhưng cô ta đã phạm tội chết, tôi không cho phép bất kỳ ai mang cô ta đi. Vẻ mặt Dương Thanh toát ra sát khí, nhìn chằm chằm Quan Hồng Nghị nói. Anh không hề giấu giếm về cái chết của Quan Hồng Vĩ và chú Đức. Với thực lực của vương tộc họ Quan có thể dễ dàng điều tra rõ những việc này. Mặc dù không tìm được bằng chứng nhưng vẫn có thể chắc chắn cái chết của Quan Hồng Vĩ và chú Đức là do Dương Thanh gây ra. Dương Thanh tiện tay ném đi, thân thể của Quan Hồng Nghị bay ra xa mười mấy mét, va mạnh vào một thân cây liễu. Hơi thở vương cảnh sơ kỳ của ông ta trong nháy mắt trở nên ủ rũ. Ông ta giãy giụa bò dậy từ trên mặt đất, lau vết máu nơi khóe miệng, nụ cười trên mặt đã biến mất, khi ngẩng đầu nhìn Dương Thanh trong mắt chỉ còn lại vẻ nghiêm trọng và ngạc nhiên. Rốt cuộc cậu là ai? Quan Hồng Nghị lên tiếng hỏi. Tôi là người mà vương tộc họ Quan không thể đụng vào. Vẻ mặt Dương Thanh ngạo nghễ nhìn Quan Hồng Nghị lạnh lùng nói, tôi có thể giao thi thể Quan Hồng Vĩ và chú Đức cho ông, nhưng còn Quan Hân, cô ta đã sắp xếp người ám sát em gái tôi cho nên cô ta nhất định phải chết. Là cậu đã giết Quan Hồng Vĩ và chú Đức? Quan Hồng Nghị lại hỏi, dường như không hề quan tâm đến sống chết của Quan Hân. Quan Hồng Vĩ là tự sát bằng súng, còn chú Đức là đập đầu tự sát, Quan Hân tạm thời không chết, nhưng cách cái chết cũng không xa. Dương Thanh không hề giấu giếm. Dù là Quan Hồng Vĩ hay chú Đức, vết thương của bọn họ đều rất rõ ràng, với năng lực của vương tộc họ Quan, không khó để tìm ra nguyên nhân cái chết của bọn họ. Quan Hồng Nghị hít sâu một hơi, chết hết rồi sao? Dương Thanh không lên tiếng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Quan Hồng Nghị. Tuy đối phương cũng là người của vương tộc họ Quan, nhưng dù sao cũng không có xung đột trực tiếp với anh, cũng không có thù không đội trời chung gì. Tôi muốn mang thi thể của họ về vương tộc họ Quan, nhưng tôi cũng muốn dẫn cháu gái Quan Hân của tôi về cùng. Quan Hồng Nghị bỗng thốt lên, thái độ cực kỳ hung hăng, dường như không hề sợ Dương Thanh dưới con nóng giận sẽ giết chết ông ta. Dương Thanh híp mắt, ông không hiểu ý tôi sao? Quan Hồng Nghị gật đầu, tôi hiểu rất rõ ý của cậu Thanh, Quan Hân tìm người ám sát em gái của cậu quả thật rất quá đáng nhưng theo tôi biết cô gái kia vẫn chưa chết. Tuy Quan Hân có tội nhưng cũng không đáng tội chết. Em trai tôi chỉ có một đứa con gái này, bây giờ em trai cũng đã chết, mặc kệ thế nào, Quan Hân cũng là cốt nhục duy nhất trên đời này của em tôi nhất định phải bảo vệ con bé. Quan Hồng Nghị gần giọng nói, rốt cuộc làm thế nào cậu mới bỏ qua cho Quan Hân? Cậu cứ ra giá đi. Không hổ là người thừa kế hợp pháp nhất của vương tộc Quan, quả nhiên rất kiêu ngạo. Dương Thanh cười lạnh, nếu ông bảo tôi ra giá, vậy thế này đi, rốt cuộc thế nào ông mới từ bỏ người phụ nữ này này? Ông cứ ra giá đi. Quan Hồng Nghị lập tức cau mày, cậu Thanh, tôi kính trọng cậu là cao thủ vương cảnh trung kỳ mới ôn hòa nhã nhặn thương lượng với cậu. Nếu cậu thật sự ép tôi đến đường cùng thì tôi không ngại làm ra bất cứ việc gì đâu. Cậu là cao thủ vương cảnh trung kỳ, mà vương tộc Quan không chỉ có cao thủ vương cảnh trung kỳ thôi đâu. Sặc mùi uy hiếp. Quan Hồng Nghị tự cho Dương Thanh chỉ là cao thủ vương cảnh trung kỳ, không hề nghĩ tới Dương Thanh còn lợi hại hơn thế nữa. Quan Hồng Vĩ bắn súng tự sát đã đành, nhưng chú Đức tại sao lại tự vẫn theo, ông thật sự không muốn biết sao? Dương Thanh bỗng hỏi, ông không muốn biết trước khi chết, bọn họ đã cầu xin tôi điều gì sao? Quan Hồng Nghị cau mày nhìn thẳng Dương Thanh, bọn họ nói gì? Bọn họ đều mong rằng tôi có thể nể mặt Quan Duyệt mà bỏ qua cho vương tộc họ Quan. Dương Thanh nói. Ha 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 ha. Quan Hồng Nghị hoàn toàn không tin, lập tức cười to, cậu Thanh, cậu đúng là biết nói đùa. Xem ra, ông không hề tin, nếu đã vậy thì tôi cũng không còn gì để nói. Dương Thanh lạnh nhạt nói, nể mặt Quan Duyệt tôi không so đo với ông, bây giờ ông rời đi tôi có thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Tôi muốn dẫn Quan Hân đi. Thái độ của Quan Hồng Nghị vô cùng kiên quyết. Nếu ông vẫn khăng khăng như thế thì tôi cũng không ngại khiến cho dòng dõi nhà họ Quan mất đi một người đâu. Trên mặt Dương Thanh lộ ra sát khí. Tuy Quan Hồng Vĩ tự sát bằng súng nhưng Dương Thanh tin rằng vương tộc họ Quan sẽ đổ hết tội lỗi này lên người anh. Cho nên anh thật sự không ngại khiến cho Quan Hồng Nghị mãi mãi ở lại Yến Đô. Đương nhiên làm vậy sẽ khiến anh gặp thêm một vài rắc rối lớn. Với tình cảnh hiện giờ của anh, còn gì tệ hơn nữa? Hình như cậu đã quên một việc. Quan Hồng Nghị bỗng nói. Ông nói là Quan Duyệt sao?
Dương Thanh đã đoán được ý đồ của đối phương. Quan Hồng Nghị bình tĩnh gật đầu, nói thật với cậu, người dẫn Quan Duyệt đi là do tôi sắp xếp, vì vậy bây giờ Quan Duyệt đang ở trong tay tôi. Cậu nói xem, nếu người của tôi lỡ tay giết chết Quan Duyệt thì liệu cậu có thấy khó chịu vì mình đã liên lụy đến một người vô tội không? Sát khí trong mắt Dương Thanh càng đậm, vậy chẳng phải nếu ông chết ở đây thì sẽ không có ai biết sao? Mà nếu không có ai biết thì chẳng phải tôi sẽ có đủ thời gian để đi cứu Quan Duyệt à? Anh cũng lười nói đạo lý Quan Duyệt là cháu gái của nhà họ Quan với ông ta nữa rồi. Nói những thứ này với loại cầm thú chỉ biết có lợi ích, không hề có tình cảm này sẽ có tác dụng sao? Trong vòng một tiếng, nếu người của tôi không tìm được tôi thì Quan Duyệt sẽ chết rất thê thảm. Quan Hồng Nghị không hề sợ hãi, trái lại trong mắt còn hiện lên vẻ trêu ngươi, nếu cậu Thanh không tin, có thể thử xem. Chỉ là tôi chết cũng chẳng sao, chỉ tiếc cho một cô gái vô tội vì bị cậu liên lụy mà chết theo tôi. Nhưng không sao cả, dù gì hôm qua cũng đã có một cô gái vô tội bị cậu liên lụy suýt chút nữa đã mất mạng, dù còn sống thì sau này cũng chỉ là người thực vật, đúng là đáng thương. Điều quan trọng nhất là nếu người thừa kế vương vị là tôi chết rồi, một khi vương tộc Quan nổi điên lên, e là tất cả người thân của cậu đều sẽ bị liên lụy. Phải thừa nhận Quan Hồng Nghị mạnh hơn Quanh Hồng Vĩ nhiều, dù đối mặt với một cao thủ có thể giết ông ta như giết một con kiến nhưng ông ta vẫn có thể bình tĩnh tự nhiên đối phó. Hai mắt Dương Thanh lóe lên sát khí mãnh liệt. Quan Hồng Nghị này chỉ mới gặp Dương Thanh lần đầu tiên, nhưng ông ta đã không ít lần đe dọa anh và người thân của anh. Cậu Thanh, cậu nên hiểu rõ, những gì tôi nói đều là sự thật. Nếu vậy sao cậu không vui vẻ nhận lấy một khoản bồi thường lớn của vương tộc họ Quan chứ? Quan Hồng Nghị cười ha ha nói, như vậy đi, tôi cho cậu một phút suy nghĩ, một là thả Quan Hân ra, tôi sẽ đưa cậu 10 tỷ. Hay là cậu tự xử lý Quan Hân nhưng chắc chắn kết cục của Quan Duyệt sẽ rất thảm. Tôi nghĩ, cậu là sư phụ của Quan Duyệt, con bé ngu xuẩn này còn đỡ đạn thay cậu, chắc chắn cậu sẽ không trơ mắt ra nhìn con bé chết vì bị cậu liên lụy chứ. Lần này Dương Thanh vẫn không nổi giận, ngược lại khóe miệng anh còn hơi cong lên lộ ra nụ cười mỉa mai, ông thật sự không tin mấy lời trước khi Quan Hồng Vĩ và chú Đức tự sát đã nói sao. Quan Hồng Nghị phì cười, xin lỗi, tôi không thể giả vờ tin tưởng được. Được. Nếu ông muốn Quan Hân thì tôi đưa người cho ông là được. Dương Thanh không nói thêm gì nữa, móc điện thoại ra gọi đi, lập tức dẫn Quan Hân đến đây. Quan Hồng Nghị có thể bỏ mặc sống chết của Quan Hân nhưng Dương Thanh không thể không quan tâm đến an nguy của Quan Duyệt được. Sau khi Dương Thanh cúp điện thoại, Quan Hồng Nghị lấy ra một tấm thẻ, mỉm cười đưa cho Dương Thanh, trong tấm thẻ này có 10 tỷ, xem như lời xin lỗi của tôi với cậu. Chỉ mong cậu Thanh đừng vì việc này mà ảnh hưởng đến quan hệ giữa vương tộc họ Quan và cậu. Dương Thanh cũng không khách sáo, nhận ngay tấm thẻ, vẻ mặt trào phúng nói, tôi cần duy trì quan hệ với vương tộc Quan sao. 10 tỷ đưa tận tay không lấy cũng uổng. Quan Hồng Nghị hơi sững sờ, sau đó vẻ mặt ngập tràn tự tin, cười rạng rỡ, tôi biết, tôi làm vậy đã đắc tội cậu Thanh, nhưng tôi hy vọng cậu Thanh có thể hiểu. Dù sao Quan Hân cũng là máu mủ duy nhất của em trai tôi. Bây giờ em trai tôi đã chết rồi, tôi bắt buộc phải bảo vệ đứa con duy nhất của em tôi. Thật ra, tôi vẫn luôn coi trọng cậu Thanh, với năng lực của cậu Thanh muốn trở thành vương của Yến Đô dễ như trở bàn tay. Chỉ cần cậu Thanh đồng ý, vương tộc họ Quan bằng lòng dốc hết sức giúp đỡ cậu Thanh ngồi lên vị trí vương của Yến Đô. Không có bạn bè vĩnh viễn chỉ có lợi ích mãi mãi. Quan Hồng Nghị diễn đạt hàm ý của câu nói này vô cùng nhuyễn nhuyễn. Vừa rồi còn dùng người thân của Dương Thanh uy hiếp anh, bây giờ lại bày tỏ thái độ muốn nâng đỡ anh lên ngôi. Nếu tôi thật sự muốn trở thành vương của Yến Đô, còn đến lượt vương tộc họ Quan nâng đỡ hay sao? Dương Thanh hờ hững hỏi. Bây giờ nếu muốn hỏi ai là người có tư cách trở thành vương của Yến Đô nhất, thì ngoài Dương Thanh ra sẽ không tìm được người thứ hai. Năm vương tộc lớn ngoài vương tộc họ Mã Dương Thanh chưa tiếp xúc ra, bốn vương tộc lớn khác đều đã tỏ ý muốn hợp tác với anh. Quan Hồng Nghị cười lắc đầu, nếu đã vậy thì tôi không miễn cưỡng cậu nữa. Chỉ là ngày nào đó cậu Thanh thật sự trở thành vương của Yến Đô, lúc muốn tìm vương tộc nào đó hợp tác thì có thể nghĩ tới vương tộc họ Quan của chúng tôi trước không? Ông cứ yên tâm, dù tôi thật sự muốn hợp tác với vương tộc nào đó, chỉ dựa vào hành vi của ông ngày hôm nay tôi tuyệt đối sẽ không hợp tác với vương tộc họ Quan. Dương Thanh không hề khách sáo nói. Khi Quan Hồng Nghị uy hiếp người thân của Dương Thanh thì ông ta đã bị anh liệt vào danh sách đen chết chóc rồi. Dương Thanh sẵn giọng đáp lại nhưng Quan Hồng Nghị cũng không hề tức giận. Chỉ là đầy ẩn ý nói, nếu thật sự có một ngày như vậy, sợ là có một số việc cậu Thanh sẽ không tự mình làm chủ được mà thôi. Đúng lúc này một chiếc Audi A8 màu đen chạy đến, đậu vững vàng bên cạnh Dương Thanh. Cậu Thanh,
Tiền Bưu đi từ bên trong xe ra. Dương Thanh gật đầu, thả người phụ nữ kia ra. Lúc nãy khi Dương Thanh gọi điện thoại, anh cũng không nói cho Tiền Bưu biết muốn dẫn Quan Hân đến làm gì. Lúc này vừa nghe Dương Thanh nói muốn thả Quan Hân ra, nhất thời ông ta cuống lên, cậu Thanh, con ả này tìm người ám sát em gái ruột của Mã Siêu, sao cậu có thể bỏ qua cho cô ta chứ? Thả người. Dương Thanh cau mày quát lớn. Tiền Bưu lấy lại tinh thần, trong lòng ngập tràn không cam lòng. Ông ta nhìn Quan Hồng Nghị thật kỹ, hình như nhận ra điều gì đó. Lúc này ông ta mới hậm hực kéo cửa xe lôi Quan Hân từ trong xe ra. Ông ta làm rất mạnh, sau khi Quan Hân bị lôi ra ngoài ngã rầm trên mặt đất. Bác cả. Quan Hân bị đau, nhưng khi cô ta nhìn thấy Quan Hồng Nghị, sắc mặt lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên, vui mừng. Quan Hồng Nghị không để ý đến cô ta, chỉ cười nói với Dương Thanh, vậy thì cảm ơn cậu Thanh. Tôi sẽ dẫn người đi. Cậu cứ yên tâm về Quan Duyệt. Chỉ cần tôi có thể dẫn Quan Hân trở về Vương Thành Quan an toàn, tôi bảo đảm sẽ không làm tổn thương đến Quan Duyệt dù chỉ là một sợi tóc. Dương Thanh hừ lạnh, không nói gì chỉ trơ mắt nhìn Quan Hồng Nghị dẫn Quan Hân đi. Cậu Thanh, đến bây giờ Mễ Tuyết vẫn chưa tỉnh lại vì bị thương nặng ở đầu nhưng cậu lại thả cô ta đi. Tiền Bưu cắn răng nói, cậu làm như vậy, chắc chắn Mã Siêu sẽ không chấp nhận. Nếu tôi đã hứa để người phụ nữ kia cho cậu ấy thì nhất định sẽ không nuốt lời. Dương Thanh vô cảm nói. Nếu không phải lo lắng cho sự an nguy của Quan Duyệt, anh tuyệt đối sẽ không để Quan Hân rời đi. Tiền Bưu nghe vậy nhất thời cả kinh, cậu Thanh, chắc không phải cậu định một mình đi đến vương tộc họ Quan đấy chứ. Dương Thanh thản nhiên gật đầu, Quan Duyệt là đệ tử của tôi, còn đỡ đạn thay tôi, bây giờ cô ấy lại bị ép nhốt ở Vương Thành Quan chờ gả đi, sao tôi có thể bỏ mặc cô ấy cho được. Còn Quan Hân kia nhất định phải chết. Trong mắt Dương Thanh tràn đầy kiên định, lạnh lùng nói. Ngay cả Tiền Bưu cũng cảm thấy một luồng sát khí dữ dội khiến ông ta không khỏi run rẩy. Cậu Thanh, nếu muốn đi vương tộc họ Quan thì cho tôi đi với. Tiền Bưu lên tiếng nói. Mễ Tuyết là do Dương Thanh sắp xếp Tiền Bưu đi tìm về, cho nên ông ta hiểu rất rõ mọi việc của Mễ Tuyết. Mễ Tuyết lại là em gái của Mã Siêu, cho nên ông ta cũng xem Mễ Tuyết như con cháu của mình. Ánh mắt của Dương Thanh dần trở nên sâu xa, một mình tôi đi vương tộc họ Quan là được rồi. Dù sao vương tộc họ Quan cũng là một trong năm vương tộc lớn ở Chiêu Châu, trong gia tộc có rất nhiều cao thủ hàng đầu, với thực lực của Tiền Bưu nếu có đi cùng cũng chỉ có thể làm bia đỡ đạn. Cũng chỉ có Dương Thanh đi đến đó mới thích hợp nhất. Cùng lúc đó, bên trong chiếc xe thương mại Mercedes-Benz màu đen. Bố cháu đúng là tự sát bằng súng sao? Vẻ mặt Quan Hồng Nghị nghiêm nghị hỏi. Quan Hân nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng đều là bị Dương Thanh ép buộc. Ngay cả ông Đức cũng bị Dương Thanh ép buộc bất đắc dĩ mới tự đánh vào đầu tự vẫn. Trước khi bọn họ tự sát có nói gì không? Quan Hồng Nghị đột nhiên hỏi. Dương Thanh đã nói đáp án cho ông ta biết nhưng ông ta không thèm tin. Sát khí trong mắt Quan Hân càng lúc càng đậm, trong đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy ý hận. Trước khi chết bọn họ chỉ nói cùng một câu, đó là dù bọn họ có chết thì vương tộc họ Quan cũng sẽ báo thù rửa hận cho bọn họ. Quan Hân cắn răng, căm tức nói. Cô ta không nói sự thật, lúc này, ý định giết Dương Thanh của cô ta đã lên đến mức điên cuồng. Bây giờ cô ta chỉ muốn Dương Thanh chết, nhưng chỉ dựa vào sức mạnh của cô ta là không thể nào làm được. Cho nên chỉ đành mượn tay vương tộc họ Quan giết chết Dương Thanh. Bọn họ nói như vậy thật sao? Quan Hồng Nghị cau mày, hỏi lại ẩn nữa. Nét mặt Quan Hồng Nghị vô cùng nghiêm nghị, ánh mắt cũng rất sắc bén, nếu cháu dám lừa bác, cháu biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào rồi đấy. Quan Hân chưa đáp, Quan Hồng Nghị đã nhắc nhở. Bác không tin cháu à? Quan Hân hỏi ngược lại với vẻ thất vọng, bố cháu đã bị Dương Thanh ép chết ngay trước mặt cháu, nếu ông ấy không chết, người chết đã là cháu rồi. Bố cháu đã bị tên khốn đó hại chết rồi, cháu có lý do gì để lừa bác chứ? Những lời cháu nói đều là sự thật, trước khi bố cháu tự sát, câu cuối cùng của ông ấy chính là, vương tộc họ Quan sẽ trả món nợ máu này cho tôi. Quan Hân nghiến răng nghiến lợi. Mong muốn giết Dương Thanh đã lên đến đỉnh điểm. Bác, hay bác thấy tên đó có tiềm lực nên không định báo thù cho bố cháu nữa à? Quan Hân nhìn thẳng vào Quan Hồng Nghị. Quan Hồng Nghị nhíu mày, cháu đang chất vấn bác à? Hay cháu định dạy bác cách làm việc thế? Thấy Quan Hồng Nghị tức giận, Quan Hãn giật bắn mình, vội lắc đầu, bác đừng hiểu lầm, sao cháu dám chất vấn bác hay dạy bác phải làm thế nào chứ? Chẳng qua bố cháu đã bị Dương Thanh ép chết ngay trước mặt cháu. Cháu đang nóng lòng muốn báo thù nên mới vậy, cháu xin lỗi bác. Lúc này Quan Hồng Nghị mới nói, cháu cứ yên tâm,
nhị vương tử của nhà họ Quan chúng ta không thể chết một cách uất ức như thế, chắc chắn Dương Thanh sẽ phải trả giá đắt. Cảm ơn bác ạ. Quan Hân vội nói, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý vì đã thực hiện được âm mưu. Phía bên kia, sau khi thả Quan Hân đi, Dương Thanh đến bệnh viện. Dương Thanh, cậu mau khuyên Mã Siêu đi. Dương Thanh vừa đến cửa phòng bệnh, Ngải Lâm cũng đi ra, nói với đôi mắt đỏ hoe, từ khi Tuyết gặp chuyện, anh ấy cứ ngồi lì cạnh giường em ấy, không chịu đi đâu, đã thức trắng cả đêm qua rồi. Mắt Ngải Lâm cũng đỏ hoe, trong mắt đầy tia máu, rõ ràng cũng đã thức trắng đêm. Chị Lâm cứ yên tâm, em sẽ cố gắng thuyết phục cậu ấy, giờ chị đi nghỉ ngơi một lát đi. Dương Thanh nói với vẻ tự trách. Ừ, cảm ơn cậu. Ngải Lâm nói rồi quay người rời đi. Nhưng cô ấy vừa đi được mấy bước, một giọng nói đã vang lên. Giáo sư Lâm, 9 giờ sáng nay viện trưởng sẽ tổ chức một cuộc họp quan trọng đấy ạ, chị nhớ tham dự đúng giờ nhé. Ngải Lâm nói với vẻ mệt mỏi. Dương Thanh nhìn bóng lưng Ngải Lâm, càng thêm áy náy. Nếu không bị anh liên lụy, chắc chắn đám cưới giữa Ngải Lâm và Mã Siêu sẽ rất thuận lợi, không chừng bây giờ họ đang hưởng tuần trăng mật ở nước ngoài rồi. Bây giờ Tuyết bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh, Mã Siêu suy sụp, Ngải Lâm vừa phải đi làm, vừa phải chăm sóc Mã Siêu. Cả gia đình họ đã bị anh liên lụy. Két! Dương Thanh đẩy cửa bước vào phòng bệnh. Mễ Tuyết đã được chuyển đến phòng VIP, lúc này cô ta đang nằm trên giường bệnh với nét mặt thản nhiên, như thể đã ngủ thiếp đi. Mã Siêu không phát hiện Dương Thanh vừa bước vào, vẫn ngồi cạnh giường bệnh, nhìn chằm chằm vào mặt Mễ Tuyết, nắm chặt lấy tay cô ta. Sắc mặt Mã Siêu rất khó coi, trong mắt đầy tia máu, trông rất đáng sợ. Cậu nghỉ ngơi một lát đi, để tôi trồng tuyết cho. Dương Thanh không nhịn được mà nói. Lúc này Mã Siêu mới ngẩng đầu nhìn về phía Dương Thanh, lắc đầu, anh Thanh, em vẫn ổn, anh cứ yên tâm. Dương Thanh nhíu mày, nếu cậu bị ốm thì ai chăm sóc tuyết chứ? Mã Siêu nói với đôi mắt đỏ hoe, anh Thanh, bây giờ em chỉ muốn nhìn thấy tuyết, em sợ nếu em ngủ mất, nhớ con bé tỉnh lại rồi lỡ mất cơ hội cứu chữa tốt nhất thì phải làm sao bây giờ? Nếu cậu ngã xuống, ai sẽ báo thù cho tuyết? Nếu cậu ngã xuống, tuyết sẽ vui khi tỉnh lại ư? Nếu cậu ngã xuống, ai sẽ thay cậu bù đắp nỗi áy náy với tuyết suốt 12 năm qua chứ? Dương Thanh lạnh lùng chất vấn, từng câu hỏi của anh khiến sắc mặt Mã Siêu tái dần. Nhưng, Mã Siêu đang định nói gì đó thì bị Dương Thanh ngắt lời, tôi ra lệnh cho cậu, lên giường ngủ ngay. Đây là mệnh lệnh, không được phản kháng. Nghe thấy đây là mệnh lệnh, Mã Siêu bỗng đứng phắt dậy theo phản xạ có điều kiện, cắn răng, vâng. Trong phòng có một chiếc giường trống, Mã Siêu bước đến nằm lên đó. Tiếng ngáy khe khẽ nhanh chóng vang lên. Dương Thanh bước đến, đắp áo khoác của mình cho Mã Siêu, có vẻ đau lòng. Anh coi Mã Siêu như em trai ruột. Anh ta đã áy náy suốt 12 năm, khó khăn lắm mới tìm thấy em gái, nhưng mới gặp mặt một lần, Mễ Tuyết đã ngã xuống trong vũng máu, thậm chí có lẽ cả đời này cũng không thể tỉnh lại. Đối với anh ta, chuyện này đúng là một cú sốc khổng tuyết hà, em phải tỉnh lại nhé. Anh trai em đã buồn lắm rồi, nếu em cứ hôn mê mãi, chắc cậu ấy sẽ day dứt cả đời mất thôi. Lồ! Thế nên anh xin em nhất định phải tỉnh lại. Dương Thanh ngồi cạnh giường Mễ Tuyết, dịu dàng nói. Mã Siêu ngủ 3 tiếng mới dậy. Sau khi tỉnh lại, Mã Siêu nhìn Dương Thanh. Anh Thanh, em ngủ bao lâu rồi thế? Rõ ràng anh ta đã tỉnh táo hơn nhiều, ít nhất trong mắt cũng không còn tia máu nữa. Dương Thanh nói, 3 tiếng rồi. Chị Lâm vừa tới, chị ấy bảo lát nữa sẽ mang cơm đến đây. Trong lúc anh nói, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Ngải Lâm bước vào. Anh dậy rồi à? Thấy Mã Siêu đã tỉnh táo hơn, rốt cuộc Ngải Lâm cũng bớt lo. Nhìn thấy nét mặt mệt mỏi của Ngải Lâm, Mã Siêu rất đau lòng, bước đến nắm lấy tay cô ấy, xin lỗi em, anh khiến em chịu khổ rồi. Mắt Ngải Lâm lập tức đỏ hoe, cô ấy lắc đầu, em chỉ mong anh mau chóng nghĩ thông, cô bé tốt như Tuyết lại phải chịu đau đớn đến thế, anh phải đích thân báo thù rửa hận cho em ấy mới được. Em cứ yên tâm. Chắc chắn anh sẽ không tha cho người phụ nữ kia. Mã Siêu nói với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Dương Thanh hơi lo lắng, sáng nay anh vừa thả Quan Hân. Giờ Mã Siêu đã bình tĩnh lại, chắc chắn việc đầu tiên mà anh ta phải làm là báo thù. Nếu anh ta tìm anh để đòi người, anh phải giải thích thế nào đây? Họ ăn trưa trong phòng bệnh, sau khi ăn xong, Mã Siêu nhìn Dương Thanh, anh dẫn em đi gặp người phụ nữ kia đi. Dương Thanh lập tức im lặng. Một lúc lâu sau mới nói, sáng nay, con trưởng của Quan Vương Quan Hồng Nghị đã đến, bây giờ Quan Duyệt đang nằm trong tay ông ta, tôi cũng hết cách, chỉ có thể dùng Quan Hân để tráo đổi. Nghe thấy thế,
Mã Siêu cũng không tức giận, anh ta cắn răng, nếu vậy thì Quan Hồng Nghị cũng phải chết. Bây giờ Mã Siêu chỉ muốn giết Quan Hân, những người ngăn cản anh ta làm điều đó đều bị anh ta coi là kẻ thù một mất một còn. Anh Thanh, em định đến Vương Thành Quan một chuyến. Mã Siêu chợt nói. Dương Thanh nhíu mày, anh vốn định đến Vương Thành Quan một mình để cứu Quan Duyệt, nhân tiện đưa Quan Hân về Yến Độ. Không ngờ Mã Siêu lại vội vàng muốn đến Vương Thành Quan để báo thù. Có lẽ cao thủ đỉnh cao ở Vương Thành Quan đã đạt đến vương cảnh đỉnh phong, với thực lực của cậu bây giờ, nếu đi báo thù thì có lẽ chỉ còn con đường chết. Dương Thanh nghiêm nghị nói, cậu đừng nôn nóng, sau khi tôi chuẩn bị xong, tôi sẽ đích thân đến vương tộc họ Quan, tôi cam đoan sẽ bắt người phụ nữ kia về đây để cậu tự tay xử lý. Mã Siêu im lặng một lúc lâu, bỗng ngẩng đầu nhìn về phía Dương Thanh, anh Thanh, khi đó cho em đi với anh nhé. Được. Dương Thanh đồng ý. Trạng thái tinh thần của Mã Siêu đã tốt hơn, Dương Thanh cũng yên tâm hẳn, ăn trưa xong thì rời khỏi bệnh viện. Cho đến 11 giờ đêm, tiếng chuông điện thoại dồn dập bỗng vang lên. Dương Thanh, Mã Siêu đến Vương Thành Quan rồi. Sau khi nối máy, giọng nói hốt hoảng của Ngải Lâm vang lên, anh ấy còn để lại di thư cho chị, anh ấy vốn không nghĩ mình sẽ sống sót quay về. Khi biết tin Mã Siêu đã đến Vương Thành Quan, Dương Thanh đã nằm trên giường, đang chuẩn bị đi ngủ lập tức bật dậy. Cậu ấy đến Vương Thành Quan rồi à? Dương Thanh kinh ngạc hỏi. Sáng nay, anh vừa cam đoan với Mã Siêu rằng một thời gian ngắn nữa, anh sẽ đích thân đến Vương Thành Quan một chuyến. Không ngờ chưa được một ngày, Mã Siêu đã đến Vương Thành Quan rồi. Trong thư, anh ấy còn nhờ chị chuyển lời cho cậu, trước kia anh ấy luôn nghe lời cậu, nhưng lần này anh ấy không làm được nữa. Anh ấy biết rõ sự nguy hiểm khi đến Vương Thành Quan, nên không muốn liên lụy tới cậu. Quan trọng nhất là, Mễ Tuyết là em gái anh ấy phải tự trả mối thù này. Giọng Ngải Lâm nghe rất lo lắng, Dương Thanh, rốt cuộc bây giờ nên làm gì đây? Chị đừng sốt ruột, bây giờ em sẽ đi tìm cậu ấy. Dương Thanh vừa nói vừa mặc quần áo. Chưa bàn đến việc Mã Siêu là anh em tốt nhất của anh, chỉ riêng chuyện anh đã làm liên lụy tới Mễ Tuyết, kiểu gì anh cũng phải đòi lại công bằng cho cô ta rồi. Chồng ơi, có chuyện gì à? Tần Thanh Tầm nhìn Dương Thanh đang chuẩn bị rời đi, lo lắng hỏi. Mã Siêu gặp phiền phức, anh phải đi giúp cậu ấy. Dương Thanh nhìn vợ với vẻ áy náy, hôn khẽ lên trán cô, chắc anh phải đi một thời gian, em nhớ chăm sóc mình và con gái thật tốt nhé. Dương Thanh cũng không nhiều lời, chỉ bảo mình phải đi giúp Mã Siêu. Tần Thanh Tâm là một cô gái bình thường, Dương Thanh không muốn kéo cô vào một số chuyện. Anh nhớ cẩn thận nhé. Tần Thanh Tâm chỉ dặn dò một câu. Để Dương Thanh không lo lắng, cô tỏ vẻ thoải mái, em sẽ chăm sóc mình và con gái thật tốt, anh cứ yên tâm. Được, vậy anh đi đây, khi nào xong chuyện anh sẽ về. Dương Thanh nói rồi quay người rời đi. Tần Thanh Tâm nhìn cửa phòng đã đóng với vẻ lo lắng và mất mát. Tuy cô không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ dáng vẻ hơi bối rối của Dương Thanh thì có thể biết, lần này anh gặp phải phiền phức khá lớn. Chồng ơi, anh nhất định phải an toàn trở về nhé. Tần Thanh Tâm đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn Dương Thanh lái xe rời đi. Sau khi rời khỏi dinh thự Vân Phong, Dương Thanh gọi điện cho Ngải Lâm trước, em đang trên đường rồi, chị cứ yên tâm, em cam đoan sẽ đưa Mã Siêu an toàn quay về. Dương Thanh, cảm ơn cậu nhé. Ngải Lâm nói bằng giọng cảm kích. Bây giờ gặp phải tình huống này, Ngải Lâm chỉ còn biết nhờ Dương Thanh giúp đỡ mà thôi. Mã Siêu rời khỏi Yến Đô từ khi nào thế? Dương Thanh không có nhiều thời gian để khách sáo với Ngải Lâm, anh hỏi luôn. Chị cũng không biết, chị vừa thực hiện một ca phẫu thuật ở bệnh viện, đến khi về nhà thì đã không thấy Mã Siêu đâu nữa rồi, chỉ còn một bức thư anh ấy viết cho chị mà thôi. Ngải Lâm vội đáp. Vậy em cúp máy đã nhé, em phải tìm hiểu xem Mã Siêu rời khỏi Yến Đô lúc nào. Dương Thanh nói rồi cúp máy, sau đó gọi một cuộc điện thoại khác, tìm cho tôi, Mã Siêu rời khỏi Yến Đô, đến Vương Thành Quan vào lúc nào thế. Cậu Thanh, chỉ có một chuyến bay từ Yến Đô đến Vương Thành Quan vào 9 giờ tối nay thôi ạ. Tiền Bưu nói rồi hỏi ngay, Mã Siêu đến Vương Thành. Quan rồi à? Dương Thanh nghiêm nghị nói, cậu ấy để lại một bức thư rồi đến Vương Thành Quan luôn, bây giờ tôi phải tới đó ngay, trong khoảng thời gian này, nhờ ông bảo vệ người nhà của tôi nhé. Cậu Thanh cứ yên tâm, dù có chết, tôi cũng không để người nhà của cậu chịu bất cứ tổn thương nào. Tiền Bưu nghe thấy thế, lập tức cam đoan. Tuy bây giờ ảnh vệ vẫn chưa sánh bằng các cao thủ đỉnh cao của hoàng tộc và vương tộc, nhưng ít ra cũng được coi là thế lực mạnh mẽ bậc nhất ở Yến Đô rồi. Có Tiền Bưu ở đó, trừ khi cao thủ đỉnh cao của vương tộc đích thân ra tay,
bằng không, không ai có thể làm hại người thân của Dương Thanh được. Bây giờ Dương Thanh lại nhờ ông ta, chuyện này càng khiến Tiền Bưu rung động sâu sắc. Cảm ơn ông. Dương Thanh nói một cách chân thành. Bây giờ, Mã Siêu đang đến Vương Thành Quan, thề chết báo thù cho em gái, xung quanh anh có rất ít người có thể sử dụng. Tiền Bưu là cao thủ đến từ biên giới phía Bắc, đã theo Dương Thanh lâu như thế, chắc chắn sẽ đáng tin. Nhưng điều đó cũng chỉ giới hạn trong phạm vi Yến Đô mà thôi, bây giờ dòng chính của năm vương tộc lớn đang liên tục xuất hiện, có lẽ sau này sẽ có cả những cao thủ mạnh hơn nữa. Nếu lại xảy ra chuyện thế này, chỉ với mấy người Dương Thanh, đúng là không thể bảo vệ những người xung quanh anh. Chiếc xe phóng như bay đến sân bay quốc tế ở Yến Đô. Tướng quân. Dương Thanh vừa tới sân bay, một người đàn ông trung niên mặc đồ quân đội đã bước đến. Tối nay sân bay quốc tế ở Yến Đô đã bị phong tỏa, cả sân bay chỉ phục vụ một người, đó là Dương Thanh. Người đàn ông trung niên tên Đồng Chiêm Cương, ở cầu vai có một ngôi sao vàng, là vị tướng thống lĩnh khu vực. Lúc này ông ta đang nhìn Dương Thanh bằng ánh mắt cung kính. Dương Thanh gật nhẹ đầu, cảm ơn ông. Dương Thanh rất ghét dùng đến quan hệ để làm việc, nhưng mỗi ngày chỉ có một chuyến bay từ Yến Đô đến Vương Thành Quan, bây giờ máy bay đã cất cánh. Anh không còn cách nào khác nên mới tìm người liên lạc với Đồng Chiêm Cương. Tướng quân quá lời rồi. Đồng Chiêm Cương vội đáp. Ông ta biết rõ, cách đây không lâu, người thanh niên mới 27 tuổi này vẫn là tướng quân thống lĩnh biên giới phía Bắc. Trong mắt Đồng Chiêm Cương, Dương Thanh chính là nhân vật lớn trong truyền thuyết. Hôm nay ông ta lại nhận được mệnh lệnh bảo ông ta phong tỏa sân bay ở Yến Đô, chỉ phục vụ tướng quân của biên giới phía Bắc, ông ta sắp kích động phát điên rồi. Ông Phùng nói kể từ giờ phút này, tôi chỉ nghe theo lệnh tướng quân. Đồng Chiêm Cương đứng nghiêm, nghiêm túc nói, chuyên cơ từ Yến Đô đến Vương Thành Quan đã sẵn sàng, mời tướng quân lên máy bay A. Đồng Chiêm Cương đích thân dẫn đường, đưa Dương Thanh đến chỗ một chiếc máy bay tư nhân. Khi Dương Thanh lên máy bay, Đồng Chiêm Cương cũng đi theo anh. Ông đi theo tôi làm gì thế? Dương Thanh nhíu mày. Đồng Chiêm Cương run rẩy, lau mồ hôi lạnh trên trán, vội nói, ông Phùng có lệnh, tôi phải theo sát tướng quân, với những chuyện mà tướng quân không tiện ra mặt thì cứ để tôi làm. Nghe thấy Đồng Chiêm Cương nói thế, Dương Thanh mới thu bớt khí thế của mình, cất cánh đi. Đồng Chiêm Cương thầm thở phào nhẹ nhõm, vội bảo máy bay cất cánh. Tướng quân. Đồng Chiêm Cương vừa mở miệng thì đã bị Dương Thanh ngắt lời, tôi đã rời khỏi biên giới phía Bắc rồi, gọi tôi là tướng quân không thích hợp đâu. Tuy Dương Thanh là thần thoại của biên giới phía Bắc nhưng đã từ chức, bây giờ biên giới phía Bắc đã có tướng quân mới, nếu vẫn gọi anh là tướng quân thì đúng là không hợp lý thật. Cậu Thanh. Đồng Chiêm Cương gọi thử, thấy Dương Thanh không phản đối thì mới thận trọng nói, ông Phùng bảo tôi chuyển lời cho cậu, ông ấy nói những năm gần đây, vương tộc ngày càng hống hách, chắc chắn phải dội cho họ một gáo nước lạnh. Nhưng cậu Thanh vẫn cần có chừng mực. Mặt khác, trong khoảng thời gian cậu rời khỏi Yến Độ, sẽ có người bảo vệ những người bên cạnh cậu, trừ khi chủ của vương tộc đích thân tới đây, bằng không, không ai làm hại được người nhà của cậu hết. Dương Thanh hơi híp mắt, chắc ông Phùng không chỉ nói thế đâu nhỉ. Đồng Chiêm Cương hơi kinh ngạc, gật đầu, ông Phùng hy vọng cậu sẽ quay về, thống lĩnh bốn biên giới, viết tiếp thần thoại bất bại của cậu. Khi nhắc đến việc ông Phùng muốn mời Dương Thanh về thống lĩnh bốn biên giới, vẻ cung kính trong mắt Đồng Chiêm Cương càng rõ rệt hơn. Tướng quân trấn giữ bốn biên giới Đông, Tây, Nam, Bắc của Chiêu Châu đều có quyền cao chức trọng. Bây giờ, ông Phùng lại muốn mời Dương Thanh thống lĩnh cả bốn biên giới, đây là vinh hạnh lớn tới ức nào chứ? Khắp cả Chiêu Châu, có lẽ chỉ mình Dương Thanh được ưu ái thế thôi nhỉ? Dương Thanh cũng hơi ngạc nhiên, hồi trước khi thống lĩnh biên giới phía Bắc, anh đã đứng ở đỉnh cao quyền lực rồi, không ngờ bây giờ anh lại có tư cách thống lĩnh cả bốn biên giới. Cậu Thanh, ông Phùng nói, chỉ cần cậu đồng ý thống lĩnh bốn biên giới, sau này vợ con cậu sẽ được cao thủ vương cảnh đỉnh phong âm thầm bảo vệ. Đồng Chiêm Cương thận trọng nói tiếp. Ông ta cứ nghĩ mình sắp được chứng kiến sự xuất hiện của vị tướng quân duy nhất thống lĩnh cả bốn biên giới Chiêu Châu từ xưa đến nay. Không ngờ Dương Thanh lại dứt khoát từ chối, từ giây phút rời khỏi biên giới phía Bắc, tôi chỉ muốn làm một người chồng, người cha bình thường. Nhưng nếu có ngày chiến tranh nổ ra, tổ quốc kêu gọi, chắc chắn tôi sẽ về và chiến thắng. Dương Thanh nói bằng giọng kiên định. Vào giờ phút này, Đồng Chiêm Cương không khỏi kính trọng anh, máu trong người cũng sôi trào. Ông ta bằng hơi mong chờ đến ngày, ở Chiêu Châu sẽ xuất hiện một nhân vật trong truyền thuyết. Khắp Chiêu Châu, có lẽ chỉ mình Dương Thanh đạt đến cấp bậc này thôi. Còn bây giờ, ông ta đang được theo sát Dương Thanh, đó là vinh hạnh của ông ta. Dương Thanh cũng hơi lo lắng, nhưng sau khi biết ý của ông Phùng,
sự lo âu trong lòng anh đã biến mất tăm. Ông Phùng bảo Đổng Chiêm Cương chuyển lời tức là muốn nói với Dương Thanh, anh cứ yên tâm làm việc, nếu có vấn đề thì ông Phùng sẽ giải quyết. Nhưng anh phải tuân theo một số giới hạn. Bốn hoàng tộc và năm vương tộc lớn đều rất quan trọng với Chiêu Châu. Bốn biên giới sẽ bảo vệ Chiêu Châu, nhưng hoàng tộc và vương tộc lại nắm giữ kinh tế của đất nước này. Cho dù nhà nào biến mất thì cũng sẽ mang lại cho Chiêu Châu phiền phức rất lớn. Trong lúc Dương Thanh đang ngồi chuyên cơ đến Vương Thành Quan, một chiếc Boeing 747 đã đáp xuống sân bay ở Vương Thành Quan. Vương Thành Quan là vương thành của một trong 9 châu vực lớn, cả kinh tế lẫn quân sự đều rất phát triển. Tuy lúc này đã hơn 11 giờ đêm, nhưng đèn đóm ở Vương Thành Quan vẫn sáng trưng, xe cộ qua lại tấp nập. Mã Siêu đi ra khỏi sân bay, trong mắt lóe lên ánh sáng sắc bén. Vương tộc họ Quan, tôi tới rồi đây. Mã Siêu nhìn về một hướng, lạnh lùng nói. Ở hướng đó chính là vương phủ họ Quan mà anh ta định xông vào đêm nay. Đến giờ Mễ Tuyết vẫn chưa tỉnh lại. Tuy Ngải Lâm nói Mễ Tuyết vẫn có hy vọng tỉnh lại, nhưng anh ta biết rõ hy vọng đó vô cùng xa vời. Đối với anh ta, chuyện này đúng là cú sốc lớn. Khi đưa Mễ Tuyết ra khỏi khách sạn vào hôm đó, anh ta đã trơ mắt nhìn Mễ Tuyết đang ngồi trong xe con bị một chiếc xe tải hạng nặng tông trúng. Chính anh ta đã bế Mễ Tuyết với cơ thể đầy máu ra ngoài. Mỗi khi nhớ tới cảnh tượng này, anh ta lại thấy lòng đau như cắt, chỉ muốn nằm trên giường bệnh thay cho Mễ Tuyết thôi. Anh ta là anh trai mà lại để lạc em gái 12 năm, anh ta đã không làm tròn bổn phận. Anh ta là chồng, nhưng vừa cưới xong đã bỏ rơi vợ để đến đây báo thù rửa hận cho em gái, anh ta cũng không làm tròn trách nhiệm của người chồng nốt. Anh ta đã lựa chọn lặng lẽ rời đi chứ không nghe lời Dương Thanh, anh ta cũng không xứng đáng với anh em. Tuy anh ta biết Dương Thanh sẽ báo thù cho em gái giúp anh ta, nhưng anh ta thực sự không chờ nổi nữa, chỉ muốn đích thân giết chết kẻ thù. Lâm, anh Thanh, xin lỗi. Mã Siêu khẽ nói rồi vẫy một chiếc taxi lại. Chào anh, cho hỏi anh định đi đâu thế? Tài xế hỏi. Vương phủ họ Quan. Mã Siêu lạnh nhạt nói. Nghe thấy thế, tài xế cười, đêm hôm khuya khoắt, anh đến vương phủ họ Quan làm gì thế? Giết người. Mã Siêu lạnh lùng nói. Tài xế hơi sừng sốt rồi phá lên cười, người anh em hài hước thật, đến vương phủ họ Quan để giết người ư. Tôi thà tin anh chính là người của vương phủ họ Quan hơn đấy. Mã Siêu không quan tâm đến tài xế nữa, nhắm nghiền mét. Thấy Mã Siêu im lặng, tài xế cũng không tự chuốc nhục vào thân, ngậm miệng rồi tập trung lái xe. 20 phút sau, chiếc xe chậm rãi dừng lại ở cửa đông của vương phủ họ Quan, tài xế cười ha hả, chỗ mà anh muốn đến để giết người đây, tới rồi đấy. Giọng anh ta có vẻ mỉa mai. Lúc này Mã Siêu mới chậm rãi mở mắt ra, trong mắt có sát khí vô cùng lạnh lẽo. Không cần thối lại. Anh ta tiện tay đưa mấy tờ 100 tệ cho tài xế rồi xuống xe. Thấy Mã Siêu để lại mấy trăm tệ, tài xế lập tức sáng mắt lên, nhìn theo bóng lưng Mã Siêu với vẻ kinh ngạc, xem ra anh ta đúng là người của vương phủ họ Quan rồi. Chỉ người của vương phủ họ Quan mới hào phóng đến thế. Tài xế đang định rời đi, chợt nhớ ra Mã Siêu đã nói mình tới đây để giết người, thấy hơi tò mò, bèn nán lại. Đây là khu vực quan trọng của vương phủ, người ngoài không được bước vào, hãy rời đi ngay. Mã Siêu vừa đến cửa đông của vương phủ thì đã bị hai vệ sĩ canh giữ ở đó chặn đường. Cút! Mã Siêu tức giận quát, bỗng bước lên phía trước, vung tay lên. Rầm! Anh ta đấm trúng ngực một tên vệ sĩ, hắn lập tức bay ra xa mấy mét như diều đứt dây, nặng nề đập vào tường, hộc máu mồm rồi ngất xỉu. Dám xông vào vương phủ, đáng chết! Tên vệ sĩ còn lại sững sờ rồi chỉ vào mặt Mã Siêu, tức giận quát lớn. Rầm! Nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Mã Siêu đấm vào mặt, lập tức hôn mê. Thông thường, ở cửa vương phủ chỉ có hai vệ sĩ. Dù sao nơi này cũng là vương phủ, hơn nữa còn nằm trong vương thành quan, với thực lực của vương tộc họ Quan, không ai dám xông vào đây hết. Thế nên vệ sĩ chỉ là cao thủ bình thường, không hề có sức chiến đấu trước mặt Mã Siêu. Không còn vệ sĩ nữa, Mã Siêu rảo bước tiến vào vương phủ họ Quan. Rốt cuộc mình đã đưa ai đến vương tộc họ Quan đờ? Tài xế xe taxi sợ hết hồn, nói với vẻ đờ đẫn, chẳng lẽ anh ta tới vương phủ họ Quan để giết người thật ư? Nghĩ đến đây, tài xế không dám nán lại nữa, lập tức nhấn ga, xe taxi rời khỏi trốn thị phi này nhanh như tên ban. Anh là ai mà dám xông vào vương phủ? Mã Siêu vừa bước vào vương phủ họ Quan thì đã gặp phải một tiểu đội tuần tra có 5 người, 5 khẩu súng tự động lập tức chĩa vào đầu anh ta. Như thể chỉ cần anh ta nhúc nhích, vệ sĩ đi tuần tra sẽ bắn vỡ đầu anh ta vậy.
Mã Siêu cũng không ngờ mình lại xui xẻo đến thế, vừa tiến vào vương phủ đã gặp phải tiểu đội tuần tra. Nhưng thế đã sao chứ? Năm người này vẫn chưa làm gì được anh ta cả. Suốt! Trước sự kinh hãi của năm vệ sĩ, Mã Siêu bỗng di chuyển với tốc độ nhanh như chớp. Anh dám à? Vệ sĩ dẫn đầu sợ hết hồn, tức giận quát rồi vội vàng bóp cò súng. Bùm! Tiếng súng vang lên. Nhưng Mã Siêu đã sớm biến mất rồi, anh ta xuất hiện trước mặt vệ sĩ dẫn đầu rồi đấm vào mặt hắn, dầm. Mặt vệ sĩ cầm đầu lập tức đầm đìa máu me, mũi lõm hẳn vào, ngất xỉu ngay tắp lự. Bốn vệ sĩ khác vừa hoàn hồn, đang định nổ súng thì Mã Siêu lại di chuyển tiếp. Ở khoảng cách gần như thế, súng tự động không có chút tác dụng nào, còn khiến vệ sĩ vướng víu thêm. Họ chưa kịp đổi hướng chĩa súng thì Mã Siêu đã duỗi tay ra, nắm lấy bảng súng rồi. Dầm. Một tiếng động lớn vang lên, hai khẩu súng đập vào nhau, lập tức văng ra khỏi tay hai vệ. Vào giờ phút này, hai vệ sĩ vừa bị cướp súng đều sợ ngây người, có vẻ không dám tin. Họ đang cảm thấy vô cùng sợ hãi. Còn hai vệ sĩ khác thì lập tức chĩa súng vào đầu Mã Siêu nhân cơ hội này. Đứng im. Tuy hai vệ sĩ kia mới là người cầm súng nhưng tay họ lại khẽ run rẩy. Vương tộc họ Quan đã yên bình quá lâu, mấy chục năm nay, không ai dám xông vào vương phủ họ Quan hết. Những vệ sĩ này đều chưa trải qua tai họa lớn nào, còn cảm thấy tự mãn vì được làm vệ sĩ của vương tộc họ Quan. Giờ bỗng dưng gặp được người lợi hại như Mã Siêu, họ sợ hãi cũng là điều dễ hiểu. Mã Siêu ngó lơ hai khẩu súng đang chĩa vào đầu mình, tiện tay ném hai khẩu súng mà mình vừa phá hỏng ra chỗ khác. Không được nhúc nhích. Hai vệ sĩ cầm súng tức giận quát, tay run rẩy, định bóp dầm. Dầm. Mã Siêu không thèm quan tâm đến hai vệ sĩ đang cầm súng, liên tục đẩm hai phát, khiến hai vệ sĩ vừa bị cướp súng bay ngược ra sau. Trong số năm vệ sĩ của tiểu đội tuần tra, đội trưởng đã bị anh ta đánh bay, hôn mê bất tỉnh. Bây giờ anh ta đã giải quyết thêm hai vệ sĩ nữa. Chỉ còn hai vệ sĩ đang cầm súng mà thôi. Nổ súng đi. Một vệ sĩ trong đó lập tức hồ lên, lấy hết can đảm để bóp cò súng. Đoàng đoàng đoàng. Tiếng súng lập tức vang lên. Nhưng khi thấy đồng bọn của mình bị Mã Siêu giải quyết trong nháy mắt, bàn tay cầm súng của họ đã run rẩy. Ngay trước khi họ nổ súng, Mã Siêu đã vọt tới với tốc độ nhanh như chớp. Khi tiếng súng vang lên, anh ta đã xuất hiện sau lưng hai vệ sĩ rồi. Người đâu mất rồi? Hai vệ sĩ vẫn chưa nhận ra Mã Siêu đã xuất hiện sau lưng mình, họ nhìn nhau với vẻ mặt sợ hãi. Nhưng họ vừa dứt lời, một luồng sát khí mạnh mẽ đã bùng nổ sau lưng họ. Cóp! Mã Siêu giữ chặt lấy đầu họ rồi đập mạnh, hai vệ sĩ lập tức đập đầu vào nhau rồi ngã lăn ra đất. Tất cả những chuyện này chỉ diễn ra trong nháy mắt, sau khi giải quyết xong năm người, Mã Siêu biến mất ngay. Sau khi tiếng súng hồi nãy vang lên, có lẽ tất cả vệ sĩ trong vương tộc đã bắt đầu tìm kiếm anh ta rồi. Cùng lúc đó, trong một căn biệt thự cổ, một người trung niên đang chuẩn bị tiến vào giấc ngủ bỗng bật dậy khỏi giường. Có chuyện gì thế? Ông ta lạnh lùng hỏi. Tiếng súng hồi nãy rất rõ, không riêng gì ông ta, chắc hẳn mọi người trong vương phủ họ Quan đã nghe thấy hết rồi. Ông ta vừa dứt lời, một bóng người lập tức bước ra khỏi bóng tối. Đại vương tử, hồi nãy có người xông vào vương phủ họ Quan, đội vệ sĩ đang đi tuần tra đã bị tiêu diệt rồi, bây giờ tất cả vệ sĩ của vương phủ họ Quan đều đang tìm kiếm hẳn. Ở vương phủ họ Quan, chỉ có một người được gọi là Đại vương tử, đó chính Quan Hồng Nghị. Nghe thấy thế, Quan Hồng Nghị nhíu mày, dám đến vương phủ họ Quan để giết người, đúng là không biết sống chết. Không hiểu sao, ông ta bỗng cảm thấy bất an. Một gương mặt quen thuộc xuất hiện trong đầu ông ta, chính là Dương Thanh. Ông ta là cao thủ vương cảnh sơ kỳ, đã được xem như thiên tài võ thuật. Nhưng khi đến Yến Đô, dùng quan duyệt để uy hiếp Dương Thanh, cứu Quan Hân ra ngoài, ông ta lại bị Dương Thanh nằng cổ, không thể phản kháng. Theo ông ta thấy, chắc hẳn Dương Thanh đã đến vương cảnh trung kỳ rồi. Cao thủ vương cảnh trẻ tuổi như thế sẽ có tương lai không thể đo lường, quan trọng nhất chính là vương tộc họ Quan còn đắc tội với người ta. Hôm qua ông ta vừa cứu Quan Hân, hôm nay đã có cao thủ xông vào vương phủ họ Quan. Đúng là hơi trùng hợp. Dù sao bao năm qua, ông ta chưa từng thấy ai dám xông vào vương phủ họ Quan hết. Đại vương tử đừng lo, tôi đã cử người đi bắt hung thủ rồi. Sau khi hành động xong, hắn đã biến mất, chắc chắn hắn cũng không quá mạnh, bằng không hẳn sẽ không lựa chọn co đầu rụt cổ như thế đâu. Thuộc hạ nói. Quan Hồng Nghị gật nhẹ đầu, tôi hy vọng sẽ nghe được tin tốt trong 10 phút nữa. Vâng. Thuộc hạ đáp rồi quay người rời đi. Bây giờ đã hơn 12 giờ đêm,
Quan Hồng Nghị vừa bị đánh thức không ngủ lại được nữa. Ông ta đứng bên cửa sổ của biệt thự, ngắm nhìn cảnh đêm ở vương phủ họ Quan. Nhưng ông ta không hề có tâm trạng để thưởng thức cảnh đẹp, chỉ thấy hơi lo. Sau khi chạm mặt với Dương Thanh hôm qua, ông ta đã nhận ra người thanh niên này không đơn giản, nhưng ông ta bắt buộc phải đối đầu với anh để bảo vệ Quan Hân. Thật ra ngay từ khi rời khỏi Yến Đô, ông ta đã ý thức được rồi. Đắc tội với một cao thủ vương cảnh mới 27-28 tuổi không phải một lựa chọn sáng suốt. Nhưng Quan Hồng Vĩ và Chủ Đức đã bị Dương Thanh ép chết, Dương Thanh và vương tộc họ Quan chỉ có thể là kẻ thù. Hy vọng người xông vào vương phủ họ Quan không phải cậu. Một lúc lâu sau, Quan Hồng Nghị mới lên tiếng rồi quay người về giường, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Nhưng lúc này đã được 10 phút, vẫn chưa có tin tức tốt gì. Chuyện này khiến ông ta càng thêm bất an. Đại vương tử, không xong, lại có thêm hai tiểu đội tuần tra bị tiêu diệt. Đúng lúc này, thuộc hạ vừa rời đi lại chạy vào, bối rối sao cơ. Có thêm hai tiểu đội tuần tra bị tiêu diệt á. Sắc mặt Quan Hồng Nghị thay đổi hẳn. Thuộc hạ vội gật đầu, tiểu đội tuần tra bị tiêu diệt đều được võ trang đầy đủ, luôn mang theo súng, thực lực võ thuật cũng rất mạnh. Bây giờ tất cả vệ sĩ trong vương phủ họ Quan đã hành động, nhưng vẫn không thể tìm thấy đối phương. Chắc hẳn cảnh giới võ thuật của đối phương rất cao, những tiểu đội tuần tra từng đối đầu với hắn đều bị tiêu diệt, không kiên trì nổi một phút. Có lẽ đối phương đã đạt đến vương cảnh rồi, nói. Lời thuộc hạ nói khiến sắc mặt Quan Hồng Nghị vô cùng khó coi. Ông ta đang lo Dương Thanh sẽ tới đây, bây giờ câu trả lời của thuộc hạ đã khiến ông ta gần như chắc chắn, người xông vào vương phủ họ Quan đêm nay chính là Dương Thanh rồi. Mau đi mời đại sư Hồ đi. Quan Hồng Nghị chợt nói. Đại vương tử, có nhất thiết phải thể không ạ? Thuộc hạ kinh ngạc nói, đại sư Hồ là cao thủ vương cảnh trung kỳ, cho dù thực lực của hung thủ mạnh đến mấy thì cũng chỉ cỡ vương cảnh sơ kỳ mà thôi, nếu mời đại sư Hồ thì có thành chuyện bé xé ra to không ạ? Câm miệng! Quan Hồng Nghị tức giận quát, bảo cậu đi mời đại sư Hồ thì cứ đi đi, sao phải nói nhảm lắm thế? Thuộc hạ giật mình, vội nói vâng rồi quay người rời đi. Dương Thanh ơi Dương Thanh, cậu không nên tới vương phủ họ Quan, nhưng nếu đã đến rồi thì đừng đi nữa. Trong mắt Quan Hồng Nghị xuất hiện vẻ lạnh lùng. Tuy ông ta lo Dương Thanh sẽ đến vương phủ họ Quan, nhưng sau khi xác định đó là Dương Thanh, ông ta lại thấy hơi hưng phấn. Dương Thanh đã trở thành mối đe dọa với ông ta, nếu không tiêu diệt anh thì ông ta khó mà yên tâm được. Vương phủ họ Quan có vô số cao thủ, đừng nói là vương cảnh trung kỳ, ngay cả cao thủ vương cảnh đỉnh phong cũng đừng hòng chạy trốn khỏi đây. Nhưng sao ông ta biết, người đang xông vào vương phủ họ Quan vốn không phải Dương Thanh chứ? Lúc này Mã Siêu đang liên tục băng qua vương phủ họ Quan như một bóng ma. Mỗi khi đụng phải tiểu đội tuần tra, anh ta sẽ tiêu diệt họ. Mới nửa tiếng thôi mà đã có 5 tiểu đội tuần tra bị anh ta tiêu diệt rồi. Cả vương phủ họ Quan vô cùng sợ hãi. Vào giờ phút này, trong một căn biệt thự, một cô gái trẻ mặc đồ ngủ đang lo lắng đi quanh phòng. Trong phòng còn có 4 vệ sĩ của vương tộc họ Quan. Quan Hồng Nghị đã cử 4 vệ sĩ này đến đây để bảo vệ cô ta. Cô Hân, cô cứ yên tâm, đại vương tử đã cử người đi mời đại sư Hồ rồi, có đại sư Hồ ở đây, chắc chắn sẽ tìm được hung thủ thôi. Vệ sĩ dẫn đầu nói. Quan Hân đang cảm thấy rất bực bội, người khác không biết rõ thực lực của Dương Thanh đáng sợ đến mức nào, nhưng cô ta thì biết rõ. Ngay cả chú Đức cũng không phải đối thủ của Dương Thanh, thậm chí còn phải chết. Bố cô ta cũng phải ngậm súng tự sát. Nếu cho cô ta thêm cơ hội nữa, cô ta sẽ không bao giờ đắc tội với Dương Thanh, nhưng đã quá muộn rồi. Từ khi cô ta sắp xếp người Tông Mễ Tuyết suýt chết, Dương Thanh không thể tha cho cô ta nữa. Không được, bây giờ tôi phải đi gặp ông nội. Quan Hàn càng nghĩ càng thấy sợ, trong vương tộc họ Quan, chỉ mình cô ta biết rõ thực lực của Dương Thanh đã đến thần cảnh. Nếu Dương Thanh trực tiếp xuất hiện rồi đánh với người của vương tộc họ Quan, cô ta sẽ không thấy sợ hãi. Nhưng nửa tiếng rồi mà vẫn chưa tìm được hung thủ, chuyện này khiến cô ta vô cùng bất an, thậm chí có cảm giác Dương Thanh đang tìm kiếm mình. Đến khi Dương Thanh tìm được cô ta chỉ còn con đường chết. Cô Hân, đại vương tử đã bảo chúng tôi bảo vệ cô không thể đi được. Thấy Quan Hân định rời đi, 4 vệ sĩ vội bước tới chắn đường, vệ sĩ dẫn đầu nghiêm nghị nói. Tuy họ không biết tại sao Quan Hồng Nghị phải cấm túc Quan Hân, nhưng lại biết Quan Hồng Nghị chính là quan vương đời tiếp theo. Họ phải nghe lời Quan Hồng Nghị. Cút! Quan Hân tức giận quát, dám chắn đường tôi, các anh muốn chết à? Nhưng lời đe dọa của cô ta không có tác dụng, 4 vệ sĩ vẫn không chịu nhường bước. Vệ sĩ dẫn đầu nói với vẻ khó xử, cô Hàn bớt giận,
đại vương tử làm thế vì muốn tốt cho cô thôi, cô cứ yên tâm, chỉ cần đại vương tử mời được đại sư hồ, chắc chắn sẽ bắt được hung thủ. Bóp! Quan Hân vùng tay tát vệ sĩ dẫn đầu, giận dữ hét, cút ngay cho tôi. Tôi là cháu gái quan vương, các anh dám cấm túc tôi nếu không tránh ra thì đừng trách tôi không khách à. Khí! Quan Hân vô cùng tức giận, cô ta đang lo Dương Thanh sẽ xuất hiện rồi giết cô ta, nào ngờ cô ta lại bị bốn vệ sĩ chắn đường. Đừng nói là bốn vệ sĩ này, ngay cả bốn cao thủ vương cảnh cũng không đủ cho Dương Thanh giết. Bây giờ phải ở cạnh quan vương thì mới an toàn. Cô Hân, rất xin lỗi, chúng tôi không thể để cô đi. Tuy vừa ăn đòn nhưng vệ sĩ dẫn đầu vẫn kiên định nói. Họ là vệ sĩ của quan Hồng Nghị, nhất định phải nghe lời ông ta. Nếu các anh chán sống như thế thì tôi sẽ giúp. Quan Hân nói rồi rút súng ngắn bỏ túi ra. Đoàng! Cô ta bắn vào đầu gối vệ sĩ dẫn đầu, khiến hắn lập tức ngã lăn ra đất. Để xem còn ai dám chắn đường tôi. Quan Hân đe dọa. Cô Hân, cô không thể đi được. Vệ sĩ dẫn đầu cũng khá cứng cỏi, tuy chân bị trúng đạn nhưng vẫn không chịu nhường bước, hẳn cố nén đau đớn, cần rằng, đại vương tử nói, bây giờ bên ngoài rất nguy hiểm, chúng tôi phải bảo vệ cô Hân, nếu cô rời khỏi đây thì có lẽ khó giữ được mạng sống. Cút! Quan Hân không hề khách khí, đá vào cái chân bị thương của vệ sĩ dẫn đầu. Rầm! Đúng lúc Quan Hân đi tới cửa biệt thự, đang chuẩn bị mở cửa, một tiếng động rất lớn bỗng vang lên, cửa biệt thự bay thẳng về phía cô ta. Rầm! Sau một tiếng vang lớn, Quan Hân bị văng đi. Dù sao cô ta cũng là một cô gái yếu đuối, bị tông mạnh như thế, đương nhiên sẽ bay ra xa rồi. Cô ta hộc máu giữa không trung. Bảo vệ cô Hân. Vệ sĩ dẫn đầu thấy thế, lập tức kinh hãi quát. Ba vệ sĩ khác lập tức bước đến, chắn trước mặt Quan Hân. Vệ sĩ dẫn đầu đứng trước nhất, nghiêm nghị nhìn thanh niên đang chậm rãi bước vào biệt thự. Anh chính là hung thủ đã tiêu diệt 5 tiểu đội tuần tra ở vương phủ họ Quan trong vòng nửa tiếng à? Cao thủ dẫn đầu trầm giọng hỏi. Đúng là hỏi thừa, hơn 10 năm qua, chưa từng có ai dám tự tiên xông vào vương tộc họ Quan hết. Người thanh niên trước mặt chỉ có thể là cao thủ đã tiêu diệt 5 tiểu đội tuần tra kia. Nhưng anh ta đúng là rất trẻ, chỉ khoảng 25 tuổi là cùng. Vệ sĩ dẫn đầu nhận được tin tức, có lẽ cao thủ xông vào vương tộc họ Quan đã đạt đến vương cảnh sơ kỳ. Nhưng người thanh niên này chỉ khoảng 25 tuổi mà thôi, hơi khác với thông tin mà hắn đã nhận được. Trừ Mã Siêu ra, thanh niên này còn có thể là ai chứ? Lúc này quanh người anh ta tràn ngập sát khí, từ khi bước vào biệt thự, anh ta đã nhìn về phía Quan Hân. Còn mấy vệ sĩ thì đã bị anh ta ngó lơ rồi. Quan Hân lồm cồm bò dậy, lúc này mới thấy mặt Mã Siêu. Cô ta lập tức sững sờ. Thanh niên này chính là Mã Siêu anh em tốt của Dương Thanh. Là anh à? Mặt Quan Hân tái nhợt. Nghĩ đến việc người mà cô ta định ám sát chính là em gái đã thất lạc nhiều năm của Mã Siêu, trong lòng cô ta chỉ còn sự sợ hãi, người cũng run lẩy bẩy. Cô bất ngờ khi thấy tôi lắm à? Mã Siêu lạnh lùng nói. Người anh ta đẫm máu, như tu la vừa ra khỏi địa ngục, trên mặt cũng dính máu tươi. Đương nhiên Quan Hân biết đó không phải máu của Mã Siêu, mà là máu của vệ sĩ vương phủ họ Quan. Không được nhúc nhích. Vệ sĩ dẫn đầu lấy súng ra chĩa vào Mã Siêu. Ba vệ sĩ khác cũng thi nhau chĩa súng vào Mã Siêu. Nhưng Mã Siêu không buồn quan tâm đến họ, chỉ lạnh lùng nhìn Quan Hân. Anh ta đã bỏ rơi vợ, giấu anh em tốt nhất để đến vương phủ họ Quan một mình, đương nhiên cũng không nghĩ tới việc sống sót quay về. Bây giờ em gái anh ta vẫn đang nằm viện, có lẽ cả đời này cũng không thể tỉnh lại nữa, việc anh ta muốn làm nhất bây giờ là báo thù rửa hận. Ha ha, bất ngờ, đương nhiên là bất ngờ chứ. Quan Hân bỗng phá lên cười, nhưng nụ cười đó vô cùng dữ tợn, biểu cảm của cô ta cũng méo mó. Nếu là Dương Thanh, có lẽ tôi còn thấy sợ, nhưng không ngờ chỉ là một con chó bên cạnh Dương Thanh mà thôi. Nếu anh đã đến thì hãy sẵn sàng ở lại vương phủ họ. Quan vĩnh viễn đi, sau khi anh chết thì sẽ đến lượt Dương Thanh anh em tốt của anh đấy. Chẳng những tôi muốn giết anh và Dương Thanh, mà còn muốn giết cả vợ anh nữa. Chẳng phải em gái anh đã biến thành người thực vật rồi à? Anh cứ yên tâm, sau khi anh chết, tôi cũng sẽ tiến cô ta xuống địa ngục. Ha 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 ha. Trong biệt thự tràn ngập tiếng cười của Quan Hân. Bốn vệ sĩ đều không dám coi thường, chĩa súng vào Mã Siêu. Một thanh niên đã liên tục tiêu diệt 5 tiểu đội tuần tra không phải đối tượng mà họ có thể miệt thị. Mã Siêu nhìn Quan Hân như đang nhìn người chết. Trước ánh mắt khác thường của Mã Siêu, Quan Hân bỗng cảm thấy người lạnh toát. Không cười nổi nữa. Chuyện này khiến cô ta thẹn quá hóa giận,
nơi đây là địa bàn của cô ta mà Mã Siêu cũng dám nhìn cô ta bằng ánh mắt như thế. Nếu anh đã xuất hiện, bây giờ tôi sẽ tiễn anh lên đường. Quan Hân nói rồi chậm rãi đưa tay phải lên, tay phải cô ta đang cầm một khẩu súng ngắn bỏ túi. Khoan đã! Đúng lúc này, một tiếng quát tức giận bỗng vang lên. Bác! Khi thấy người tới, Quan Hân vô thức ngừng động tác bóp cò. Đại vương tử! Bốn vệ sĩ khác cũng thi nhau chào. Quan Hồng Nghị bước vào, sau lưng ông ta còn có một lão già. Cách ăn mặc của lão già kia khá đặc biệt, lão ta mặc áo vải, đeo kiếm trên lưng, tuy kiếm đang được đựng trong bao màu xám nhưng nhìn hình dạng thì có thể đoán được đó là một thanh trường kiếm. Khi lão già kia xuất hiện, trong mắt Mã Siêu lóe lên vẻ nghiêm nghị và cả ý chí chiến đấu đang sôi trào. Anh ta có thể cảm nhận được, lão già đeo trường kiếm này là một cao thủ đỉnh cao. Thực lực của Dương Thanh quá mạnh, chỉ cần dùng một chiêu để giết anh ta. Nhưng dưới Dương Thanh, không ai có tư cách khiến anh ta ra tay hết. Bây giờ cao thủ đeo kiếm này lại khiến ý chí chiến đấu của anh ta sôi sục. Phải đấu với cao thủ cùng cấp thì mới có thể rèn luyện võ thuật của mình. Không ngờ cao thủ bí ẩn đã khiến vương phủ họ Quan nhốn nháo cả lên lại là cậu. Quan Hồng Nghị cười híp mắt, nhìn Mã Siêu. Mã Siêu lạnh lùng nói, đừng nói nhảm nữa, tôi muốn lấy mạng người phụ nữ này, các ông định ngăn tôi giết cô ta hả? Quan Hồng Nghị mỉm cười, đúng là quyết đoán, tôi rất thích. Nhưng nếu cậu muốn giết người trước mặt tôi thì có lẽ không được đâu. Được rồi, không nói nhảm nữa, vào chuyện chính nhé, tôi rất tán thưởng thiên phú võ thuật của cậu, nếu tôi không đoán sai, chắc cậu là cao thủ vương cảnh sơ kỳ nhỉ. Chỉ cần cậu đồng ý làm việc cho tôi cam đoan cậu sẽ không phải chết. Không những thế, tôi còn dùng danh nghĩa của vương tộc họ Quan để mời các chuyên gia thần kinh nổi tiếng trên thế giới về đây chữa trị cho em gái cậu. Sao nào, chỉ cần cậu đồng ý phục tùng, chẳng những cậu không phải chết mà có khi còn cứu được em gái cậu nữa đấy. Quan Hồng Nghị cười híp mắt. Sắc mặt Quan Hân vô cùng khó coi, đến giờ cô ta mới hiểu tại sao Quan Hồng Nghị lại cho bốn vệ sĩ tới đây canh giữ mình. Thì ra tất cả đều là mưu kế của Quan Hồng Nghị. Quan Hồng Nghị đang dùng cô ta làm mồi nhử, nhưng không ngờ lại dẫn Mã Siêu đến chứ không phải Dương Thanh. Bây giờ ông ta còn đang định mời chào Mã Siêu nữa. Mã Siêu cười lạnh, chuyên gia nổi tiếng thế giới ư. Vậy ông đã biết chuyện vợ tôi là chuyên gia y học nổi tiếng thế giới chưa nhỉ? Ngay cả cô ấy cũng hết cách, sao ông dám cam đoan người mà ông tìm về có thể giúp em gái tôi tỉnh lại đây? Quan Hồng Nghị cười khẩy, tôi không biết y thuật của vợ cậu cao siêu tới mức nào, nhưng tôi có quen mấy thần y lánh đời, họ đều là hoa đà tái thế. Chỉ cần họ ra tay, chắc chắn em gái cậu sẽ tỉnh lại. Câu nói này khiến Mã Siêu lập tức im lặng. Đối với anh ta, chuyện quan trọng nhất bây giờ là chữa khỏi cho Mễ Tuyết. Anh ta đến vương phủ họ Quan với mục đích báo thù rửa hận, chứ không hề ngờ trên thế giới vẫn còn một số thần y lánh đời. Anh ta nghĩ đến chân lý núi cao còn có núi cao hơn. Không thể không thừa nhận, vào giờ phút này, Mã Siêu đã động lòng. Nhưng anh ta không biết Quan Hồng Nghị đáng tin đến tôi không tin nổi ông. Mã Siêu nói thật, Quan Hồng Nghị cũng không tức giận, cười ha hả, đến nước này rồi, cậu vẫn còn lựa chọn ư. Chắc cậu biết rõ, tự tiện xông vào vương phủ họ Quan là chuyện nghiêm trọng tới mức nào. Nếu cậu từ chối, tôi sẽ giết cậu ngay. Cậu phải biết, bây giờ tôi đang cho cậu cơ hội chứ không định đàm phán với cậu, đây cũng là cơ hội để cậu tự cứu mình và em gái đấy. Bây giờ phải xem cậu có muốn cứu em gái hay không. Quan Hồng Nghị biết rõ điểm yếu của Mã Siêu chính là em gái, nên liên tục nhắc đến em gái anh ta. Nét mặt Mã Siêu hết sức phức tạp, khi liều mạng đến đây, anh ta không hề nghĩ đến việc sống sót nữa, chỉ muốn giết Quan Hân để báo thù cho em gái mình. Nhưng lời Quan Hồng Nghị nói đã khiến anh ta động lòng. Nếu có thể chữa khỏi cho em gái thì không cần báo thù nữa. Nhưng nếu anh ta phục tùng Quan Hồng Nghị, sau này biết đối mặt với Dương Thanh thế nào đây? Đâu, tuy anh ta không phục tùng Dương Thanh, nhưng trong lòng anh ta, mệnh lệnh của Dương Thanh chính là thánh chỉ. Nếu không có Dương Thanh thì sẽ không có anh ta ngày hôm nay. Bây giờ người của vương phủ họ Quan đều đang tìm cậu, nếu những người khác phát hiện ra cậu, cho dù cậu muốn phục tùng tôi thì cũng không còn cơ hội nữa đâu. Nhận ra Mã Siêu đã động lòng, Quan Hồng Nghị nói tiếp. Lời ông ta nói đã mang lại cho Mã Siêu áp lực nặng nề. Quan Hân không nói gì, sắc mặt hết sức khó coi. Tuy Mã Siêu chưa ra tay với cô ta, nhưng cánh cửa bị Mã Siêu đá văng hồi nãy đã đập trúng cô ta, khiến mũi cô ta gãy luôn rồi. Bây giờ gương mặt của cô ta đã gần như bị hủy hoại, vết thương cũng rất nghiêm trọng. Nếu Mã Siêu không chết, cô ta khó mà hả mối hận này.
nhưng cô ta không dám hé hé gì trước mặt Quan Hồng Nghị hết. Bây giờ bố cô ta đã tự sát, ở vương tộc họ Quan, cô ta chỉ có thể dựa vào Quan Hồng Nghị mà thôi. Đại vương tử, ông đang bắt hung thủ tự tiện xông vào vương phủ họ Quan đấy à? Đúng lúc này, một giọng nói trêu người bỗng vang lên, một người trung niên bước vào biệt thự, sau lưng ông ta còn có một đám vệ sĩ. Khi thấy người đến, Quan Hồng Nghị lập tức sầm mặt, nhìn về phía bốn vệ sĩ được cử tới để bảo vệ Quan Hân bằng ánh mắt sắc bén. Ông ta nhanh chóng phát hiện vẻ sợ hãi trong mắt một vệ sĩ, lập tức biết ngay ai đã mật báo cho người kia. Tạm thời chỉ có ông ta, bốn vệ sĩ và Quan Hân biết chuyện Mã Siêu đã tới chỗ Quan Hân. Quan Hân đang trông chờ vào ông ta, đương nhiên sẽ không bán đứng ông ta, vậy vấn đề chỉ có thể nằm ở chỗ bốn vệ sĩ, mà đúng là ông ta đã tìm ra người đó rồi. Sao thế, chấp pháp đường cũng muốn nhúng tay vào chuyện của tôi à? Quan Hồng Nghị chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn về phía người trung niên kia. Người trung niên mỉm cười, đại vương tử nói gì thế? Chấp pháp đường là của vương tộc họ Quan, chứ không phải của riêng Quan Trấn Hải tôi. Tôi cũng đang dẫn người đi tìm kiếm hung thủ xông vào vương phủ, đúng lúc đi ngang qua nơi này. Nếu chỉ đúng lúc đi ngang qua nơi này thì ông dẫn người đi được rồi đấy. Quan Hồng Nghị không hề nể mặt Quan Trấn Hải, rõ ràng hai người họ không hợp nhau. Khó làm thế lắm, nếu đại vương tử đã tìm được hung thủ, đương nhiên phải giao cho chấp pháp đường xử lý rồi. Nhưng đại vương tử cứ yên tâm, công lao vẫn sẽ thuộc về ông. Quan Trấn Hải khoát tay, nói, đưa hung thủ đã xông vào vương phủ đi đi. Quan Trấn Hải không nói sai, tuy Quan Hồng Nghị là đại vương tử nhưng cũng không có tư cách nhúng tay vào chuyện của chấp pháp đường. Nội bộ của bất kỳ vương tộc nào cũng rất phức tạp, có tới mấy phe phái. Quan Hồng Nghị thuộc chi của Quan Vương, còn Quan Trấn Hải lại là người cầm quyền của chi khác, nằm giữ chấp pháp đường của vương tộc họ Quan. Lúc này, người vui nhất là Quan Hân. Dù sao cô ta cũng thuộc chi của Quan Hồng Nghị, đang muốn đẩy Mã Siêu vào chỗ chết, nhưng Quan Hồng Nghị lại cứ muốn lôi kéo anh ta. Bây giờ chấp pháp đường đã nhúng tay vào, Quan Hồng Nghị không thể lôi kéo Mã Siêu được nữa, trừ khi ông ta định trở mặt với chấp pháp đường. Dù sao Mã Siêu cũng đã tự tiện xông vào vương phủ họ Quan, còn liên tục tiêu diệt 5 tiểu đội tuần tra, hậu quả của chuyện này vô cùng nghiêm trọng, nếu để chấp pháp đường xử lý Mã Siêu, chắc chắn anh ta sẽ phải chết. Để tôi xem ai dám làm thế. Quan Hồng Nghị bỗng lạnh lùng nói. Ông ta vừa dứt lời, tất cả mọi người đều sững sờ, Quan Trấn Hải cũng hơi kinh ngạc. Đại vương tử, ông có ý gì thế? Ông định nhúng tay vào chuyện của chấp pháp đường à? Quan Trấn Hải trầm giọng hỏi với vẻ không vui. Quan Hồng Nghị lạnh nhạt nói. Sao tôi lại nhúng tay vào chuyện của chấp pháp đường cơ chứ? Quan Trấn Hải ngơ ngác, chẳng phải hành động của Quan Hồng Nghị bây giờ chính là như thế ư? Đại vương tử đã bắt được hung thủ tự tiên xông vào vương phủ họ Quan, bây giờ tôi muốn dẫn người đi, đại vương tử lại không đồng ý, chẳng lẽ vẫn chưa tính là nhúng tay à? Quan Trấn Hải hỏi, tôi nói cậu ta là hung thủ xông vào vương phủ họ Quan bao giờ chứ? Quan Hồng Nghị hỏi ngược lại, Quan Trấn Hải chưa kịp lấy lại tinh thần. Ông ta đã nhìn về phía Mã Siêu, từ hôm nay trở đi, cậu hãy ở cạnh Quan Hân, bảo đảm an toàn cho con bé, nếu con bé gặp chuyện, tôi sẽ hỏi tội cậu. Không được. Quan Hân lập tức từ chối. Tuy Quan Hồng Nghị không giận nhưng vẫn uy nghiêm, ông ta nhíu mày, Mã Siêu là cao thủ mà bác tìm đến cho cháu có gì để bất mãn chứ? Bác, nếu để cao thủ như anh ta bảo vệ cháu thì hơi lãng phí, bác cứ sắp xếp những vệ sĩ khác cho cháu là được. Quan Hân cố nén giận. Vừa nãy Mã Siêu suýt giết cô ta, không những thế, em gái ruột của Mã Siêu cũng bị cô ta cử người ám sát, giờ đã biến thành người thực vật rồi kia kìa. Nếu giữ Mã Siêu bên cạnh, cô ta sợ một ngày nào đó, mình sẽ bị Mã Siêu giết chết. Câm miệng! Quan Hồng Nghị giận tím mặt, chẳng lẽ cháu không biết cháu đã gây ra họa lớn tới mức nào ở Yến Đô à? Bác cho Mã Siêu bảo vệ cháu cũng vì trách nhiệm với cháu, nếu cháu gặp chuyện, bác biết ăn nói với bố cháu thế nào đây? Mắt Quan Hân đỏ hoe. Cắn môi, cúi đầu, không dám cãi Quan Hồng Nghị nữa. Nếu bây giờ Quan Trấn Hải vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra thì đúng là ngu xuẩn. Quan Hồng Nghị coi trọng Mã Siêu, cố ý sắp xếp cho Mã Siêu bảo vệ Quan Hân, cũng đang nói cho Quan Trấn Hải biết, Mã Siêu không phải hung thủ đã tự tiện xông vào vương phủ họ Quan. Quan Trấn Hải, ông còn việc gì à? Quan Hồng Nghị lại nhìn về phía Quan Trấn Hải. Quan Trấn Hải nhìn Quan Hồng Nghị, nói với vẻ nghiền ngẫm, đại vương tử. Ông chắc chắn rằng người thanh niên này không phải hung thủ đã tự tiện xông vào vương phủ chứ? Ông không tin tôi à? Quan Hồng Nghị hỏi lại với vẻ không vui. Như thể câu hỏi của Quan Trấn Hải đã sỉ nhục ông ta vậy.
Quan Trấn Hải cười nhạt, đại vương tử cứ đùa, sao tôi lại không tin ông chứ? Nhưng bây giờ vẫn chưa tìm được người đã xông vào vương phủ họ Quan, thanh niên này rất đáng nghị, tôi cần dẫn cậu ta về chấp pháp đường để điều tra. Nếu cậu ta không phải người đã xông vào vương phủ họ Quan, tôi cam đoan sẽ đưa cậu ta về, đồng thời đến tận chỗ đại vương tử để xin lỗi. Quan Hồng Nghị nhắm mắt lại, bây giờ trong vương tộc họ Quan, chỉ có Quan Trấn Hải dám đối đầu với ông ta thế này. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Quan Hồng Nghị hờ hững hỏi. Quan Trấn Hải lắc đầu, lúc trước, chấp pháp đường được thành lập để hạn chế vương phủ, có nhiệm vụ giám sát dòng chính của vương tộc, nếu đại vương tử không đồng ý thì tôi đành báo cáo đúng sự thật thôi. Câu nói này có sức sát thương rất lớn với Quan Hồng Nghị, ở vương tộc họ Quan, chấp pháp đường có quyền hành rất lớn, có thể điều tra bất cứ ai trừ quan vương. Nếu Quan Trấn Hải muốn báo cáo thì chỉ có thể báo cáo cho hội trưởng lão của vương tộc họ Quan, hội trưởng lão này do những người cầm quyền tối cao của các phe phái trong vương tộc họ Quan tạo thành. Cho dù là ý kiến của quan vương, nếu hội trưởng lão không thông qua thì cũng không thể chấp hành. Trong các gia tộc hàng đầu khác đều có tổ chức như hội trưởng lão của vương tộc họ Quan. Nếu không có sự giám sát, quyền thế của vương tộc sẽ chỉ nằm trong tay một số người. Tuy Quan Hồng Nghị muốn khiến Mã Siêu phục tùng, nếu chuyện này đến tại hội trưởng lão thì chỉ có thể nhờ quan vương ra mặt thôi. Quan trọng nhất, Quan Hồng Nghị biết rõ Mã Siêu chính là người đã xông vào vương phủ họ Quan. Nếu làm lớn chuyện thì ông ta cũng chẳng được lợi lộc gì. Nhưng ông ta biết, Mã Siêu cũng là cao thủ vương cảnh. Chỉ cần lôi kéo được Mã Siêu thì sẽ dễ mượn sức Dương Thanh hơn nhiều. Một khi hai cao thủ vương cảnh này đồng ý làm việc cho ông ta không phải lo về việc tranh giành vị trí quan vương trong tương lai nữa. Không những thế, phe phái của ông ta cũng sẽ hùng mạnh hơn nhiều. Nếu vậy thì để cậu ta đi với ông một chuyến cũng được. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Quan Hồng Nghị lạnh lùng nói. Trong quá trình xâm nhập vào vương phủ họ Quan, đương nhiên Mã Siêu sẽ để lại chứng cứ, nhưng Quan Hồng Nghị là đại vương tử, vẫn có khả năng xóa hết những chứng cứ kia. Chỉ cần Quan Trấn Hải không điều tra được vấn đề gì ở Mã Siêu, ông ta vẫn sẽ phải thả người. Cảm ơn đại vương tử đã hợp tác. Quan Trấn Hải mỉm cười, đưa cậu ta đi. Hai tên lính thuộc chấp pháp đường bước đến, định giữ lấy Mã Siêu. Cút! Mã Siêu tức giận quát rồi vung tay lên, đánh bay hai tên lính. Quan Hồng Nghị lập tức biến sắc, quát lên, ngừng tay. Về chuyện Mã Siêu tự tiện xông vào vương phủ họ Quan, chỉ cần không có chứng cứ là được, nhưng nếu Mã Siêu ra tay với người của chấp pháp đường thì sẽ có vấn đề ngay đấy. Quan Trấn Hải giận tái mặt, cậu dám ra tay với người của chấp pháp đường, đúng là chán sống. Ông ta nói rồi hơi nhích chân, lập tức vọt về phía Mã Siêu. Cút! Quan Hồng Nghị cũng hành động, chắn trước mặt Mã Siêu, tung chưởng về phía Quan Trấn Hải. Oanh! Khi hai người so đấu, khí thế đáng sợ bùng nổ từ chỗ bàn tay họ rồi khuếch tán ra xung quanh. Bích bích bích! Sau đó cả hai cùng lui lại, Quan Trấn Hải lùi 5 bước, còn Quan Hồng Nghị thì lùi 4 bước. Ở chỗ mà họ ngừng chân, sàn nhà tinh xảo bằng đá cẩm thạch lập tức vỡ nát. Sắc mặt Quan Hồng Nghị vô cùng u ám, tuy thực lực của Quan Trấn Hải không bằng ông ta nhưng vẫn khiến ông ta bất ngờ. Quan Trấn Hải cũng sầm mặt, lạnh lùng nói, đại vương tử, ông mặc kệ người của ông ra tay với chấp pháp đường thì cũng thôi, giờ còn định ngăn cản chúng tôi động đến cậu ta nữa, ông nghĩ chấp pháp đường dễ ức hiếp lắm à? Quan Hồng Nghị hừ lạnh, tuy cậu ta là người của tôi nhưng vừa mới gia nhập không lâu, không biết quy tắc của vương phủ họ Quan, người không biết thì không có tội, ông không hiểu điều đó chắc. Tôi không quan tâm được nhiều đến thế, chỉ biết quy định của chấp pháp đường chính là, chúng tôi có tư cách điều tra tất cả những người đáng nghi. Quan Trấn Hải bóp chát lại. Mã Siêu cũng không ngờ người trong vương tộc họ. Quan lại rằng co với nhau vì anh ta. Đại sảnh của biệt thự bị bao trùm bởi khí thế mạnh mẽ khiến người ta ngạt thở. Quan Hồng Nghị và Quan Trấn Hải đều là cao thủ vương cảnh, cuộc rằng co giữa hai người cũng là vụ đọ sức giữa các cao thủ đỉnh cao. Xem ra tôi phải báo cáo chuyện này cho hội trưởng lão rồi. Quan Trấn Hải nhìn chằm chằm vào Quan Hồng Nghị, lạnh lùng nói. Quan Hồng Nghị không nói gì, chỉ nhìn Quan Trấn Hải với vẻ mặt lạnh lẽo, ý chí chiến đấu cũng bùng nổ. Quan Trấn Hải không chịu yếu thế, nhìn thẳng vào Quan Hồng Nghị, chờ Quan Hồng Nghị đáp lời. Mã Siêu đứng cạnh như người không liên quan, nét mặt rất bình tĩnh, trong mắt lóe lên tia sáng. Cậu đi với họ một chuyến đi. Xung quanh im ắng một phút, Quan Hồng Nghị mới nhìn về phía Mã Siêu. Rõ ràng sau khi suy nghĩ, Quan Hồng Nghị vẫn không muốn chuyện đến tại hội trưởng lão. Tuy giá trị của Mã Siêu rất cao,
nhưng nếu làm lớn chuyện thì ngay cả quan vương bố ông ta cũng sẽ rất bị động. Mã Siêu lạnh lùng nói, nếu tôi không muốn, ai có thể dẫn tôi đi? Quan Trấn Hải hơi nhếch môi, mỉm cười hài hước. Quan Hồng Nghị nhíu mày, cậu đang định chống lại mệnh lệnh của tôi hả? Trừ khi ông tìm được người chữa khỏi cho em gái tôi, bằng không, tôi và ông không có bất cứ quan hệ gì hết. Mã Siêu nói, anh ta vốn đang xem họ đấu đá với nhau, nếu không vì chữa trị cho em gái, anh ta không bao giờ cân nhắc đến chuyện phục tùng Quan Hồng Nghị. Nhưng anh ta không ngu, đương nhiên cũng hiểu đối phương coi trọng tiềm lực của mình. Nếu phục tùng Quan Hồng Nghị rồi mới yêu cầu đối phương tìm người chữa trị cho Mễ Tuyết thì không dễ như bây giờ đâu. Mã Siêu, anh đừng được voi đòi tiên nhé. Quan Hân nói, bác tôi là đại vương tử của vương tộc họ Quan, nếu ông ấy đã đồng ý sẽ tìm người chữa trị cho em gái anh thì chắc chắn không bao giờ nuốt lời. Bây giờ, chấp pháp đường của vương tộc họ Quan đang muốn điều tra anh phải đi với họ một chuyến, nếu không thể chứng minh trong sạch, anh chỉ còn con đường chết mà thôi. Nghe thấy Quan Hân nói thế, sát khí trong mắt Mã Siêu càng rõ rệt hơn. Cô câm miệng cho tôi. Mã Siêu tức giận nói, ai cũng có tư cách nhúng tay vào chuyện này, trừ cô. Anh, bị Mã Siêu quát trước mặt mọi người như thế, Quan Hân thẹn quá hỏa giận, nhưng lại bị Quan Hồng Nghị lườm cho nên không dám nói gì. Lúc này Quan Trấn Hải cũng không vội, cười híp mắt xem trò vui. Nếu tôi nói, bây giờ cậu phải đến chấp pháp đường một chuyển thì sao? Rõ ràng Quan Hồng Nghị đã có vẻ tức giận. Ý đe dọa của ông ta rất rõ ràng. Mã Siêu lại như không hiểu tình hình bây giờ, nhìn về phía ông ta, nếu thế thì những đàm phán trước đó cũng mất giá trị. Anh ta nói rồi hành động ngay tức khắc. Quan Hồng Nghị và Quan Trấn Hải không ngờ Mã Siêu lại dứt khoát đến thế, họ còn chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy anh ta biến mất rồi. Vù! Đến khi họ lấy lại tinh thần, Mã Siêu đã xuất hiện trước mặt Quan Hân, một tay giữ chặt lấy Quan Hân, tay kia chộp vào cổ cô ta. Rác! Tiếng xương gãy giòn giã vang lên, thậm chí Quan Hân còn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra thì đã chết rồi. Những chuyện này chỉ diễn ra trong nháy mắt. Không ai ngờ Mã Siêu vẫn có thể giết người trước mặt hai cao thủ vương cảnh của vương tộc họ Quan. Cậu giết Quan Hân à? Nhìn xác Quan Hân trên đất, Quan Hồng Nghị hỏi với vẻ không dám tin. Ngu xuẩn! Mã Siêu chỉ để lại hai chữ rồi nhích chân, lập tức xuất hiện trên cửa sổ. Soảng! Mã Siêu đập vỡ kính rồi nhảy ra ngoài. Anh ta đến vương tộc họ Quan để tìm Quan Hân bảo. Nếu Quan Hồng Nghị không đưa ra đề nghị sẽ tìm thần y chữa trị cho Mễ Tuyết, anh ta đã ra tay với Quan Hân từ lâu. Nhưng sau khi Quan Trấn Hải xuất hiện, anh ta dần nhận ra Quan Hồng Nghị chỉ coi trọng tiềm lực của mình mà thôi, có vẻ việc tìm thần y chữa trị cho Mễ Tuyết chỉ là lời nói dối. Nếu anh ta bị Quan Trấn Hải đưa đến chấp pháp đường, chưa chắc có thể sống sót rời đi. Chưa bảo được thù, sao anh ta có thể mạo hiểm như thế chứ? Tuy anh ta đến vương tộc họ Quan với quyết tâm thề chết để trả thù, nhưng cũng không định ngồi chờ chết ở đây. Nếu có thể sống sót rời đi, sao anh ta phải chết ở nơi này? Anh ta vẫn còn người vợ mới cưới và cô em gái chưa tỉnh lại nữa. Lúc này, anh ta chỉ nghĩ đến chuyện sống sót rời đi. Cậu chán sống rồi. Quan Hồng Nghị giận dữ quát rồi lập tức đuổi theo. Để lôi kéo Mã Siêu, ông ta sẵn sàng đối đầu với chấp pháp đường, nào ngờ Mã Siêu lại đùa bỡn ông ta, còn giết Quan Hân ngay trước mặt ông ta nữa. Đúng là sự sỉ nhục lớn lao. Quan Hồng Nghị đã rời khỏi biệt thự một lúc. Quan Trấn Hải mới hoàn hồn, nói với vẻ nghiền ngẫm, lần này ông ta gây họa lớn rồi. Quan Hồng Nghị là đại vương tử của vương tộc họ Quan mà lại bao che cho hung thủ tự tiên xông vào vương phủ họ Quan, bây giờ hung thủ kia còn giết Quan Hân ngay trước mặt ông ta nữa. Tuy Quan Hân chỉ là con gái nhưng lại rất được Quan Vương yêu quý. Bây giờ Quan Hân đã bị giết, Quan Hồng Nghị không thể trốn tránh trách nhiệm. Cùng lúc đó, sau khi xông ra khỏi biệt thự, Mã Siêu lập tức chạy trốn theo hướng đã vạch sẵn. Từ khi xông vào vương phủ họ Quan, trong lúc vừa tiêu diệt tiểu đội tuần tra, vừa tìm kiếm chỗ ở của Quan Hân, anh ta cũng đã vạch sẵn đường lui. Bây giờ Quan Hân đã chết, anh ta đã đạt được mục đích. Cho dù chết ở vương tộc họ Quan, anh ta cũng không có gì phải hối tiếc cả. Nhưng đương nhiên, nếu có thể sống sót rời đi là tốt nhất. Anh ta vẫn nợ vợ một lời xin lỗi. Cả vương phủ họ Quan đều đang tìm kiếm tung tích của Mã Siêu, Quan Hồng Nghị giận dữ quát, phong tỏa vương phủ họ Quan. Cho dù hôm nay đào sâu ba tấc đất thì cũng phải tìm thấy hung thủ cho tôi. Vâng. Thuộc hạ vội đáp. Vương phủ họ Quan được bao bọc bởi tường cao thẳng đứng, nếu đóng cửa thành thì đúng là rất khó thoát thân. Trừ cao thủ thần cảnh ra, không ai có thể thoát khỏi nơi này hết. Cút. Mã Siêu vừa đi ngang qua một tiểu đội tuần tra, bèn hơi nhích chân,
lập tức xông tới, vung nắm đấm lên liên tục. Mấy vệ sĩ liên tiếp văng ra xa. Bây giờ đang là ban đêm, Mã Siêu chỉ có một mình, trong vương phủ họ Quan rộng lớn này, anh ta rất khó bị bét. Nhưng giờ vệ sĩ của vương phủ họ Quan đang có mặt ở khắp nơi. Mỗi khi bắt gặp tiểu đội tuần tra, hành tung của Mã Siêu sẽ bị lộ, sau đó sẽ có cao thủ của vương phủ chạy đến. Muốn chạy trốn ư, cậu trốn được à? Đúng lúc Mã Siêu sắp chạy đến cửa đông, một lão già đeo trường kiếm bỗng xuất hiện ở đó, lạnh lùng nhìn anh ta. Khi thấy người này, sắc mặt Mã Siêu hết sức khó coi. Hồi nãy, lão ta vẫn luôn đi theo Quan Hồng Nghị. Anh ta đã dùng hết sức để chạy trốn nhưng vẫn bị đối phương chắn đường, có thể tưởng tượng được thực lực của lão già đeo trường kiếm này mạnh đến đâu. Không những thế, Quan Hồng Nghị đang giận dữ cũng chạy tới. Bao năm qua, cậu là người đầu tiên dám đùa bỡn tôi đấy. Quan Hồng Nghị nhìn chằm chằm vào Mã Siêu với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Đại vương tử, hình như con chó mà ông muốn thu phục không hợp tác lắm nhỉ. Quan Trấn Hải cũng đến, nhìn Quan Hồng Nghị với vẻ mỉa mai. Trong lúc nhất thời, Mã Siêu đã bị ba cao thủ vương cảnh là lão già đeo trường kiếm, Quan Hồng Nghị và Quan Trấn Hải bao vây. Ngoài ra còn có thêm mấy chục vệ sĩ được võ trang đầy đủ của vương tộc họ Quan nữa. Mã Siêu lập tức biến thành thú bị nhốt trong lồng. Mã Siêu đã đoán được từ trước, dù gì cũng là vương tộc họ Quan sao có thể dễ dàng trốn thoát. Bị ba cao thủ vương cảnh vây nhốt, Mã Siêu không hề hoảng hốt, ngược lại cả người còn sục sôi ý chí chiến đấu. Nhưng trong lòng anh ta lại cảm thấy hổ thẹn với vợ nhiều hơn. Vừa mới cưới xong Mã Siêu đã để lại một bản di thư sau đó bỏ đi, đúng là rất quá đáng. Muốn đánh thì đánh đi, nói nhiều làm gì? Mã Siêu dứt khoát nói. Đại sư Hồ, giết cậu ta. Quan Hồng Nghị giận dữ nói. Đại sư Hồ bước lên, kiếm dài đeo sau lưng nhưng lại không có ý định rút ra. Cậu nhóc, cậu nên tự kết liễu đi. Bằng không một khi tôi đã ra tay thì cậu sẽ chết không toàn thấy đấy. Đại sư Hồ khinh thường nhìn Mã Siêu. Lão ta thấy Mã Siêu còn quá trẻ, dù có mạnh cỡ nào cũng không mạnh bằng lão ta được. Mã Siêu hơi nheo mắt, trong mắt lóe lên sát khí mãnh liệt. Bây giờ anh ta đã không màng đến sống chết nữa rồi, ai ngăn anh ta đều sẽ chết. Bảo anh ta tự sát, đừng hòng. Lão già kia, muốn đánh thì đánh đi, nói nhiều làm gì. Hay là sợ tôi đánh dụng hết rằng, sau này không nói chuyện được nữa. Mã Siêu cười châm chọc nói. Muốn chết. Đại sư Hồ nhăn mày, khẽ nhún chân, thân hình nhẹ như chim nhạn, lao nhanh về phía Mã Siêu. Mã Siêu dồn khí xuống bụng, một luồng hơi thở mạnh mẽ không ngừng bộc phát ra từ cơ thể anh ta. Lúc này Mã Siêu như trở thành người khác, ngay cả Quan Hồng Nghị cũng nhận ra được. Đại sư Hồ đang xông về phía Mã Siêu cũng chỉ cười lạnh, không biết tự lượng sức mình. Chớp mắt Đại sư Hồ đã vào tới trước mặt Mã Siêu, giơ tay đánh xuống, đi chết đi. Nhất thời một luồng khí thế như rời non lấp biển cuốn lấy Mã Siêu. Mã Siêu không dám sơ suất, hai chân bám chặt dưới đất. Tay phải siết chặt đánh vào lòng bàn tay của Đại sư Hồ. Hai nắm đấm chạm vào nhau, một luồng khí thế khủng bố lấy hai người làm trung tâm khuếch tán ra xung quanh như cơn gió lốc. Mã Siêu vốn đã đứng vững trên mặt đất, lúc này chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh không cách nào đỡ được truyền ra từ nắm đấm, hai bàn chân của anh ta cọ sát trên mặt đất, trượt về phía sau vài mét. Mã Siêu chỉnh lại cánh tay hơi run run của mình. Sức mạnh của Đại sư Hồ khiến anh ta cảm thấy bị uy hiếp. Ngược lại Đại sư Hồ cũng lùi mạnh về sau 5-6 bước. Chỉ một lần so chiều lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Con người của Quan Hồng Nghị co rút lại, vẻ mặt khó tin, sao có thể như thế? Quan Trấn Hải còn khiếp sợ hơn cả Quan Hồng Nghị. Tuy Đại sư Hồ không phải là cao thủ đứng đầu của vương tộc họ Quan nhưng cũng là một trong những cao thủ mạnh nhất, thực lực của lão ta đã đạt tới vương cảnh trung kỳ. Đã vậy còn trong tình huống Đại sư Hồ chủ động tấn công, thế mà Mã Siêu lại có thể đỡ được đòn này. Chỉ lùi về sau mấy mét mà thôi. Mà Đại sư Hồ cũng lùi về sau 5-6 bước. Thoạt nhìn khó phân thắng bại. Nhưng có thể khẳng định thực lực của Mã Siêu và Đại sư Hồ tương đương nhau. Vậy chẳng phải thực lực của Mã Siêu cũng là vương cảnh trung kỳ sao? Bọn họ chưa từng nghe nói trẻ tuổi như vậy mà là cao thủ vương cảnh trung kỳ. Trong lòng Quan Hồng Nghị hơi phiền muộn. Lúc nãy ông ta đã gần như thuyết phục được Mã Siêu. Nếu không phải Quan Trấn Hải đột nhiên xuất hiện, nói không chừng Mã Siêu đã thần phục ông ta rồi. Bây giờ Mã Siêu đã giết Quan Hân, giữa anh ta và vương tộc họ Quan không còn khả năng hòa giải nữa rồi. Nếu thật sự có thể thu phục được Mã Siêu, sau đó thông qua Mã Siêu chinh phục luôn Dương Thanh,
thì từ đây về sau còn ai có tư cách tranh giành vương vị của vương tộc họ Quan với ông ta nữa chứ? Nhưng bây giờ mọi thứ đã muộn. Tuy Quan Trấn Hải rất kinh ngạc, nhưng trong lòng lại mừng thầm, bởi vì phe của Quan Hồng Nghị mạnh chừng nào phe phái của ông ta sẽ yếu chừng đó. Lúc này có rất nhiều cao thủ của vương tộc họ Quan đều đang ở đây, ai có thể cứu được Mã Siêu chứ? Nhưng lúc này người kinh ngạc nhất vẫn là Đại sư Hồ. Sự khinh bỉ trong mắt lão ta đã dần biến mất, thay vào đó là sự nghiêm nghị. Lão ta cũng không phải là người của vương tộc họ Quan, mà chỉ là khách của bọn họ, kiến thức và thực lực đều vượt xa một vương tử như Quan Hồng Nghị. Cao thủ vương cảnh trẻ như vậy đừng nói là vương tộc, ngay cả hoàng tộc cũng không thể có được. Chỉ có gia tộc cổ võ trong truyền thuyết mới tồn tại thiên tài võ đạo như thế này. Rốt cuộc cậu là ai? Đại sư Hồ bỗng trầm giọng hỏi. Nếu Mã Siêu là thiên tài của gia tộc cổ võ thì ông ta thà rằng đắc tội vương tộc họ Quan cũng không đối phó Mã Siêu. Bởi vì đắc tội với gia tộc cổ võ, dù ông ta có chạy đẳng trời cũng không thoát chết. Ông không có tư cách để biết tôi là ai. Mã Siêu cũng không biết Đại sư Hồ nghĩ thế nào, chỉ cười lạnh dậm mạnh xuống đất, thân hình như sấm sét lao thẳng về phía Đại sư Hồ. Đòn tấn công vừa rồi đã để Mã Siêu biết được thực lực của Đại sư Hồ. Bây giờ cảnh giới võ thuật của anh ta là vương cảnh sơ kỳ, chỉ chút nữa thôi là bước vào vương cảnh trung kỳ. Cao thủ cấp bậc kiểu Đại sư Hồ chỉ có thể gặp không thể cưỡng cầu, và cũng chỉ có giao đấu với cao thủ như Đại sư Hồ mới rèn luyện được thực lực của anh ta, để anh ta nhanh chóng đột phá vương cảnh trung kỳ. Nhìn khí thế hung hãn của Mã Siêu, Đại sư Hồ chỉ có thể nhắm mắt tiến lên. Nhưng vì trong lòng ông ta luôn nghi ngờ thân phận của Mã Siêu nên không thể dốc hết sức đánh. Ngược lại Mã Siêu càng đánh càng hăng, đòn nào cũng muốn lấy mạng đối phương. Vốn dĩ là cuộc chiến sống còn, cần gì phải che giấu thực lực. Quan Hồng Nghị sững sờ, sát khí trong mắt càng lúc càng đậm. Cao thủ như Mã Siêu nếu đã định không cách nào thu phục được, thì nhất định phải giết đi để diệt trừ mối họa về sau. Nhưng bây giờ ông ta bỗng hơi tò mò. Bởi người có thực lực như Mã Siêu thế mà luôn phục tùng nghe lệnh Dương Thanh, vậy thực lực của Dương Thanh sẽ khủng bố cỡ nào? Thực lực của ông chỉ đến thế thôi sao? Sau khi Mã Siêu tung một đòn đánh lùi Đại sư Hồ, cười lạnh hỏi. Vẻ mặt Đại sư Hồ hơi phức tạp, trước khi làm rõ thân phận của Mã Siêu lão ta không dám ra sát chiêu Đại sư Hồ, rốt cuộc ông đang làm gì vậy? Quan Hồng Nghị nóng nảy hỏi, cậu ta chỉ là một cao thủ vương cảnh sơ kỳ, còn ông đường đường là vương cảnh trung kỳ sao lại bị cậu ta đàn áp? Đại sư Hồ không để ý Quan Hồng Nghị, hai mắt nhìn thẳng Mã Siêu, hỏi lại lần nữa, rốt cuộc cậu là ai? Lúc này Quan Hồng Nghị mới nhận ra, thì ra Đại sư Hồ đang lo lắng Mã Siêu là người có bối cảnh, nên không dám giết anh ta. Đại sư Hồ, ông cứ yên tâm, cậu ta chỉ là một đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ đã mất bố mẹ, bị bọn buôn người bắt cóc, sau đó thì đi lính mấy năm mà thôi. Quan Hồng Nghị lớn tiếng nói, nếu cậu ta thật sự có bối cảnh mạnh mẽ thì cũng không đến nỗi lưu lạc tới mức này. Mã Siêu vốn dĩ bừng bừng ý chí chiến đấu, cũng tự biết rõ anh ta không thể nào trốn thoát nên dứt khoát thừa nhận nói, ông ta nói không sai, tôi chính là một đứa trẻ mồ côi, không có bối cảnh gì. Nếu vậy tôi đành giết cậu thôi. Khí chất trên người Đại sư Hồ bỗng thay đổi nghiêng trời lệch đất, khí thế đột nhiên vọt lên tới đỉnh điểm. Keng! Thanh trường kiếm rút ra khỏi vỏ, ánh kiếm lập lòe, mùi máu tanh đáng sợ ngập tràn xung quanh. Thanh trường kiếm này là thanh kiếm giết người, hơn nữa đã giết rất nhiều người. Sắc mặt Mã Siêu cũng trở nên nghiêm nghị nhìn chăm chằm Đại sư Hồ. Lúc này khí thế trên người Đại sư Hồ đã vượt xa vương cảnh trung kỳ, dù nói ông ta là cao thủ vương cảnh hậu kỳ cũng không sai. Còn Mã Siêu chỉ là cao thủ vương cảnh sơ kỳ, sợ là rất khó để đỡ được một đòn dùng hết sức đánh của Đại sư Hồ. Cậu nhóc, tiếp chiêu đi. Đại sư Hồ quát lớn, nhấc chân lên, cơ thể lóe lên. Thanh kiếm xẹt qua một đường vòng cung đẹp để trên không trung, ánh kiếm lấp lóe, lưỡi kiếm chém thẳng xuống đầu Mã Siêu. Bang! Đúng lúc này, tiếng súng bỗng vang lên. Mã Siêu đang tập trung tất cả tinh thần và sức lực lên người Đại sư Hồ, không hề nghĩ tới lại có người nổ súng vào lúc này. Viên đạn xuyên qua lồng ngực anh ta, máu tươi như cánh hoa hồng, dần dần nở rộ. Chỉ thấy Quan Hồng Nghị nắm chặt khẩu súng trong tay, nòng súng còn bốc khói xanh, lúc ông ta nhìn Mã Siêu, trong mắt ngập tràn sát khí. Cùng lúc đó thanh trường kiếm của Đại sư Hồ cũng đã chém xuống, chỉ chút nữa thôi đã chém vào đầu Mã Siêu. Keng! Trong chớp mắt, một tiếng động vang lên lanh lảnh, chỉ thấy thanh kiếm trong tay Đại sư Hồ giống như thủy tinh chưa đụng tới đầu Mã Siêu đã vỡ nát trong tích tắc. Chuôi kiếm bay ra khỏi tay Đại sư Hồ, mà chỗ gan tay của Đại sư Hồ lại nứt ra, máu chảy không ngừng. Bàn người nào?
Quan Hồng Nghị, Quan Trấn Hải và Đại sư Hồ đồng thời giận dữ quát. Giây tiếp theo một bóng người giống như yêu ma lướt qua, trong chớp mắt Đại sư Hồ thực lực vương cảnh trung kỳ như diều đứt dây bay ra xa mười mấy mét. Người nào? Lúc này Quan Hồng Nghị và Quan Trấn Hải đều kinh ngạc đến ngẩn người, vội vàng lên tiếng hỏi. Đại sư Hồ thực lực vương cảnh trung kỳ lại bị một đòn đánh bay, có thể tưởng tượng được đối phương mạnh đến cỡ nào. Nhưng sau khi đối phương đánh bay Đại sư Hồ thì biến mất tăm. Ngay sau đó, bóng đen lại xẹt qua, đánh thẳng ra một đòn. Thân hình Quan Hồng Nghị bay ra, đâm thẳng vào tường, phun ra một ngụm máu đen. Tất cả mọi thứ chỉ diễn ra trong tích tắc, trong số ba cao thủ vương cảnh, hai người đã bị cao thủ bí ẩn một đòn đánh bay, chỉ còn lại Quan Trấn Hải. Còn những vệ sĩ của vương tộc họ Quan ở xung quanh, tất cả đều lộ vẻ kinh ngạc và mờ mịt. Là vệ sĩ của vương tộc họ Quan, có cao thủ nào mà bọn họ chưa gặp? Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy cao thủ đánh bại cao thủ vương cảnh trong chớp mắt. Các hạ là ai? Sao lại ra tay với người của vương tộc họ? Quan, vẻ mặt Quan Trấn Hải nghiêm nghị, nhìn về phía hư không cao giọng hỏi. Nhưng không có ai trả lời ông ta. Đối phương đến đây dường như chỉ muốn đánh lùi Quan Hồng Nghị và Đại sư Hồ, sau đó liền biến mất. Qua một lúc lâu vẫn không ai đáp lại. Đường chủ, người biến mất rồi. Đúng lúc này một tên vệ sĩ của chấp pháp đường, vẻ mặt sợ hãi vừa nói vừa nhìn về chỗ nào đó. Ai biến mất? Quan Trấn Hải vẫn chưa hoàn hồn, cau mày hỏi. Người thanh niên trẻ tuổi xông vào vương tộc họ. Quan! Vệ sĩ run rẩy nói. Lúc này Quan Trấn Hải mới lấy lại tinh thần, lúc ông ta nhìn về hướng ngón tay thị vệ chỉ thì phát hiện Mã Siêu đã biến mất từ bao giờ. Quan Hồng Nghị, lần này ông đã khiến vương tộc họ Quan gặp rắc rối to rồi. Tôi thật muốn xem lần này ai sẽ cứu được ông. Vẻ mặt Quan Trấn Hải nghiêm nghị nhìn Quan Hồng Nghị đã mê man bất tỉnh cách đó không xa nói. Là cao thủ vương cảnh mà ngay cả cao thủ bí ẩn đột nhập vào vương phủ và giải cứu Mã Siêu lúc nãy cũng không thể phát hiện được, đủ để chứng minh cao thủ bí ẩn kia mạnh đến cỡ nào. Cao thủ cấp bậc này e là thực lực đã đạt tới cấp vương cảnh đỉnh phong rồi. Đắc tội với một nhân vật như vậy chẳng khác nào một mầm họa lớn đối với vương tộc họ Quan. Đường chủ, còn muốn tìm người không? Vệ sĩ dẫn đầu chấp pháp đường dè dặt hỏi. Quan Trấn Hải lạnh lùng nói, ngay cả Đại sư Hồ cũng bị đánh bại trong nháy mắt. Chỉ với thực lực của các người có thể tìm được đối phương sao? Vệ sĩ nghe vậy lập tức im miệng. Mọi việc khôi phục lại bình thường, tôi đi báo cáo việc này với hội trưởng lão. Quan Trấn Hải nói xong liền xoay người đi luôn. 5 phút sau, trong một phòng họp rộng rãi, 4 ông lão tóc bạc đang ngồi xung quanh. Quan Trấn Hải chỉ có thể đứng bên cạnh, kể lại những gì vừa xảy ra. Nghe ông ta nói xong, sắc mặt của 4 ông lão tóc bạc đều nghiêm nghị. Nói như vậy, đối phương hẳn là đã nương tay, bằng không Đại sư Hồ và Quan Hồng Nghị đã mất mạng. Một ông lão mặc sườn xám nam màu lam trầm giọng nói. Mấy vị trưởng lão khác cũng lần lượt gật đầu, một cao thủ có thể đánh bại hai cao thủ vương cảnh khác trong nháy mắt sợ là thực lực ít nhất cũng đã đến vương cảnh đỉnh phong. Hẳn là đối phương có điều lo lắng, bằng không sẽ không nhẹ tay như vậy. Một ông lão khác cũng nói. Người thanh niên mà Quan Hồng Nghị lôi kéo kia tên là gì? Từ đầu đến. Ông già mặc sườn xám nam màu tím bỗng hỏi Quan Trấn Hải. Quan Trấn Hải vội vàng nói, thưa đại trưởng lão, người trẻ tuổi kia tên là Mã Siêu, đến từ Yến Độ. Nghe nói cậu ta rất phục tùng một người tên là Dương Thanh. Tôi nghi ngờ cao thủ bí ẩn kia rất có khả năng là Dương Thanh. 4 trưởng lão khác nghe vậy đều chau mày. Việc này không thể nào. Theo cậu nói, người thanh niên Dương Thanh kia hẳn cũng không lớn tuổi lắm. Nhưng thực lực của cao thủ bí ẩn cứu Mã Siêu đi lúc nãy ít nhất cũng là vương cảnh đỉnh phong. Nhị trưởng lão ngồi bên dưới đại trưởng lão cũng lên tiếng nói. Tam và tứ trưởng lão cũng đồng ý gật đầu, rõ ràng bọn họ cũng suy nghĩ như vậy. Là trưởng lão của vương tộc họ Quan, bọn họ đều đã sống hơn 100 tuổi, có thiên tài võ học nào mà chưa gặp qua. Mã Siêu mới chỉ là thực lực vương cảnh sơ kỳ thôi cũng đã khiến bọn họ ngạc nhiên. Bây giờ đột nhiên lại nói cho bọn họ biết còn có một chàng trai khác cũng đã đạt đến vương cảnh đỉnh phong, sao họ có thể tin được. Quan Trấn Hải cũng rất nghi ngờ, tình huống lúc nãy rất cấp bách, Đại sư Hồ dùng kiếm giết Mã Siêu, còn Quan Hồng Nghị lại dùng súng bắn anh ta. Chỉ có ông ta là không ra tay với Mã Siêu. Kết quả người muốn tính mạng của Mã Siêu là Đại sư Hồ và Quan Hồng Nghị đều bị đánh bay, bị thương nặng, nhưng ông ta lại không sao cả. Điều này chứng tỏ đối phương là đến cứu Mã Siêu. Vừa nãy ông ta đã có được mọi tin tức liên quan đến Mã Siêu. Ông ta biết rất rõ, Mã Siêu là một đứa trẻ mồ côi,
bên cạnh anh ta ngoài Dương Thanh ra thì không còn cao thủ khác nào nữa. Nhưng mà cao thủ vừa nãy quá bí ẩn, nếu không phải là Dương Thanh thì có thể là ai? Nhất thời trong phòng họp rộng lớn rơi vào im lặng. Qua 2 phút, đại trưởng lão bỗng hỏi, các người nói xem liệu Mã Siêu kia có phải là người của gia tộc cổ võ không? Không phải cậu ta là trẻ mồ côi sao? Lẽ nào ngay cả cậu ta cũng không biết bối cảnh và thân phận thật sự của mình luôn à? Mà cao thủ bí ẩn lặng lẽ dẫn cậu ta rời đi lúc nãy đã giải thích rõ vấn đề. Đại trưởng lão vừa nói xong những lời này, mấy người còn lại đều ngạc nhiên đến ngây người. Gia tộc cổ võ là gia tộc võ thuật lánh đời thật sự. Đừng nói là vương tộc, dù là hoàng tộc cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Nghe đồn, trong gia tộc cổ võ cao thủ nhiều như mây, nhưng bọn họ một lòng chỉ nghĩ đến võ thuật, không màng đến việc đời, vì vậy người đời cũng không biết tới. Bây giờ ngoài suy đoán cậu ta là người của gia tộc cổ võ ra hình như là không còn khả năng nào khác. Nhị trưởng lão khẽ gật đầu đáp. Nếu đúng là như vậy thì lần này quan hồng nghị đã gây ra họa lớn rồi. Vẻ mặt tam trưởng lão nghiêm nghị nói. Nếu trước đây lỡ như quan hồng nghị có gây ra việc lớn, thì bọn họ tuyệt đối sẽ không ngồi họp chung, thậm chí còn mừng thầm nữa là đằng khác. Nhưng lần này bọn họ chẳng thấy vui vẻ chút nào. Đắc tội gia tộc cổ võ, vốn đã là một phiền toái lớn. Quan vương nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời về việc này. Trong mắt đại trưởng lão lóe lên một tia rét lạnh, lạnh lùng nói. Quan hồng nghị là dòng chính của vương tộc họ Quan, vậy thì chuyện này phải do quan vương ra mặt. Cùng lúc đó, một chiếc xe jeep màu xanh quân đội đang chạy như bay trên đường. Hai mắt Dương Thanh đỏ ngầu nhìn Mã Siêu đã hôn mê, cả người anh đều là sát khí lạnh như băng. Nhanh lên một chút, lái nhanh lên cho tôi. Anh cố nén giận, cắn răng nói. Đồng Chiêm Cương đang lái xe, cả người run rẩy, vội vàng nói, dạ. Chân đạp hết ga, chiếc jeep đã tân trang lại như con thú dữ lao vun vút về phía trước. Két! 10 phút sau, chiếc xe jeep đột nhiên phanh lại, đậu vững vàng trong sân của một hộ nhà nông. Vừa xuống xe đã thấy một ông lão mặc áo vải đang ngồi dưới ánh trăng, trước mặt là cây đàn cổ, lúc này hai tay đang đánh đàn, tiếng đàn ảm đạm vang lên. Ông Phùng, xin ông nhất định phải cứu cậu ấy. Đồng Chiêm Cương vừa thấy ông lão liền vội vã cầu xin. Cút! Ông Phùng bỗng dừng tay lại, giận dữ quát lên. Chỉ một tiếng quát nhưng lại khiến tâm trí của Đồng Chiêm Cương run rẩy, như bị đánh một đòn nặng nề, sắc mặt trắng bệch. Con người của Dương Thanh cũng co rút lại, anh ngạc nhiên phát hiện, giọng nói của ông Phùng cực kỳ mạnh mẽ, chỉ một từ cút cũng khiến anh cảm thấy lồng ngực khó chịu. Lão già này không hề đơn giản, không ngờ lại là cao thủ thần cảnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trên đường tới đây, Đồng Chiêm Cương đã nói y thuật của ông Phùng rất lợi hại, chỉ là tính tình sáng nắng chiều mưa, cứu người phụ thuộc vào tâm trạng. Nơi Mã Siêu trúng đạn cực kỳ nguy hiểm, rất có thể đã tổn thương đến tim. Xung quanh không ai có thể chữa được vết thương này, chỉ còn ông Phùng mới có hy vọng. Nhưng Dương Thanh không ngờ Đồng Chiêm Cương vừa mới mở miệng nhờ lão ta cứu người đã bị đuổi cút. Tinh! Sau khi ông Phùng giận dữ gầm lên lại gảy một bài nhạc bị thương. Tối nay trăng tròn vành vạnh, ánh trăng chiếu sáng khắp nơi. Nhưng Dương Thanh không hề có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp. Hiện giờ Mã Siêu đang bị thương nặng, sống chết chưa rõ, anh chỉ muốn cứu người. Đồng Chiêm Cương cũng vô cùng sốt ruột. Ông ta biết Mã Siêu và Dương Thanh rất thân thiết. Nếu Mã Siêu thực sự xảy ra chuyện không may, e là Dương Thanh sẽ lật đổ cả vương tộc họ Quan. Ông ta phải nghĩ cách thuyết phục ông Phùng đồng ý cứu người. Đồng Chiêm Cương đang định bước lên tiếp tục cầu xin lại bị Dương Thanh dùng ánh mắt ngăn cản. Dương Thanh cảm thấy rất rõ, lúc bọn họ mới đi vào, khúc nhạc ông Phùng đang đàn đã dao động, dường như đến lúc này mới ổn định lại. Một người quái dị nửa đêm nửa hôm gảy cổ cầm trong sân chắc chắn phải yêu đàn như mạng, sao có thể cho phép người khác quấy rầy mình đánh đàn. Bây giờ lên tiếng sẽ càng khiến ông Phùng bực bội, sơ là muốn nhờ lão ta cứu giúp sẽ càng khó hơn. Dương Thanh kinh ngạc phát hiện, tâm tình đang hỗn loạn của mình lại chậm rãi bình tĩnh lại theo tiếng đàn của ông Phùng. Anh vô thức nhắm mắt lại, thấy mình như đang đi vào một tiên cảnh núi non giữa trần gian. Chim hót hoa nở khắp nơi. Anh nằm trên thảm cỏ rộng mênh mông, gối đầu lên cánh tay, ngửa mặt ngắm nhìn trời xanh mây trắng, hơi thở sảng khoái dễ chịu. Cả người đều thả lỏng, cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng tinh. Đúng lúc này, tiếng đàn chợt trở nên gấp gáp. Bầu trời trong xanh đột nhiên có mây đen ùn ùn kéo tới, gió lốc gào thét, sấm chớp đùng đùng. Quân địch đông nghịt áp sát, cuộc chiến vô cùng ác liệt. Một giây sau, lửa bay đầy trời, đạo kiếm vung lên.
Dương Thanh mặc chiến bào cưỡi ngựa dẫn đầu xông lên trước. Chiến sĩ chết trăm trận, tướng quân đi biển biệt 10 năm mới về. Dường như đã trôi qua thật lâu, chiến dịch mới giành được thắng lợi. Tinh! Tiếng đàn cuối cùng vang lên, cả thế giới đều yên tĩnh lại. Dương Thanh chậm rãi mở mắt, toàn thân ướt sũng mồ hôi, kinh ngạc nhìn ông Phùng đang thong thả đứng dậy. Vừa nãy anh đã chìm đắm trong tiếng đàn của lão ta. Đây là chuyện chưa từng có tiền lệ. Mặc dù chỉ trong một khúc nhạc, Dương Thanh lại có cảm giác như đã trải qua cả một đời người. Có lẽ cao thủ ẩn giật chính là chỉ người như ông Phùng. Ông nội, gió nổi lên rồi, ông mau về đi. Một cô gái trẻ tuổi ăn mặc theo phong cách cổ điển cầm một chiếc áo khoác đi tới choàng lên người ông Phùng. Ông Phùng, tôi là Đồng Chiêm Cương. Chúng ta đã từng gặp mặt, ông còn nhớ chứ? Đồng Chiêm Cương vội vàng bước tới nói. Ông Phùng không thèm nhìn ông ta, dứt khoát cất bước đi vào trong phòng. Ông Phùng! Đồng Chiêm Cương lập tức hoảng hốt, cuống quýt đuổi theo. Cút! Ông Phùng lại gầm lên, vẻ mặt hung tợn như một con thú dữ. Đồng Chiêm Cương là cao thủ vương cảnh, vậy mà giờ đây lại bị một tiếng quát của ông Phùng dọa lui. Ông ta có ảo giác, nếu mình không lùi lại, e là ông Phùng sẽ lấy mạng mình. Ông Phùng, cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp. Xin ông hãy cứu anh em của tôi. Chỉ cần ông có thể cứu sống cậu ấy, tôi sẽ đồng ý làm bất cứ chuyện gì. Dương Thanh vội vàng tiến lên, thái độ chân thành, ánh mắt tràn đầy cầu khẩn. Ông Phùng cười lạnh, châm chọc nói, thực sự làm bất cứ chuyện gì sao? Dương Thanh đột nhiên có cảm giác đâm lao phải theo lao. Vừa rồi chỉ là anh buột miệng nói ra trong lúc cấp bách. Khó khăn lắm ông Phùng mới chịu nói chứ khác ngoài chứ cút, anh đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này, lập tức gật đầu đáp. Chỉ cần có thể cứu sống anh em của tôi, ông muốn tôi chết cũng được. Vậy thì chỉ cần cậu chịu cưới cháu gái tôi sẽ cứu anh em của cậu. Ông Phùng lên tiếng. Dương Thanh giật mình ngơ ngác. Sao lão già này lại đưa ra yêu cầu quá đáng như vậy? Cô gái ăn mặc cổ điển bên cạnh ông Phùng lập tức đỏ mặt, dường như hơi thẹn thùng, nhưng không hề phản bác. Rõ ràng, cô ta chính là cháu gái của ông Phùng. Xin lỗi ông. Tôi đã có vợ con, không thể cưới cháu gái ông được nữa. Sau một lúc im lặng, Dương Thanh nghiêm túc nói, ông Phùng, tôi xin ông cứu giúp anh em của tôi, coi như tôi nợ ông một lần. Chỉ cần không phạm pháp, tôi sẽ làm cho ông bất cứ chuyện gì. Ông Phùng cười lạnh hỏi, cậu nợ tôi một lần có tác dụng gì với tôi không? Đồng Chiêm Cương vội vàng nói, chắc ông chưa biết, cậu ấy lại anh hùng của cả quốc gia này, từng là tướng quân của biên giới phía Bắc. Cậu ấy nhất định sẽ không để ông thất vọng đâu. Trừ phi cậu ta đồng ý cưới cháu gái tôi. Không thì không cứu. Ông Phùng lạnh lùng từ chối rồi đi vào phòng, đóng sập cửa lại. Dương Thanh và Đồng Chiêm Cương bị nhốt ở ngoài cửa. Tôi chỉ cho cậu 10 phút để suy nghĩ. Hết 10 phút mà cậu vẫn không chịu cưới cháu gái tôi thì cả đời này cũng đừng hòng mong tôi ra tay cứu người. Ông Phùng nói vọng ra. Dương Thanh lập tức cau mày, không hiểu tại sao mình đã lấy vợ sinh con mà ông Phùng vẫn muốn mình lấy cháu gái lão ta. Ông ta đang đùa giỡn tôi sao? Dương Thanh nghiến răng nghiến lợi hỏi. Đồng Chiêm Cương vội vàng lắc đầu, theo tôi được biết, trước giờ ông Phùng chưa từng đùa giỡn ai. Nếu ông ấy đã nói muốn cậu cưới cháu gái mình thì chắc chắn là thật. Nghe thấy thế, Dương Thanh lại càng tức giận. Mã Siêu bị trúng đạn, hiện giờ vẫn chưa lấy đạn ra được, không cầm được máu, tính mạng đang gặp nguy hiểm. Ông Phùng là thần y không chịu cứu người, lại còn uy hiếp Dương Thanh phải cưới cháu gái mình mới chịu ra tay. Chúng ta đi thôi. Thấy sắc mặt Mã Siêu đã tái nhợt, Dương Thanh không thể chờ đợi thêm được nữa. Anh không tin ngoài ông Phùng ra không còn ai cứu được Mã Siêu. Cậu Thanh, cậu nhất định phải tin tôi. Cả vương thành quan này không có ai cứu được Mã Siêu trừ ông Phùng đâu. Đồng Chiêm Cương hốt hoảng nói, hơn nữa, bệnh viện gần nhất cũng cách đây ít nhất 10 cây số. Tình hình của Mã Siêu rất nguy kịch, nếu còn không mau cứu chữa sẽ không kịp nữa đâu. Ông Phùng không chịu cứu chữa, ông bảo tôi phải làm sao? Dương Thanh cả giận nói, chẳng lẽ tôi thật sự phải cưới cháu gái ông ta? Đồng Chiêm Cương vội vàng nhỏ giọng nói, cứu người quan trọng. Cậu cứ đồng ý trước đã, đợi Mã Siêu được chữa khỏi cậu lại đổi cái khác đền bù cho ông Phùng là được mà. Nghe thấy thế, hai mắt Dương Thanh sáng bừng. Đúng vậy, hiện giờ quan trọng nhất là phải cứu sống Mã Siêu, cái khác sau này nói tiếp. Ông Phùng, tôi đồng ý với ông. Dương Thanh không dám chậm trễ, lập tức lớn tiếng nói. Anh không thể trơ mắt đứng nhìn Mã Siêu bỏ mạng ở đây, chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp.
Tôi có thể chữa khỏi cho cậu ta, cũng có thể giết chết cậu ta. Nếu để tôi biết cậu dám gạt tôi, đừng trách tôi không nương tay. Ông Phùng lên tiếng uy hiếp rồi ra lệnh, đưa người vào đây. Trong căn phòng nhỏ, ông Phùng đang chữa trị cho Mã Siêu. Dương Thanh và Đồng Chiêm Cương ở nhà ngoài chờ. Dù Đồng Chiêm Cương đã nói y thuật của ông Phùng rất lợi hại, chắc chắn có thể cứu sống Mã Siêu nhưng Dương Thanh vẫn vô cùng lo lắng. Anh yên tâm, nhất định ông nội em sẽ cứu sống anh em của anh. Cháu gái của ông Phùng bưng hai cốc nước ấm đi tới, đưa cho Đồng Chiêm Cương và Dương Thanh mỗi người một cốc. Dương Thanh nhận lấy, đáp lại một tiếng, cảm ơn. Trông cháu gái của ông Phùng chỉ mới 20 tuổi, mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, trên ống tay áo thêu hoa mẫu đơn cùng màu, chỉ bạc thêu lên từng đám mây trắng, vạt áo được tô điểm bằng một bức hải thủy vân đồ màu xanh, trước ngực là một lớp áo lụa rộng rãi màu vàng nhạt. Mái tóc dài được búi cao trên đỉnh đầu, còn cài mấy cây châm, trông y hệt mỹ nữ tới từ thời dân quốc. Ngũ quan của cô ta vô cùng tinh xảo, không hề có son phấn, nhưng gương mặt mộc không có chút tì vết. Dù là các nữ nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu đứng cạnh cô ta e là cũng phải bị đả kích nặng nề. Với một cô gái trẻ trung xinh đẹp như vậy, Dương Thanh cũng chỉ cảm thán chứ không có ý định cưới người ta. Bị Dương Thanh nhìn chằm chằm, cháu gái của ông Phùng đỏ mặt cúi đầu. Bấy giờ Dương Thanh mới phát hiện, hình như mình nhìn người ta hơi lâu. Không phải anh ham mê sắc đẹp, chỉ là nghĩ mãi không ra tại sao ông Phùng lại muốn gả cô cháu gái xinh đẹp này cho mình. Quan trọng là anh đã cưới vợ sinh con nhưng ông Phùng cũng không để bụng. Dương Thanh ho nhẹ một tiếng, chủ động hỏi để che giấu bối rối, cô tên gì vậy? Em tên Phùng Tiểu Uyển, anh Thanh cứ gọi em là Tiểu Uyển là được. Phùng Tiểu Uyển khẽ cười đáp. Nghe cô ta nói vậy, Dương Thanh lập tức sững sờ. Bởi vì từ khi tới đây anh chưa từng nói ra tên mình, vậy mà Phùng Tiểu Uyển lại gọi anh là anh Thanh. Sao cô biết tên tôi? Dương Thanh hỏi. Có lẽ là vì vừa rồi Tiểu Uyển nghe thấy tôi gọi cậu là cậu Thanh. Đồng Chiêm Cương vội vàng lên tiếng, trông có vẻ rất sốt ruột, mặt đầy hoảng loạn. Dương Thanh lập tức nhíu mày, lạnh lùng lườm Đồng Chiêm Cương một cái, dọa ông ta run lẩy bẩy, vội vàng ngậm chặt miệng chột dạ cúi đầu. Cô nghe thấy ông ta gọi tôi là cậu Thanh hả? Dương Thanh nhìn thẳng vào mắt Phùng Tiểu Uyển. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ta, Dương Thanh đã có cảm giác cô ta rất sạch sẽ, thuần khiết, chắc chắn sẽ không lừa gạt người khác. Quả nhiên, Phùng Tiểu Uyển lắc đầu đáp, trước khi anh Thanh tới, em và ông nội đã biết anh sắp đưa một người bị thương nặng tới. Thế nên chắc chắn ông nội cô sẽ cứu anh em của tôi phải không? Dương Thanh lại hỏi. Phùng Tiểu Uyển gật đầu, ông cả gọi điện thoại cho ông nội nhờ vả. Tuy ông nội rất lạnh nhạt với ông cả nhưng trước giờ chưa từng từ chối yêu cầu của ông cả. Ông cả! Dương Thanh giật mình sửng sốt. Người được Phùng Tiểu Uyển gọi là ông cả chắc chắn họ Phùng. Trong số những người anh quen biết thực sự có một người họ Phùng. Trong đầu anh bỗng xuất hiện một bóng hình quen thuộc, liên tưởng tới gương mặt của ông Phùng, anh lập tức vỡ lẽ ra. Ông cả tên là Phùng Ái Quốc, ông nội tên là Phùng Ái Dân. Phùng Tiểu Uyển nói tiếp, trước giờ ông nội vẫn luôn kính trọng các vị anh hùng vì dân vì nước. Anh và anh Siêu đều là anh hùng vĩ đại. Dù ông cả không mở lời, nếu hai người tìm tới ông nội cũng sẽ giúp. Cảm xúc hiện giờ của Dương Thanh rất phức tạp. Phùng Ái Quốc là một anh hùng hết lòng vì dân vì nước, cả một đời đều dâng hiến cho quốc gia. Tính ra Phùng Ái Quốc cũng được xem như cấp trên của anh. Anh được như ngày hôm nay đều là nhờ hai ông cụ, một là Phùng Ái Quốc, còn lại chính là sư phụ truyền dạy võ thuật cho anh. Đến tận bây giờ anh vẫn không biết sư phụ tên là gì, trước giờ vẫn luôn gọi ông ấy là sư phụ. Thế nên ông cố tình dẫn tôi tới đây đúng không? Dương Thanh nhìn Đồng Chiêm Cương, lên tiếng hỏi. Đồng Chiêm Cương đã bị dọa sợ từ lâu, nghe anh hỏi lập tức giật nảy mình, đứng thẳng lưng đáp, phải. Ông ta cứ tưởng Dương Thanh sẽ trừng phạt mình, nào ngờ anh chẳng làm gì, chỉ cười khổ nói, sao tôi lại có cảm giác như bị đưa vào chòng vậy? Cậu không giận tôi dẫn cậu tới đây sao? Đồng Chiêm Cương dè dặt hỏi. Dương Thanh lắc đầu. Cơ thể căng cứng cuối cùng cũng được thả lỏng. Nếu Phùng Ái Dân và Phùng Ái Quốc là anh em ruột, Phùng Ái Quốc lại bảo Đồng Chiêm Cương dẫn anh tới gặp Phùng Ái Dân. Chứng tỏ y thuật của lão ta rất lợi hại. Vậy nên chắc chắn Mã Siêu sẽ không sao. Đối với tôi, tính mạng của anh em là quan trọng nhất. Trong tình huống vừa rồi, ông nghĩ còn ai có thể cứu cậu ấy không? Dương Thanh thản nhiên hỏi. Mặc dù anh không hiểu y thuật nhưng cũng có thể cảm giác được vết thương của Mã Siêu cực kỳ nghiêm trọng. Trên đường tới tìm Phùng Ái Dân, Mã Siêu đã yếu lắm rồi, chỉ thần y như Phùng Ái Dân mới có thể cứu được.
Giờ phút này, Đồng Chiêm Cương bỗng thấy ghen tị với Mã Siêu vì có người anh em tốt như vậy. Đúng lúc đó, cửa phòng đột nhiên được mở, Phùng Ái Dân đi ra. Ông Phùng, anh em của tôi sao rồi? Dương Thanh vội vàng tiến lên hỏi thăm. Phùng Ái Dân lạnh lùng nói, không có việc gì, nghỉ ngơi một đêm đến sáng mai sẽ tỉnh. Lúc này Dương Thanh ới hoàn toàn yên tâm, cuống quýt nói, cảm ơn ông Phùng. Đồng Chiêm Cương cũng chạy tới liên tục nói cảm ơn. Phùng Ái Dân cười lạnh một tiếng, không cần cảm ơn, chỉ cần cậu đừng quên giao hẹn giữa chúng ta là được. Dương Thanh lập tức cười khổ nói, ông đừng đùa giỡn tôi nữa. Tôi biết ông rất tốt bụng, sao có thể thấy chết không cứu được. Nhưng ông yên tâm, tuy tôi không thể cứu Tiểu Huyền, tôi vẫn có thể hứa với ông, sau này cô ấy chính là em gái tôi. Tôi sẽ bảo vệ cô ấy cả đời này. Dương Thanh chân thành nói, không chỉ là lời nói suông mà là một lời hứa hẹn. Tức là cậu định vi phạm giao hẹn giữa chúng ta phải không? Phùng Ái Dân lập tức nheo mắt lại, giọng nói bình tĩnh khiến Dương Thanh cảm thấy uy hiếp nồng đậm. Ông biết mà, tôi đã kết hôn rồi. Tôi! Dương Thanh chưa kịp nói xong, Phùng Ái Dân đã lạnh giọng hỏi, tôi không nghe mấy lời nói nhảm kia. Tôi chỉ hỏi cậu một câu, rốt cuộc cậu có muốn cưới cháu gái tôi không? Dương Thanh ngơ ngác, không biết Phùng Ái Dân đang có ý đồ gì. Tại sao cứ nhất định muốn anh cưới cháu gái lão ta? Dương Thanh còn thấy bất lực hơn khi Phùng Tiểu Huyền không nói câu nào, chỉ thẹn thùng cúi đầu. Chẳng lẽ cô ta thực sự thích anh sao? Nhưng bọn họ mới gặp nhau lần đầu mà xin lỗi ông Phùng, tôi quả thực không thể cưới Tiểu Huyền. Im lặng một lúc, anh ngẩng đầu nhìn Phùng Ái Dân, nghiêm túc nói, nhưng tôi cam đoan có thể bảo vệ Tiểu Huyền cả đời. Tôi cứ tưởng cậu là anh hùng vĩ đại nói lời giữ lời. Bây giờ xem ra là tôi nghĩ nhiều rồi. Phùng Ái Dân lạnh lùng nói, đã vậy, cậu cút được rồi đấy. Nhưng trước đó, tôi có thể nói cho cậu biết, vết thương của bạn cậu rất nặng. Trừ tôi ra, trên thế gian này không còn ai cứu được cậu ta đâu. Phùng Ái Dân tỏ vẻ ngạo nghễ, rõ ràng rất tự tin với y thuật của mình nên mới dám nói ra những lời như vậy. Tiểu Huyền tiền khách. Phùng Ái Dân dặn dò một câu rồi quay lưng đi vào phòng. Dương Thanh hốt hoảng đuổi theo, xin ông đừng tức giận. Không phải tôi không chịu cưới Tiểu Huyền, mà là tôi đã kết hôn rồi, không thể cưới vợ thêm nữa. Tuy tôi không cưới được cô ấy nhưng tôi sẽ bồi thường bằng cách khác. Ngoại trừ cưới Tiểu Huyền, ông muốn gì tôi đều sẽ đáp ứng. Tính tình của Phùng Ái Dân rất quái dị, Dương Thanh thực sự không dám đắc tội. Nếu Mã Siêu thực sự gặp chuyện bất trắc, cả đời này anh sẽ không thể tha thứ cho mình. Cút! Phùng Ái Dân quát lớn rồi đóng sầm cửa lại. Dương Thanh định cầu xin tiếp lại bị Tiểu Huyền ngăn lại. Anh Thanh, ông nội đang nổi giận. Anh càng nói ông sẽ càng giận hơn. Hay là các anh cứ đi trước, để em khuyên ông cho. Phùng Tiểu Huyền nói với Dương Thanh, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng. Xin lỗi cô Tiểu Huyền. Cô đừng trách tôi, cô thực sự rất tốt. Nhưng tôi đã có vợ con, hơn nữa tôi rất yêu vợ mình. Nếu lời nói của tôi khiến cô bị tổn thương thì cho tôi xin lỗi. Dương Thanh áy náy nói. Phùng Tiểu Huyền mỉm cười lắc đầu, anh không cần xin lỗi, em sẽ không trách anh đâu. Nếu anh đồng ý yêu cầu của ông nội, em sẽ coi thường anh. Cô gái này thực sự rất tốt, trẻ trung xinh đẹp, hiểu lòng người. Nhưng dù có tốt tới đâu, Dương Thanh cũng sẽ không qua lại với cô ta. Tôi cầu xin cô một chuyện. Chúng tôi có thể rời đi, nhưng tôi hy vọng anh em của tôi có thể ở lại đây. Nếu chúng tôi đưa cậu ấy đi, cậu ấy sẽ chết mất. Dương Thanh khẩn khoản nói, cô nhất định phải khuyên ông Phùng giúp chúng tôi đấy nhé, đừng để ông ấy từ bỏ cứu chữa cho anh em của tôi. Phùng Tiểu Huyền gật đầu đáp, lời ông nội vừa nói đều là vì nhất thời tức giận. Anh yên tâm, chắc chắn ông nội sẽ không để anh Siêu xảy ra chuyện đâu. Nghe cô ta nói vậy, Dương Thanh mới yên lòng. Sau khi cho cô ta số điện thoại, anh dẫn Đồng Chiêm Cương rời đi. Cậu Thanh đừng lo lắng quá. Ông Phùng đã nói trước với thần y Phùng. Tôi tin thần y Phùng sẽ chữa khỏi cho Mã Siêu. Trên đường đi, Đồng Chiêm Cương lên tiếng an ủi. Tuy Dương Thanh hiểu được điều này, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bất an. Dù sao đúng là anh đã đồng ý cưới Phùng Tiểu Huyền để ông Phùng cứu Mã Siêu. Sau khi Mã Siêu được cứu, anh lại không giữ lời hứa. Đây là lần đầu tiên trong đời anh thất hứa. Chắc ông biết lần này tôi tới Vương Thành Quan để làm gì rồi chứ? Dương Thanh đột nhiên hỏi. Đồng Chiêm Cương đang lái xe lập tức nghiêm mặt gật đầu, em gái thất lạc nhiều năm của Mã Siêu bị một dòng chính của vương tộc họ Quan ám sát. Cậu tới đây để trả thù. Dương Thanh gật đầu đáp, nói đúng hơn, tôi tới đây chỉ để cứu Mã Siêu.
lúc đầu tôi không hề có ý định tìm tới Vương Thành Quan nhanh như vậy. Là Mã Siêu lo sẽ liên lụy tới tôi, để lại di thư rồi một mình chạy tới Vương tộc họ Quan để báo thù. Nếu vừa nãy tôi đến muộn hơn chỉ một giây thôi, Mã Siêu đã trở thành thi thể rồi. Thù cũ nợ mới, tôi phải tự tay trả thù cho Mã Siêu. Nhiệt độ trong xe cũng chợt hạ xuống vài độ. Đồng. Chiêm Cương run lên, cảm thấy một luồng sát khí mãnh liệt. Cậu cứ yên tâm mà làm. Ông Phùng đã chuẩn bị giải quyết phiền phức cho cậu rồi. Nhưng nếu cậu làm quá tay, e là ông Phùng sẽ phải chịu áp lực lớn hơn. Đồng Chiêm Cường trầm giọng nói. Dương Thanh không lên tiếng, không biết đang suy nghĩ điều gì. Một lúc lâu sau, anh đột nhiên hỏi, thần y Phùng vẫn luôn sống cùng cháu gái sao? Bố mẹ của Tiểu Huyền đâu? Cảm xúc của Đồng Chiêm Cường lập tức sa sút, dừng một chút mới đáp lời, bố Tiểu Huyền đã hy sinh từ lúc cô ấy ra đời. Mẹ của cô ấy cũng bị thương nặng trước khi sinh, trong lúc hấp hối sinh ra Tiểu Huyền rồi cũng qua đời. Cùng lúc đó trong nhà của Phùng Ái Dân. Sau khi Dương Thanh và Đồng Chiêm Cường rời đi, Phùng Ái Dân đi ra khỏi phòng, bực bội nói, hừ. Tướng quân biên giới phía Bắc chó má gì, đúng là đồ lừa đảo, không biết cái gì gọi là lời hứa ngàn vàng. Phùng Tiểu Huyền cười khổ, vội vàng đi rót cho Phùng Ái Dân một cốc nước ấm, ông nội đừng làm khó anh Thanh nữa. Dù sao anh ấy cũng là người đã có gia đình, còn có một đứa con gái, đâu thể bỏ vợ con cưới cháu về được chứ. Nếu anh ấy thực sự làm vậy, đừng nói là cháu, dù là ông nội nhất định cũng sẽ coi thường anh ấy. Nếu cháu đoán không sai, ông nội đang cố ý ép anh ấy cưới cháu phải không? Phùng Ái Dân hừ lạnh một tiếng, ông không cần biết, cậu ta không chịu cưới cháu là cậu ta sai. Nếu không vì nể mặt lão già kia, ông đã không thèm quan tâm đến sự sống chết của bạn cậu ta rồi. Phùng Tiểu Huyền tỏ vẻ bất lực, nhưng cũng biết tính cách của ông nội nhà mình, cười nói, nghĩa là ông nội vẫn sẽ chữa cho anh Siêu đúng không? Phùng Ái Dân trừng mắt nhìn Phùng Tiểu Huyền, cháu đúng là ngốc nghếch. Người ta không chịu cưới cháu còn muốn nói giúp người ta. Cháu đã nói với ông lâu rồi mà, đời này cháu sẽ không lấy chồng, chỉ muốn sống mãi bên cạnh ông. Phùng Tiểu Huyền bỗng nhiên nói. Nghe vậy, khóe mắt Phùng Ái Dân đỏ hoe. Lão ta rất yêu thương đứa cháu gái này. Thực ra mấy chục năm trước, lão ta và Phùng Ái Quốc đều là chiến sĩ. Không chỉ vậy, cả dòng họ của bọn họ đều là các chiến sĩ cống hiến hết mình cho đất nước. 20 năm trước, con trai Phùng Ái Dân hy sinh trong một trận chiến, con dâu cũng bị thương nặng. Trong lúc hấp hối, con dâu lão ta đã sinh Phùng Tiểu Huyền còn chưa đủ tháng. Sau khi Phùng Tiểu Huyền ra đời, con dâu của Phùng Ái Dân chỉ kịp nhìn một cái liền qua đời. Cũng chính từ lúc đó, Phùng Ái Dân rời khỏi chiến trường, sống cùng cháu gái. Ông nội lớn tuổi rồi, sống lâu như vậy là quá đủ. Thời gian ở bên cháu cũng không còn nhiều, ông không mong gì khác, chỉ mong sau khi ông chết cháu có chỗ để dựa vào, có người thay ông chăm sóc cháu thật tốt. Vậy thì dù có chết ông cũng có thể nhắm mắt. Phùng Ái Dân nói xong, nước mắt tuôn rơi đầy mặt ông nội đừng nói như vậy. Ông rất khỏe mạnh, nhất định vẫn có thể sống lâu hơn nữa. Phùng Tiểu Huyền lập tức bật khóc, nghẹn ngào nói. Khụ khụ khụ. Phùng Ái Dân bỗng ho khan một tràng dài. Phùng Tiểu Huyền vội vàng vỗ nhẹ nhẹ sau lưng lão ta. Sau mấy lần họ khan, Phùng Ái Dân đột nhiên họ ra máu tươi. Ông nội! Phùng Tiểu Huyền hoảng sợ hét lên, rốt cuộc ông bị sao vậy? Sắc mặt Phùng Ái Dân tái mét, mặt cắt không còn một giọt máu. Lão ta lấy ra một bình sứ nhỏ, đổ một viên thuốc nuốt vào miệng rồi mới cưng chiều nhìn cháu giả, ông sắp không xong rồi. Sau khi ông chết, cháu hãy đi tìm Dương Thanh. Cậu ta đã hứa với ông, chỉ cần ông chữa khỏi cho anh em của cậu ta, dù không lấy cháu cũng sẽ bảo vệ cháu cả đời. Dứt lời, Phùng Ái Dân lại họ khù khụ. Lần này lão ta họ rất mãnh liệt, lần nào cũng ho ra máu. Ông đừng dọa cháu. Cháu không muốn ông chết đâu. Cháu chỉ muốn ở bên ông cả đời, ông đừng gặp chuyện mà. Phùng Tiểu Huyền gào khóc, nhưng Phùng Ái Dân đã đến lúc hấp hối, sao có thể khỏe lại được. Tiểu Huyền, ông phải đi rồi. Cháu nhất định phải sống thật tốt. Sau khi nói xong câu cuối, Phùng Ái Dân lại phun ra một ngụm máu lớn rồi lập tức tắt thở. Ông nội! Phùng Tiểu Huyền đau khổ khóc lớn. Dương Thanh vẫn chưa biết Phùng Ái Dân vừa rồi còn ép mình cưới Phùng Tiểu Huyền làm vợ đã qua đời. Lúc này, Đồng Chiêm Cương đang lái xe đưa anh rời đi. Xem ra cả Vương Thành Quan đều đã nâng cao phòng bị. Trên đường tới khách sạn, khắp nơi đều có lính đi tuần tra. Xe của Đồng Chiêm Cương còn bị cản lại kiểm tra mấy lần.
Đồng Chiêm Cương lấy thẻ căn cước mới của ông ta và Dương Thanh đã được chuẩn bị từ trước, chỉ là một cư dân bình thường ở Vương Thành Quan. Dù quan vương có tới cũng không thể ngờ được người trong chiếc xe này chính là cao thủ thần bí xông vào vương phủ họ Quan. Cậu Thanh, Mã Siêu đã được cứu ra rồi, người phụ nữ ám sát em gái Mã Siêu cũng đã bị Mã Siêu lấy mạng. Bao giờ chúng ta quay về Yến Đô? Mãi đến khi về tới khách sạn, Đồng Chiêm Cương mới lên tiếng hỏi. Dương Thanh nhắm mắt lại, em gái của anh em tôi bị ám sát, bây giờ vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Anh em của tôi cũng bị thương nặng vì trúng đạn. Nhưng vương tộc họ Quan mới mất một kẻ đầu sỏ gây họa dâu ria mà thôi. Đồng Chiêm Cương rất lo lắng. Hiện giờ cả Vương Thành Quan đều đề cao cảnh giác. Nếu Dương Thanh lại tới vương phủ họ Quan, e là sẽ không dễ dàng như lần trước. Mặc dù ông Phùng đã nói cứ cho Dương Thanh ra tay, chỉ cần không quá đáng thì ông cụ đều giải quyết được. Nhưng bây giờ, vương phủ họ Quan đã có người chết, nếu còn chết thêm một người nữa sợ là sẽ lớn chuyện. Nói không chừng đến cả ông Phùng cũng không thể giải quyết dễ dàng. Ngày mai tôi phải tới vương phủ họ Quan một chuyến, ông không cần đi theo đâu. Dương Thanh bỗng nhiên nói. Hay là cứ để tôi đi theo cậu đi. Tôi đi cùng có thể phòng ngừa một vài phiền phức không cần thiết. Đồng Chiêm Cương vội vàng nói. Ông ta được ông Phùng phái tới bảo vệ Dương Thanh. Nghe anh nói muốn tới vương phủ họ Quan, sao ông ta có thể không đi theo được. Tôi không yên tâm Mã Siêu. Sáng sớm mai ông hãy tới chỗ thần y Phùng, có tin tức gì của cậu ấy phải báo ngay cho tôi. Dương Thanh trầm giọng nói. Đồng Chiêm Cương biết Dương Thanh không muốn liên lụy tới ông Phùng, cũng không dám phản bác, chỉ có thể nghiêm giọng đáp, vâng. Một đêm bình yên. Sáng hôm sau, Dương Thanh rời giường đi luyện võ. Nếu không phải biết mục đích Dương Thanh tới Vương Thành Quan, Đồng Chiêm Cương sẽ tưởng anh tới đây nghỉ phép. Cậu Thanh. Dương Thanh vừa về phòng, Đồng Chiêm Cương đã chờ sẵn ở cửa. Có việc gì? Dương Thanh vừa lấy khăn lông lau mồ hôi trên mặt vừa hỏi. Tôi vừa mới nhận được một tin quan trọng. Hôm nay là ngày vương tộc họ Quan và hoàng tộc họ Vũ đính hôn. Người của hoàng tộc họ Vũ đã tới vương phủ họ Quan. Nghe nói lần liên hôn này rất quan trọng với cả hoàng tộc họ Vũ và vương tộc họ Quan. Nếu cậu tới vương phủ họ Quan vào lúc này, e là sẽ đắc tội với hoàng tộc họ Vũ. Đồng Chiêm Cương lo lắng nói. Liên hôn. Dương Thanh nhíu mày hỏi, người vương tộc họ Quan chọn để liên hôn là ai? Con gái riêng của con trai thứ ba của quan vương, Quan Duyệt. Đồng Chiêm Cương biết rất rõ, lập tức trả lời. Quả nhiên, lần này Dương Thanh tới Yến Đô không chỉ để giúp Mã Siêu mà còn muốn dẫn Quan Duyệt đi. Quan Duyệt từng chắn đạn cho anh, đã đủ để anh nhận cô ta làm đồ đệ. Tính ra phần lớn nguyên nhân khiến anh có xung đột với vương tộc họ Quan đều là vì Quan Duyệt. Cậu Thanh quen biết cô gái tên Quan Duyệt này à? Đồng Chiêm Cương dè dặt hỏi. Ông ta chỉ biết Dương Thanh tới đây để cứu Mã Siêu chứ không biết quan hệ của anh với Quan Duyệt. Cô ấy là đồ đệ của tôi. Dương Thanh lạnh giọng đáp. Cái gì? Đồng Chiêm Cương lập tức trợn tròn mắt. Tuy tiếp xúc không lâu nhưng ông ta đã biết anh là người rất coi trọng tình nghĩa. Vì Mã Siêu, Dương Thanh có thể chống lại cả vương tộc họ Quan. Bây giờ lại thêm một đồ đệ bị vương tộc họ Quan ép cưới. Có thể đoán được quan hệ giữa Dương Thanh và vương tộc họ Quan sẽ căng thẳng tới mức nào. Phía hoàng tộc họ Vũ thì sao? Dương Thanh đột nhiên hỏi, Vũ Hoàng đích thân dẫn người tới vương phủ họ Quan à? Đồng Chiêm Cương lập tức lắc đầu, là người đứng đầu một nhánh của hoàng tộc họ Vũ tên là Vũ Ninh. Người được nhà họ Vũ chọn để liên hôn chính là con trai của Vũ Ninh, Vũ Tử Khai. Nghe nói tháng trước Vũ Ninh dẫn theo Vũ Tử Khai tới vương phủ họ Quan cầu hôn, nhưng lúc đó Quan Duyệt đã trốn khỏi gia tộc. Lần này Quan Duyệt trúng đạn, đến giờ vẫn chưa hồi phục, muốn trốn cũng không thoát được. Nói đến đây, Đồng Chiêm Cương bỗng thấy căng thẳng, cẩn thận thăm dò Dương Thanh. Thấy anh vẫn bình tĩnh, ông ta mới nói tiếp, tôi còn nghe nói, sau lễ đính hôn hôm nay, người của hoàng tộc họ Vũ muốn đưa Quan Duyệt tới Hoàng Thành Vũ. Hoàng tộc họ Vũ thật bá đạo, mới chỉ đính hôn đã muốn đưa người tới Hoàng Thành Vũ rồi sao? Dương Thanh châm chọc nói, không hề coi hoàng tộc họ Vũ ra gì. Giây phút anh quyết định tới Vương Thành Quan, có một số chuyện không thể nào tránh khỏi. Hiện giờ năm vương tộc và bốn hoàng tộc đều đang nhòm ngó Yến Đô. Điều khác nhau chính là, người của vương tộc đã lần lượt xuất hiện ở Yến Đô, nhưng vẫn không thấy người của hoàng tộc nào cả. Có lẽ hoàng tộc không hề coi trọng vương tộc. Chờ đến khi vương của Yến Đô xuất hiện, bọn họ mới tới Yến Đô. Hiện giờ Dương Thanh là người có khả năng xưng vương ở Yến Đô nhất.
trừ phi anh rời khỏi Yến Đô, nếu không sớm muộn gì cũng đụng mặt người của hoàng tộc. Đã vậy, bây giờ chạm mặt với người của hoàng tộc cũng chẳng sao. Tác phong làm việc của hoàng tộc họ Vũ thực sự rất bá đạo. Không chỉ vậy, ba hoàng tộc còn lại cũng bá đạo như thế. Đồng Chiêm Cương trầm giọng nói, sau khi năm hoàng tộc bị biếm thành vương tộc, sự chênh lệch giữa hoàng tộc và vương tộc dần dần bị kéo dài ra. Nhất là thực lực và số lượng cao thủ của hoàng tộc hơn xa vương tộc. Đây cũng là lý do vương tộc họ Quan chủ động liên hôn với hoàng tộc. Bọn họ muốn tiếp tục phát triển không thể không dựa vào hoàng tộc họ Vũ. Đúng lúc hoàng tộc họ Vũ cũng đang cần vương tộc họ Quan làm một vài chuyện, thế là hai gia tộc khổng lồ không hẹn mà cùng có ý định liên hôn để củng cố quan hệ giữa hai nhà. Dương Thanh khẽ gật đầu, tôi không cần biết vương tộc họ Quan muốn liên hôn với hoàng tộc nào. Nhưng tôi không cho phép bọn họ ép cưới đồ đệ của tôi. Đừng nói là cậu định cướp người từ trong tay hoàng tộc họ Vũ đấy chứ. Đồng Chiêm Cương khiếp sợ hỏi. Không cần nói nữa. Bây giờ ông chỉ có hai lựa chọn, một là rời khỏi Vương Thành Quan, hai là tới nhà thần Y Phùng chăm sóc Mã Siêu giúp tôi. Dương Thanh rất kiên quyết, không cho Đồng Chiêm Cương có sự lựa chọn thứ ba. Được, tôi sẽ tới trông coi Mã Siêu giúp cậu. Sau mấy giây im lặng, Đồng Chiêm Cương cắn răng nói. Ông Phùng đã ra lệnh ông ta đi theo Dương Thanh, vậy thì dù trời có sập ông ta cũng sẽ không lùi bước. Tốt. Dứt lời, Dương Thanh quay lưng rời đi, một mình xông tới vương phủ họ Quan. Sau khi Dương Thanh rời đi, Đồng Chiêm Cương mới gọi điện thoại. Ông Phùng, hôm nay hoàng tộc họ Vũ và vương tộc họ Quan tổ chức đính hôn, cô gái họ Quan phải liên hôn là đồ đệ của cậu Thanh. Đồng Chiêm Cương lập tức báo cáo, vừa nãy cậu Thanh đã một mình đi tới vương phủ họ Quan. Cứ theo ý cậu ấy, mọi chuyện đã có tôi. Một câu nói đơn giản của ông Phùng khiến Đồng Chiêm Cương vô cùng kinh hãi. Mấy chục giây sau khi ông Phùng cúp máy, ông ta mới dần lấy lại tinh thần. Xem ra ông Phùng xem trọng cậu Thanh hơn mình nghĩ rất nhiều. Đồng Chiêm Cương thấp giọng lẩm bẩm. Ông ta biết rõ thân phận và địa vị của ông Phùng. Có thể nói ông Phùng chỉ cần dậm chân một cái, cả Chiêu Châu đều sẽ chấn động. Người nắm giữ quyền lực khổng lồ như ông cụ lại gửi gắm kỳ vọng rất lớn vào Dương Thanh, quả thực khiến người ta không thể tưởng tượng. Nhưng nghĩ tới những gì Dương Thanh đã làm cho Chiêu Châu, Đồng Chiêm Cương có thể hiểu được. Ông ta thôi không suy nghĩ lung tung nữa, rời khỏi khách sạn chạy tới nhà của thần Y Phùng. Hôm nay vương phủ họ Quan rất náo nhiệt, khắp nơi răng đèn kết hoa, không khí vui mừng phấn khởi. Không một ai nhắc tới chuyện tối qua Mã Siêu giết Quan Hân, tựa như chưa từng xảy ra chuyện này. Trong một căn biệt thự cổ điển của vương phủ họ Quan, một cô gái trẻ tuổi đang ngồi trước bàn trang điểm, sau lưng là cả một đội thợ make-up hùng hậu. Cô ta giống như con rối, mặc cho thợ make-up tô vẽ lên mặt mình. Cô Duyệt có hài lòng với cách trang điểm này không? Một lúc lâu sau, một thợ make-up bỗng lên tiếng hỏi. Cô ta rất hài lòng với kiệt tác của mình, nhưng vẻ mặt u buồn của Quan Duyệt khiến cô ta thấy uể oải. Dù không trang điểm tôi cũng hài lòng. Quan Duyệt đáp, vẻ mặt buồn bã. Cô ta là con riêng của vương tộc họ Quan, không có quyền lựa chọn. Hiện giờ cô ta có giá trị lợi dụng, vương tộc mới nhớ đến cô ta. Cô Duyệt có sắc đẹp trời ban, dù là mặt mộc cũng là mỹ nữ. Thợ make up mỉm cười che giấu sự bối rối. Xong chưa, nếu đã xong, các người có thể đi được rồi. Quan Duyệt bình thản nói. Ngay sau đó, đội make up lập tức rời đi. Thoáng chốc, trong căn biệt thự rộng lớn chỉ còn một mình cô ta. Cô ta gian nan đứng dậy lết người tới giường. Khoảng cách vài mét ngắn ngủi, cô ta lại phải dùng rất nhiều sức lực để di chuyển. Vết thương sau lưng do chắn đạn cho Dương Thanh vẫn chưa khỏi. Bây giờ chỉ cần đi vài bước, cô ta cũng rất mất sức. Nhưng đây chính là sự tàn khốc của vương tộc. Người như cô ta chỉ có thể trở thành vật hy sinh, không còn lựa chọn nào khác. Sư phụ, anh đừng đến đây. Quan Duyệt ngồi lên giường, ánh mắt tràn ngập lo âu. Tâm trạng của cô ta rất phức tạp, lo Dương Thanh tìm tới, vương tộc họ Quan sẽ không tha cho anh. Nhưng cũng hy vọng anh có thể tới dẫn mình rời khỏi gia tộc máu lạnh này mãi mãi. Trong người cô ta mang dòng máu của vương tộc họ Quan nhưng cô ta không hề có chút tình cảm gì với gia tộc, ngược lại cảm thấy căm hận. Cô ta chỉ biết, ơn sinh thành không bằng ơn dưỡng dục. Cô chuẩn bị xong chưa? Đúng lúc này, một cô gái trẻ tuổi mặc váy dài đi vào, lạnh lùng hỏi Quan Duyệt. Quan Duyệt hờ hững nhìn đối phương, chuẩn bị xong rồi hay chưa thì đã sao? Cô gái mặc váy dài lập tức cau mày, hừ lạnh nói, cô đừng không biết tốt xấu. Được gả vào hoàng tộc họ Vũ là vinh hạnh của cô.
Cô biết trên đời này có bao nhiêu người muốn được gả vào hoàng tộc không? Vũ Tử Khai là con trai của chủ nhân nhánh hai hoàng tộc họ Vũ, Vũ Ninh. Một khi gả vào nhà bọn họ, cô sẽ là mợ chủ của nhánh hai hoàng tộc họ Vũ. Nếu không nhờ tôi, cô sẽ được may mắn như vậy sao? Quan Cầm ngạo nghễ nói. Lần này vương tộc họ Quan có thể liên hôn với hoàng tộc họ Vũ cũng là nhờ cô ta giật dây. Bà ngoại cô ta là con gái của Vũ Hoàng, ông ngoại cũng là người của gia tộc hàng đầu Hoàng Thành Vũ. Trong hoàng tộc họ Vũ, cô ta chỉ là người ngoài, nhưng lại được coi trọng ở vương tộc họ Quan. Bình thường cô ta thường xuyên tiếp xúc với dòng chính của hoàng tộc họ Vũ, những người cùng trang lứa trong vương tộc họ Quan đều phải chủ động lấy lòng cô ta. Chỉ có Quan Duyệt không chịu nể mặt. Nghe Quan Cầm nói thế, Quan Duyệt lạnh nhạt nói, cô cảm thấy gả vào hoàng tộc họ Vũ là vinh hạnh không có nghĩa mọi phụ nữ đều thèm muốn được gả vào hoàng tộc họ Vũ như cô. Hừ, Quan Cầm lạnh lùng nói, cô cứ tiếp tục cứng đầu đi. Khi đến hoàng tộc họ Vũ sẽ có người rèn cô vào quy củ. Nếu cô không chịu thay đổi tính cách, chỉ e không có kết cục gì tốt đâu. Nói xong chưa, xong rồi thì cút ra ngoài đi. Quan Duyệt không thèm nể mặt nói. Cô, Quan Cầm giận dữ định tát Quan Duyệt nhưng lại không dám xuống tay, cuối cùng chỉ có thể buông tay xuống. Lễ đính hôn hôm nay liên quan tới lợi ích của hai gia tộc khổng lồ là hoàng tộc họ Vũ và vương tộc họ Quan. Quan Duyệt là đối tượng liên hôn, nếu bây giờ bị tát thì Quan Cầm sẽ không thể thoát tội. Sau này vẫn còn nhiều cơ hội dạy dỗ cô. Quan Cầm nổi giận nói, tôi đến báo cho cô một tiếng, người của hoàng tộc họ Vũ đã tới. Nếu không muốn chết, tốt nhất cô hãy ngoan ngoãn phối hợp. Lỡ làm mất mặt bọn họ, sau này cô sang đó, hoàng tộc họ Vũ cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho đâu. Dứt lời, cô ta quay người rời đi. Người trung niên này chính là người đứng đầu nhánh hai của hoàng tộc họ Vũ, Vũ Ninh. Còn chàng trai mặc đồ cưới chính là Vũ Tử Khai, con trai Vũ Ninh. Vũ Tử Khai rất hống hách, không hề coi người của vương tộc họ Quan ra gì. Dù Quan Vương đang có mặt, anh ta cũng không thèm quan tâm, chỉ ngồi nghịch điện thoại. Đoàng đoàng đoàng, tiếng súng nổ không ngừng truyền ra từ trong điện thoại của Vũ Tử Khai. Con mẹ nó, chúng mày đều là lũ ngốc à? Không thấy ông đây sắp bị đánh cạn máu rồi hả? Mau cứu tao đi. Túi máu đâu rồi? Thằng nào ném cho tao một túi máu đi. Tao mà bị đánh thêm một phát nữa là ngỏm củ tỏi đấy. Mẹ nó, ông đây chết rồi. Một đám ngu xuẩn, chúng mày đều là học sinh tiểu học đấy à? Vũ Tử Khai giận dữ ném điện thoại xuống đất. Bố mua bản quyền của game này cho con được không? Đến lúc đó bảo phòng kỹ thuật cho con một kỹ năng tự động nhắm chuẩn, gấp đôi lực sát thương. Con phải xưng bá game này. Vũ Tử Khai đột nhiên ôm chặt cánh tay Vũ Ninh lắc lư, hệt như một đứa nhóc 6-7 tuổi đang làm nũng. Vũ Ninh cưng chiều xoa đầu con trai, khẽ cười đáp, chỉ cần con kết hôn, để vợ con sinh một thằng nhóc mập mạp, bố sẽ mua bản quyền của game này cho. Được, bố là tốt nhất. Đợi con kết hôn sẽ lập tức cho vợ sinh một đứa con trai mập mạp, Vũ Tử Khai lập tức vui sướng. Quản gia trung niên đứng sau vội vàng đưa cho anh ta một chiếc điện thoại mới tinh. Chẳng mấy chốc, điện thoại của Vũ Tử Khai lại truyền ra tiếng súng đạn và tiếng chửi bới của anh ta. Người của vương tộc họ Quan ngơ ngác nhìn nhau, dường như không ngờ con trai của người đứng đầu nhánh hai hoàng tộc họ Vũ lại là một thằng ngốc.